Cái vấn đề tâm linh, làm nhà làm cửa, thì cái việc làm lễ khởi công động thổ có nên không? Nên, và nên làm như thế. Vì chúng ta đấy có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, nó đáng là bao đâu. Làm cái mâm hoa quả hoặc đĩa hoa quả thành tâm thôi. Chỉ 3 biến hoặc 7 biến hoặc 21 biến đại bi thập chú, bát nhã trong niệm Phật, sau đó để khấn nguyện. Hôm nay là ngày tháng năm nào, tín chủ con tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình chúng con, tín chủ chúng con xin được làm lễ để khởi công động thổ, xây dựng gian nhà gian cửa hay cái gì gì đó, khấn nguyện với 10 phương tam bảo, chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiển Thánh Tăng, lịch đại tổ sư, chư vị hộ pháp thiện thần thiên long bát bộ, già lam chân tế tác đại chứng minh, chư vị bản xứ thổ công đông chủ, tư mệnh táo phủ thần quân, rồi lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, các cụ đều hiển linh và chứng giám cho. Tâm thành của chúng con đã xin được làm lễ động thổ hoặc là mượn tuổi động thổ, thì người nào mượn tuổi động thổ thì họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, đọc ra nhờ người đó động thổ. Ví dụ mình tuổi mà các cụ đi xem người ta bảo tuổi Kim Lâu á, hay tuổi vào trạch gì, trạch địa vào cung địa sát, hoặc là trạch Hoang Ốc, hoặc trạch Thọ Tử đó, không thể động thổ cắt nóc được thì nhờ người anh A anh B đó bao nhiêu tuổi, ông A ông B đó bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, làm lễ động thổ cắt nóc cho tín chủ là chúng con. Khấn lên, mình làm lễ thì động thổ không làm nhà thế có gì đâu. Làm xong một cái lễ cất nóc, mình cũng làm cái lễ cất nóc hoặc đổ mái bằng là cái bái cao nhất thôi. Làm cái lễ đơn giản thôi. Như Phật tử chúng ta hay đi chùa này thì tốt nhất là buổi sáng sớm tụng Biến Kinh Phổ Môn, cầu nguyện tam bảo chư Phật Bồ Tát, thần linh thổ địa chứng minh gia trì cho vào cái khoảng giờ đó. Ví dụ như là từ 5 giờ đến 7 giờ thì gọi là giờ Mão, từ 7 giờ đến 9 giờ thì gọi là giờ Thìn, giờ chúng con cất nóc vân vân chẳng hạn. Cứ như thế mà mình khấn, và khoảng giờ đó gia đình chúng con xin làm lễ cất nóc hay làm lễ động thổ gì đó vân vân. Như thế là yên tâm. Xong làm xong đâu vào đấy thì mình lại phải có một cái lễ về nhà mới, thì cái gọi là lễ trấn gì nhỉ? Lễ trấn trạch, lễ về nhà mới, an vị bát hương. Mà lễ trấn trạch đó thì thường phải làm một cái lễ trấn trạch, thì thường là người ta trong khi mà làm nhà mới động thổ thì người ta phải làm một cái lễ gọi là lễ hoàn, bồi hoàn long mạch. Cái hoàn long mạch thì có gì đâu, ra cái chỗ hỏi bán những đồ mã, bán những cái đồ ấy ở ngoài chợ thì mua cái bột, bây giờ có cái gói bột ngũ vị hương sẵn rồi, hoặc ngày xưa thì họ gọi là mua quế, mua cái gì đấy, hồi cái gì đó, nó nhiều lắm. Cứ ra đó họ bảo họ mua cái đồ, cái nước hoàn long mạch, cái cây bang, cái gì đó nữa, nó có nhiều thứ lắm. Mà bây giờ họ nghiền thành bột rồi, về mình đun nước sôi để ấm ra cho nó nguội, để ấm vào, thế mà hòa khuấy vào, thế là đem lên để lên trên ban thờ, bên ở dưới đất được, kê cái ghế cái gì cho trang nghiêm lên, kết biết thì kết lấy 9 nén hương, tứ tung tức là 4 nén gì nén ngang, ngũ hoành tức là 5 nén ở trên để dọc lên trên, gọi là kết hương tứ tung ngũ hoành, kết lên trên cái miệng cái chậu hoặc là miệng cái xô đấy. Thế là mình chỉ đại bi thập chú 3 biến, 7 biến hoặc 21 biến, hoặc là mình làm lễ trong khóa lễ đó. Nếu như các thầy thì thường đọc câu thần chú nguyện vào đó nữa, chú nguyện vào đó. Nếu các Phật tử chúng ta không biết đọc chú nguyện thì thôi, chúng ta cứ đọc chú đại bi như từ hôm nay thế là được rồi. Thành tâm để khấn nguyện, thế đem cái nước đó đổ chung quanh móng nhà, bên trong bên ngoài. Nếu mà ở thành phố nhà bên ngoài họ làm nhà của họ hết rồi thì chúng ta thì lúc làm nhà là chúng ta nên để 4 góc 4 hoàn gạch, là chưa vội lát, mình để cho một tí xuống dưới để mình đổ vào chỗ đó, xong thì mới lát lại, có nghĩa mình để cho nó khoan một tí xuống dưới đất đấy, để làm sao cho nó cái thẩm thấu được xuống là tốt nhất. Thì mình đổ vào 4 góc nhà, đổ cho mỗi thứ khoảng vài gáo vào đó cho nó xuống dưới ấy. Cẩn thận, ngày xưa cố hòa thượng chủ Hương cổ còn dạy người ta là lúc xây nhà Ở thành phố thì nhà san sát nhau, mà đặc biệt mặt phố ấy, thì khi làm ấy, thì lấy cái ống nhựa hay là ống típ gì đó, ống nhựa, tốt nhất là ống nhựa. Lúc mình đổ móng ấy thì cắm nó xuống để cho nó lên trên cái dưới mặt gạch một chút hoặc bằng mặt gạch. Để khi mà một viên gạch, 4 viên gạch 4 góc ấy là lát sau cùng. Cái hôm làm lễ xong nó vậy thì bắt đầu lễ đổ cái nước Hàn Long Mạch xuống 4 cái góc đó xong. Thì khi đó mới lát cái viên gạch lại, cụ bảo là như thế là tốt nhất. Vì nước nó thẩm thấu được xuống gì? Xuống dưới sâu. Đấy. Còn nếu mà như nhà ở nông thôn thì vô tư rồi. Đi vẩy chung quanh, vẩy bên ngoài, chung quanh móng ra, bên trong bên ngoài thì vô tư. Đấy. Nhưng mà thành phố thì nhà mình làm sau chẳng hạn thì 2 bên 3 bên là làm hết rồi. Nhà mình ở giữa thì bắt buộc phải làm như thế. Đó. Hoặc là không thì phải cậy viên gạch lên. Đấy. Khoan nó xuống. Một tí khoan xong nó đổ xuống xong thì lại bảo thợ đến nó lát viên gạch lại cho. Đây là ngày xưa thầy đi thị giả cụ Tổ chủ Hương là cụ hướng dẫn mấy nhà Phật tử như thế, là mình cũng thuộc dạng là học gì? Học lỏm. Nhưng mà học lỏm nhanh lắm, thầy học lỏm nhanh. Cái gì thầy muốn học á, chỉ cần nhìn thấy người ta làm một lần, 2 lần mình làm được. Mà thậm chí là chưa cần nhìn người ta làm hết đâu, mình cũng đã học được rồi. Đấy, thầy đang nói thì cái mà làm lễ liền hoàn long mạch thì nếu mà có các thầy, nhờ các thầy được đấy là tốt nhất. Vì sao? Vì cái đạo hạnh, cái công đức của quý thầy thì tốt rồi. Đoán được các thầy đến thì còn gì bằng nữa. Nhưng mà sợ rằng các thầy nhiều việc quá, hoặc là nhà xa quá, hoặc các thầy nhiều việc quá không đến được, thì tự các Phật tử chúng ta cũng có thể làm được cái này. Chỉ cần là chúng ta gì? Đọc Lầu Thông Chú Đại Bi, Thập Chú, Bát Nhã và Lục Từ Đại Minh Án Mani Bát Minh Hồng mà thôi. Nếu chưa thông thì xem kinh, xem sách mà đọc cũng được. Nhưng tất nhiên chúng ta cũng phải có một chút đạo hạnh tu hành rồi, thì cái sự tụng kinh trì chú lễ Phật, niệm Phật và gia trì của ta nó mới gì? Nó mới tốt. Chứ bằng không nó cũng chỉ là cái gì? Cái chậu nước, cái xô nước mà thôi. Thế phải có công đức thì làm mới tốt vậy. Nếu mà các Phật tử chúng ta một người cảm thấy không ổn thì chúng ta mời cả đạo tràng 5, 3, 7 người, chục người, hơn chục người đến để chi? Thì đương nhiên chúng ta một người không đủ sức thì chúng ta lấy sức của đại chúng. Các đạo tràng chúng ta nhiều mà, 7, 80 đạo tràng quanh khắp miền Bắc này cơ mà. Chúng ta nhờ các đạo tràng Phật tử, nếu mà sư phụ không đến được, các sư không đến được vì hoặc bận hoặc ở xa, chúng ta mời đạo tràng đến gì? Chỉ chú lễ Phật tụng kinh cho cũng được, xong đem cái nước đó để rảy ở chung quanh nhà cửa, đặc biệt là đổ vào chung quanh cái móng hoặc cái chỗ đào đó. Trường hợp Phật tử này thì hàng xóm vào làm, nó gần nhà mình thì mình cũng có thể nói với họ để cho mình, nếu mà họ xây xong móng rồi á, phải xây xong đấy nhá. Nếu còn đang đào thì làm thì cũng bằng thừa. Họ phải đào xong rồi, ví dụ đào xong móng, họ xây lên móng rồi, họ không đào bới gì nữa, thì mình sang mình nhờ họ sang bên cạnh mình đổ bên cái dãy móng của nhà họ sát với dãy móng của mình. Thế được. Thế mà tốt cho cả nhà họ, tốt cho cả nhà mình. Đó. Thế là ổn thôi, có gì đâu. Cái việc này nó nói thế thôi các vị. Cách đây năm 2018 có một cái trường hợp thầy phải đến xử lý cho cái nhà ông Phật tử cán bộ cũng vụ trưởng một bộ ở Trung ương. Nhà ở dưới hình như là Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Ở Hoàng Hoa Thám, đúng rồi. Đường Hoàng Hoa Thám. Đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Nó gần chỗ Bưởi mà. Gần chỗ Bưởi là đường Hoàng Hoa Thám đấy đúng không? Những cái DD đấy đúng không? Đấy. Nhà ông vụ trưởng một bộ Trung ương. Ông ấy bây giờ vẫn đang công tác. Hình như vừa qua, hình như là năm ngoái hay năm kia, hình như là bổ nhiệm thứ trưởng hay sao. Nhưng lâu lâu rồi thầy cũng có liên hệ với đâu. Người ta cần, người ta đến, người ta không cần thì thôi. Mình giúp cho người sau xong là thôi, thầy đặc biệt giúp xong là thôi, cũng chả bao giờ liên hệ gì nữa cả. Ai người ta có tâm với Tam Bảo, người ta liên hệ thì mình liên hệ, mình gần gũi thế thôi. Mình cũng chẳng phải cầu cạnh gì, người ta cũng chẳng nhờ vả người ta cái gì, cho nên thôi chẳng nói gì. Cái khi nhà hàng xóm nhà ông ấy bắt đầu động thổ làm nhà, buổi sáng thì buổi chiều thằng con trai của ông bị tai nạn xe máy gãy chân. Được một tuần sau á, thì tự nhiên là ông ấy cứ bị người ta kiện thư nặc danh. Thế là bị kiện đấy, bị trong những cái đồng nghiệp của mình kiện, mà toàn là kiện nặc danh thôi. Việc nó không có như thế nhưng mà cứ bị kiện nặc danh, bị cả tháng như thế. Thế là ông thấy lạ quá thì đi xem, người ta mới bảo là vợ đi xem chứ không phải ông đi xem, vợ đi xem. Thế người ta bảo là nhà bị động. Thế vợ mới bảo nhà con có làm cái gì đâu mà bị động. Xong cái người xem, không phải xem đồng bóng đâu, đi xem cái ông thầy tử vi. Ông thầy tử vi mà ông ấy xem, ông dở tử vi, ông bảo nhà bị động. Thế thì hỏi cái ông thầy xem tử vi á, ông bảo là chắc chắn mà, nhà ở bên trái nhà cô là có đào bới đấy mà. Đây cái vết đào bới đấy. Ông xem trong tử vi mà ông bảo là bên trái của nhà cô có đào bới sâu hõm xuống đây mà lại sao bảo không có là thế nào? Thế là cô bảo cụ ở nhà con nó không đào, nhưng mà nhà bên hàng xóm họ đào móng, họ làm nhà, họ làm tầng hầm. Thế họ đào cái tầng kia, tầng hầm, họ làm tầng hầm đương nhiên nó phải sâu xuống 4-5 mét đấy, để họ xử lý. Thế lúc đó mới bảo là nhà hàng xóm họ đào. Thế cái ông thầy tử vi ông bảo để về nhờ, đi nhờ các thầy đến, các thầy giúp cho, các thầy lễ hàn long mạch cho. Hỏi nhà họ còn đào nữa không? Bảo họ đào xong rồi, bây giờ họ đổ lên tầng 1 rồi, họ đang bắt đầu đổ cột để chuẩn bị lên tầng 2 rồi, tức tầng âm dưới họ làm xong rồi. Thế về cái ông chồng ấy đi lên đây gặp thầy. Thế thì cái đợt đấy thì cho thầy đích thân thầy xuống vì có người quen giới thiệu, cho nên thầy cũng ngại. Lâu lắm rồi không đi làm những cái lễ như thế, nhưng mà cái người quen giới thiệu, cho nên thầy nể quá, thầy đi xuống thì lễ cho. Lễ xong thì sang nhờ nhà ông hàng xóm. Lúc đầu nhà ông hàng xóm họ sợ là cũng bị ông thầy phù thủy hay cái gì đó không cho đâu. Nhưng xong rồi sang đưa thầy sang, xong rồi có mấy ông thợ ở đó đâu. Thế lúc đó thầy mới bảo ông thợ là không sợ đâu. Thầy đang nói chuyện thì ông chủ nhà ông đến. Ông chủ nhà ông đến thì ông lại cũng là người biết Phật Pháp. Thế là đến thì biết là thầy ở trên chùa Khai Nguyên, mà cái là ông vui vẻ, ông bảo là con cũng nghe tên thầy lâu rồi nhưng mà nay mới gặp, thế tốt quá. Thế thầy làm luôn cho cả nhà con. Khôn thế. Còn thầy làm thì thầy làm luôn cho cả nhà con thế. Thế thì mình bảo là thôi thế thì bây giờ nhà này nó có một xô nước thì không đủ đâu. Thì ông bảo đi ai chạy ra chợ Bưởi, ông lấy mấy gói về pha thì 2 chậu nữa thì lễ thì làm cho luôn. Thế làm xong một cái thì mấy hôm sau, chưa đến tuần sau, tất cả những cái lá thư đơn thư kiện cáo nặc danh cái im bặt là không còn gì nữa cả. Mà cái chân của cái con, cái gãy chân gì bó bột thì nó cũng dần dần khỏi. Gia đình yên bình thường. Mà ông ấy thỉnh thoảng cũng năm cũng lên, vợ chồng cũng lên chùa lễ lần 2 lần. Thế như vừa qua là lên thứ trưởng rồi. Thầy cũng không quan tâm lắm tới cái vấn đề đó nhiều, nhưng mà nghe nói hình như lên thứ trưởng rồi. Đấy, chúng ta thấy cái vấn đề tâm linh ấy mà. Nhà hàng xóm họ động thổ, nhưng chúng ta là người ở bên cạnh cũng có thể gì, có thể dính, vì nó cùng một cái giải, cùng một cái giải đất. Mà chính cái nhà đó, cái gia đình mà ông động thổ ấy, cái ông chủ động thổ ấy, cái hôm động thổ thì cái ông thợ đi đào móng, cuốc móng này cũng cuốc vào chân mình, cũng cuốc vào chân. Còn cái nhà ông hàng xóm thì đứa con thì bị gãy, tai nạn là gãy chân. Còn cái ông thợ thì cuốc vào chân, phải đi viện để khâu, và cũng phải đến hàng tháng sau nó mới quay lại làm được. Tức là thì nó có vấn đề ở đó. Cái lễ xong một cái cả nhà, hai nhà, nhà mới, nhà bên cạnh đều yên cả. Cho nên chúng ta mới nói đấy, có những cái tuy không phải là Phật giáo, không phải là lời Phật dạy, nhưng ở thế gian chúng ta, các cụ nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta chưa đạt đến cái cảnh giới của chư Phật, Bồ Tát và A-la-hán, thậm chí tu Đà Hoàn còn chưa được ấy, thì cứ tạm gác lại những cái gì nó cao siêu, nó màu nhiệm, và cái gì nó gọi là chân lý tuyệt đối. Còn chúng ta bây giờ đang sống ở trong cái cảnh giới thì đối đãi tương đối, thì chúng ta cứ gì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Cái gì cha ông, cái gì các cụ chúng ta ngày xưa truyền lại nên làm, phải làm. Mỗi khi giờ ra làm những cái việc lớn ấy thì nên giữ lễ, thì chúng ta cố gắng để giữ lễ. Làm được như thế thì chỉ có tốt thôi, chứ nó có mất nhiều thời gian, tiền tài của cải đâu các quý vị. Đấy, cho nên đây là nói về gì? Cái việc động thổ, việc của nhà ông hàng xóm động thổ, gia đình bên cạnh. Mà cụ thể là nếu gia đình chúng ta mà không may gì thấy nó thì nó lục đục, cái nó khác gì đó, chúng ta có thể nói với nhà ông hàng xóm để chúng ta làm cái lễ để hoàn long mạch ở cái phía bên móng giáp danh nhà mình. Khi họ xây móng xong rồi được đó, tối lửa tắt đèn có nhau, bán anh em xa mua láng giềng gần, mà mình sang trình bày với người ta cho nó có trước có sau, cho nó đàng hoàng. Mình không phải là làm cái gì nó mê tín dị đoan hay gì cả. Đấy, như thế sao là ổn thôi. Đấy là nói về gì? Động thổ. Câu này nói hơi dài nhỉ, nhưng nó có ở trong phạm vi một câu này không hả? Nó ra rất nhiều, kể cả về lịch gì, lịch sử cũng được học ở trong câu hỏi này. Vì nào hỏi câu này là được lãi đấy, lãi to. Còn những người khác đưa câu hỏi mà vẫn phải chờ thì sốt cả ruột, nhưng không sao, cố gắng thì chờ một tí thì nghe được cái này. Nó là chung cho tất cả mọi người các vị. Câu này nó là câu có thể dành chung cho tất cả. Nhà ai chúng ta mà chẳng phải làm những cái việc như thế, hoặc rằng trước hoặc rằng sau, hoặc rằng giai đoạn tới đây có thể gặp cái hoàn cảnh đó, chúng ta học lấy, nghe lấy, học lấy để làm cái kinh nghiệm sau này. Nó đến nhà mình thì mình đem ra để mà thực hành. Đấy, hoan hỉ chưa? Hoan hỉ mà vỗ tay lật đá lẹt đẹt đấy này. Đấy, ít ra nó có phải thế mới được 6-7 điểm chứ lại. Lật đá lẹt đẹt là đá lẹt đẹt, nghe mà cứ như là buồn ngủ dậy mới vỗ tay. Một Phật tử nữa hỏi, con là Nguyễn Thị Liên ở Đan Phượng, Hà Nội. Con có phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và ăn chay 21 ngày. Có để 7 chén nước giống như thầy dạy khi tụng kinh. Nhưng cứ đến sáng hôm sau, con xin nước thì mở nắp chén ra là ở trong đó có rất nhiều kiến. Có rất nhiều con đã chết. Mà trước đây khi chưa tụng kinh, con cũng có thờ nước trên ban nhưng không hề có kiến. Con mong thầy giải đáp cho con được hiểu hiện tượng trên ạ. Như vậy con có bị mắc vào tội sát sinh không ạ? Giờ con phải làm thế nào? Vì cứ để chén nước thờ lên ban là kiến lại bò vào, mặc dù đều có nắp đậy. Cái này thầy cũng gặp một vài trường hợp như thế này rồi. Ấy lúc mình thờ bình thường không phát nguyện tụng kinh 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày để xin nước hoặc là để cầu những cái việc bình an trong gia đình đó, thì nước cũng trên ban nó tuyệt nhiên không có kiến. Khi phát nguyện lập đàn để tụng kinh một cái thì kiến ở đâu nó cứ bỏ vào. Cái trường hợp này thầy cũng nghe vài trường hợp nói với thầy rồi. Nay lại gặp cái trường hợp này, hỏi trực tiếp ở đây. Đây chính là gì? Đây chính là gọi là oan gia trái chủ vậy. Đây chính gọi là ma sự vậy. Đây chính gọi là nó phá gì? Ma nó phá gì? Phá nguyện, phá hạnh chúng ta vậy. Khiến cho chúng ta phải gì? Phải suy nghĩ, phải lo sợ, phải phân tâm. Đúng không? Bình thường cả bao nhiêu năm trời mình dâng nước cúng thì chả có con kiến nào bò vào. Nay chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày thì ngày nào kiến nó cũng bò vào trên nước và nó chết ở trong đó. Khiến cho chúng ta phải nghĩ là gì? Phải suy nghĩ, hay là mình có nhầm, có lỗi, có tội gì, tình gì chăng? Hay là mình như thế này có phạm một cái tội sát sinh chăng? Vân vân. Cho nên lúc ngồi tụng kinh nó không được nhiếp. Không được nhiếp tâm. Đây chính là ma sự. Oan gia trái chủ nó phá thì đạo tâm tu hành của các tín đồ Phật tử chúng ta. Nếu gặp phải trường hợp này thì phải làm như thế nào? Tốt nhất là chúng ta nên hành sám, tức là nên sám hối đó. Duyên lập đàn Địa Tạng để cầu một cái gì đó đối với gia đình chúng ta trong giai đoạn này là chưa hợp gì? Chưa hợp thời. Cho nên Phật tử này thầy khuyên là gì? Nên phát nguyện lễ hành sám trong vòng 21 ngày đi đã. Hành sám ở đây có thể là lễ theo danh hiệu của các đức Phật ở trong kinh Nhật Tụng ấy. Thầy tới đây đang soạn rồi. Tới đây thì chắc tháng để xong. Từ giờ đến Pháp hội, muộn là đến Pháp hội tháng 11 là Pháp hội ngày lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật là xong. Cố gắng xong thì để các Phật tử chúng ta có cái quyền hành sám này để hành sám. Bây giờ thì chưa có thì chúng ta cứ lễ danh hiệu của các đức Phật ở trong kinh Nhật Tụng đấy, kinh Chú Thường Tụng hay là chư kinh Nhật Tụng đấy. Đấy, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật đó, vân vân. Đấy, cứ một danh hiệu lễ đức Phật đó chúng ta lễ xuống một lễ. Khỏe thì lễ đứng, yếu thì lễ gì? Lễ quỳ. Có sức khỏe mà lễ đứng được là tốt nhất. Hoặc rằng chúng ta gì có thể lễ ngũ bách danh. Có sức khỏe để lễ đủ cả 500 lễ một thời là tốt nhất. Không thì 500 lễ chúng ta chia ra thành một gì? Một ngày. Có thể sáng lễ 250 lễ và tối lễ 210 lễ. Hoặc rằng sáng lễ 200 lễ, trưa lễ 100 lễ, hoặc là chiều lễ 100 lễ, còn tối lễ 200 lễ. Hoặc chia thế nào do chúng ta. Một ngày cứ hết 500 lễ đấy. Lễ xong thì chúng ta sám hối và chúng ta sám hối oan gia trái chủ và cầu nguyện hồng ân Tam Bảo chứng minh gia trì cho. Nói với các vị, thôi các vị, đúng là kiến nó là chúng sinh, nhưng chúng ta nương theo lời Phật là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Chúng sinh là Phật đã thành. Hay là Đức Phật là Phật đã thành? Hả? Đức Phật là Phật đã thành. Còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên chúng ta kêu với các vị những con kiến kia là gì? Chúng ta không kêu là con kiến hay là kêu là chúng sinh kém phúc, mà chúng ta sang kêu là gì? Bồ Tát kiến ơi. Đúng không? Xin các Bồ Tát hoan hỷ, nước đấy là tôi dâng cúng Phật đấy. Còn các Bồ Tát nếu muốn gì? Muốn uống nước thì tôi sẽ để một gì? Để một cái bát nước, một cái chậu nước, để ở bên dưới cho cái thấp cái khăn hay miếng hay mảnh vải hay là cái cành lá vào để cho kiến nó bò lên bò xuống. Nếu có khát nước thì các Bồ Tát hãy đến đó mà uống nước, nhưng cẩn thận khéo gì? Ngã xuống gì? Ngã xuống sông. Đối với gì? Bát nước thì đối với con kiến nó cũng như là xuống cái sông lớn này các quý vị. Cho nên chúng ta để cái mảnh vải, để cái vải cho nó gì? Bò xuống đấy. Nó khát quá nó bò xuống thì nó có thể uống xong nó lại bò lên theo cái miếng vải, cái khăn mặt đó thì dễ dàng, hoặc là cành lá. Đấy, kêu là đấy các Bồ Tát kiến nếu có khát nước thì tôi để sẵn cái bát nước hoặc cái chậu nước ở dưới chân gần ban thờ đó rồi, các vị hãy đến đó mà uống. Còn nước ở trên ban là tôi dành để cúng gì? Cúng Phật, cúng Bồ Tát, cúng chư vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần vân vân. Cho nên các vị xin hoan hỷ cho, xin nhớ biết cho đó. Xin đừng có lên đó để uống nước cúng Phật Bồ Tát đó nữa mà phải tội. Cho nên các vị sám, hành sám mà phát nguyện như thế, đảm bảo rằng không có một Bồ Tát kiến nào dám lên đó để uống cái nước đó đâu. Cái này cũng có một vài người nói với tôi rồi. Cách đây mấy tuần có một vị nhắn tin cho thầy, bảo là bạch thầy, nhà con trước đây mối vào nhà rất là nhiều, Để cái gì liên quan đến gỗ ở đâu là mối vào gặm hết đến đó. Thậm chí là để cái đồ thờ ở trên ban thờ. Ban thờ treo đấy. Cái là ban thờ treo đấy. Mà mối nó bò kiểu gì mà nó bò được lên đấy. Nó gặm cái đồ thờ trên ban thờ. Mà trong khi đó nhà con đi công tác có một tuần thôi. Vắng nhà có một tuần, đóng cửa một tuần thôi về mà nó bò lên tường, nó lên thân ban thờ nó gặm trên đó. Nhiều mối đến thế. Thế từ khi con nghe thầy giảng, xong con về con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, con phải kêu với các Bồ Tát mối là xin chuyển sang cái đất rừng sau nhà để ở. Còn đây là để cho gia đình vợ chồng chúng tôi xin cái chỗ này để làm nhà làm cửa để ở. Chúng tôi tu hành niệm Phật tụng kinh được bao nhiêu công đức sẽ hồi hướng cho các Bồ Tát. Xin các Bồ Tát hãy lên rừng sau nhà để ở. Khấn xong như thế là cho đến cả năm nay rồi không thấy con mối nào vào nhà nữa cả. Đấy, đây là mối. Còn kiến thì cũng nghe nhiều người nói với thầy. Năm ngoái có một người đến nói với thầy gia đình nhà đấy có cái đàn kiến đen gần như quanh năm ngày tháng, không biết nó làm tổ ở đâu ở trong nhà, nhưng mà quanh năm ngày tháng gần như lúc nào cũng có đàn cái kiến đen đấy. Nhưng nghe thầy giảng kinh Địa Tạng cho nên về cũng thực hành xem, nhưng gọi là thử xem. Đấy, cũng tùng phát nguyện tùng kinh Địa Tạng 21 ngày để hồi hướng cho các Bồ Tát kiến trong nhà xin chuyển ra bên ngoài. Và mới cho ngày thứ 7 thôi. Thì tự nhiên là hết ngày thứ 7, qua đêm sáng dậy không thấy con kiến nào trong nhà nữa. Và đến mấy tháng trời không thấy đàn kiến đó nữa, không biết đi đâu. Đấy, đây là những người họ thực hành tụng kinh và họ phát nguyện là hồi hướng công đức và xin với các Bồ Tát kiến, Bồ Tát mối ấy, mà họ thành tựu. Họ kể lại những câu chuyện đó với thầy. Còn đối với thầy thì ở trên chùa Tản Viên ấy, vắt rất là nhiều, rắn cũng rất là nhiều. Thầy lên đó thì thầy hay sợ vắt mà. Khổ người dân tộc nhưng mà lại sợ vắt, sợ đỉa. Đi rừng suốt ngày nhưng mà lại sợ vắt. Con vắt nó cắn thì sợ là gì? Không phải là mình sợ mất tí máu đâu mà nhìn thấy nó ghê. Nó ghê từ khi còn bé là nhìn thấy vắt, nó thấy đỉa nó đã ghê rồi. Nhìn thấy rắn cũng vậy, nó cứ ghê, nó tự nhiên nó thấy ghê ghê. Chứ không phải là mình sợ chết hay sợ mất tí máu đâu, nhưng mà nhìn nó ghê từ bé. Thế lên trên ngày xưa năm 2008 lên 09 lên nhận cái chùa Tản Viên. Lên đó thì đang ăn bát mì. Thì tự nhiên thấy con thì con vắt nó bò một cái là kêu rời kêu đất rồi chạy lên hòn đá là đứng. Thế các Phật tử thấy mình chạy lên hòn đá, các Phật tử cũng ối rồi thôi thầy ơi có vắt ra. Thế là các Phật tử cũng mỗi người tìm hòn đá để chạy lên. Thế lúc đó mình trấn tĩnh lại, mình nghĩ mình đi lên đây trụ trì trên rừng trên núi là mình sợ vắt thì Phật tử ai dám lên để chấp tác, ai dám lên với mình. Thế là lúc đó mà ôi giời, thôi thầy trêu thế thôi, vắt thì có cái gì đâu. Nói như thế nhưng mà cái này, tóc gáy nó cứ thế, nó cứ dựng đứng cả lên. Như là sợ ma ấy. Đấy, sợ vắt ngày xưa nó sợ vắt như sợ ma. Sau rồi trấn tĩnh lại là mình làm trụ trì mà mình sợ vắt thì các Phật tử ai dám lên. Ngày đó mới lên đấy, dân ở dưới Minh Quang, Phật tử trên kia chưa có, dân nào không lên. Mà toàn là dân ở đây lên đấy chứ, dân Sơn Tây lên đấy. Sơn Tây lên, chùa Khai Nguyên này lên đấy. Cứ thuê cả xe cho lên chấp tác trên đó. Mà các cụ ở đây thì cũng đại đa số là cũng sợ gì? Sợ vắt nữa. Cho nên thì mình bảo giả vờ nhưng không sợ như thế, xong dần dần trấn tĩnh mọi người không sợ. Nhưng mà quả thật trong lòng thì rất là sợ. Sau đó thì khi mà làm xong cái nhà tổ tạm mà cái mới lên chùa tụng kinh. Ngày đó tụng kinh Pháp Hoa và tụng kinh Phổ Môn. Thầy nhớ là tụng kinh Pháp Hoa xong bắt đầu thì khấn với các vị Bồ Tát vắt và Bồ Tát rắn là để xin là cứ bất cứ ở nơi đâu mà có làm sạch sẽ, mà có gạch, có bê tông, có xi măng, có các thứ rồi có cái nơi nào có nhà có cửa xin các vị là tránh xa, là nơi này là xin cúng dường cho Phật, cho Pháp, cho Tăng. Các vị chuyển sang nơi vùng gì, vùng rừng, vùng suối để mà ở. Thế là tự nhiên đấy, dần dần là gần như bây giờ lên Tản Viên các vị thấy trừ các vị vào suối hoặc lên trên rừng sâu mới có vắt, còn đi quanh quanh là không có đâu. không có luôn. Rắn cũng nhiều lắm. Rắn thì nói là rồi, rắn lục, rắn trắng, rắn xanh, rắn đỏ, rắn gì cũng có. Hổ mang chúa cũng có vậy. Có con nó phải, nó đứng cái dài mà cái đầu nó đi qua đường mà đuôi nó vẫn chưa hết đường. Lớn như thế cơ mà. Mà thợ cũng thấy, thầy cũng thấy rồi. Nó nhiều rắn, rắn to, nhỏ nhiều lắm. Nhiều hôm rắn nó bò vào cả trong thì, cả trong lán thợ, cả trong sân nhà tổ, rồi sân chùa, thì bò vào trong cả nhà luôn. Thợ sợ quá, thầy mình là lên tụng kinh mới lại nói với các Bồ Tát, rắn lại nói với các vị Bồ Tát hộ pháp thiện thần, đặc biệt khấn tam vị Tản Viên Sơn Thánh, các vị thần linh núi Tản, và đặc biệt là khấn với các vị gì thần Na Già La, tức là thần rắn. Thế các vị hãy cai quản gì, cai quản con cháu đệ tử các quý vị. Nơi đây là nơi đất đã cúng Phật để làm xây dựng chùa cảnh để cúng giảng Tam Bảo, là nơi tu tập và hoằng pháp của chư tăng. Nên các vị xin chuyển đi ra ngoài. Mà nếu các vị có đi vào nơi đây thì không được cắn người. Bảo như thế. Cho nên một thời gian sau thì không thấy rắn bò vào nữa. Mà cho đến tận năm 20, hình như năm 2015 hay 14 đến 15 rồi đấy. Cái năm đó là cả năm thầy không lên chùa Tản Viên, thầy bận ở đây này. Gần như cả năm không lên đó. Thế đến hôm 27 Tết thầy mới lên dâng lễ. Thầy thấy các Phật tử với mấy sư cô, sư bác trên kia, sư ông ở trên kia bảo: Bạch thầy, năm nay có hiện tượng lạ lắm. Từ hôm 20 mấy Tết chặt cành đào vào để trên ban Phật, ban tổ thì những năm trước là có rắn đâu. Năm nay tự nhiên rắn nó vào nhà nhiều lắm. Rắn xanh, rắn trắng, rắn đỏ, rắn lục nhiều lắm. Rắn ở cả trên nóc nhà nó thò đầu xuống. Rắn trắng, rắn đỏ trên nhìn trên nóc nhà tổ. Ngày đó lợp cái máy bổ lô ấy, nó chạy, nó như là chuột chạy ở trên đấy. Nó đuổi nhau như chuột chạy trên đấy. Mà đặc biệt là rắn trắng, rắn đỏ, rắn xanh này, nó thòng cái cổ nó xuống khoảng 20-30 phân. Nó cứ ngóc đầu đó. Hàng chục con ở trên nóc nhà nó thòng xuống như thế, mình thấy cũng ghê. Mà đặc biệt là cành đào ấy, cành đào nhà tổ có 4 cành, ở dưới Tam Bảo có 4 cành, ở dưới động Quan Lâm có 4 cành, cành nào cũng có vài con rắn. Rắn xanh, rắn đỏ, rắn trắng, rắn đúa các màu, nó cứ quấn. Đặc biệt là rắn xanh là nhiều nhất, cái rắn lục ấy. Mà rắn đấy mà cắn thì thôi, mà ở trên núi mà không kịp thuốc thì chắc là 2 tiếng đồng hồ sau là đi về với các cụ luôn rồi. Đấy. Thế là thầy lên. Lên đó thì các vị sợ quá, các vị mới nói là đấy không hiểu làm sao. Thế lúc đầu thầy bảo sao thì không bắt đi. Bảo bắt qua rồi, hôm qua bắt mấy con đi rồi, xong rồi sáng lại thấy đến. Đấy là ở trong nhà nhá, còn ngoài cây, mấy cái cây trước cửa nhà tổ ấy, với mấy cái cây bên cạnh, cây nhội đấy gì, nó cứ vắt vẻo ở trên cây ấy. Không hiểu các cụ biểu tình kiểu gì mà ghê thế. Thế là thầy bảo thôi được rồi. Thế thầy lên thầy tụng biến kinh Phổ Môn. Tụng biến kinh Phổ Môn xong là sám hối Tam Bảo, để sám hối các cụ này. Thế trong năm qua thì con nhiều việc quá, tuy là trụ trì nhưng mà nhiều của việc quá không lên đây được, để giao cho các Phật tử và các sư ông, sư cô, sư bác để trông nom. Hôm nay lên thì thôi thì tới đây thì tôi cố gắng, thì ra Tết thì có việc thì việc, cũng bận thì gì thì bận, cũng vài tháng lên một lần thắp hương các cụ. Thế thì đất này các cụ đã hiến cho thì chúng con làm nơi thờ Phật rồi, thì hoằng pháp rồi, thì có gì mà các sư, các Phật tử hay là bản thân chúng con mà có gì lỗi lầm thì các ngài hoan hỷ cho. Đấy, thì mấy hôm nữa là Tết rồi. Hôm nay là 27 Tết rồi. Mấy hôm nữa là Tết rồi. Các cụ, các Phật tử nhân dân đến lễ đông. Không may thì các cụ, các Phật tử mà nhìn mắt tối vào là khoảng thắp hương dâng lễ mà ấy, và các con cháu các cụ lại cắn Phật tử đi lễ thì phải tội ra. Cho nên thôi thì xin là các ngài là thôi, qua đêm hôm nay đến sáng hôm sau thì ở đâu lại về ở đó. Nơi này để dành cho thờ Phật, thờ tổ, và là dành cho nhân dân tín đồ Phật tử để lên chùa lễ Phật rồi mấy hôm Tết cho nó an toàn. Khấn như thế xong đến sáng hôm sau đấy, ông Nhị ông gọi điện cho thầy, ông bảo ôi dồi ôi thầy ơi, thầy lễ thế nào mà sáng nay con lên không thấy cụ rắn nào ở trên ban thờ, ở trên cành đào nữa thầy ạ, đi hết rồi, trong nhà cũng không còn nữa, đi sạch rồi. Đấy. Cho nên có những cái chuyện mà chúng ta bảo giải thích khoa học, giải thích sao được? Khoa học không thể giải thích được cái đó, không thể giải thích được các quý vị. Đó. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi rằng nước cúng từ khi phát nguyện lập đàn mà có kiến bỏ vào chén nước nhiều như thế, trước đây thì không có, từ khi phát nguyện như thế thì thầy hướng dẫn là thôi bây giờ tạm thời là nếu mà tụng chưa hết thì tụng cho hết, nếu mà không thì dừng lại để phát nguyện hành sám, lễ ngũ bay danh hay hành sám đó trong vòng 1 tuần hoặc là 3 tuần, sau đó mới phát nguyện tụng kinh Địa Tạng trở lại cũng được. Đấy là thì sẽ hết thôi. Ai gặp cái trường hợp tương tự như vậy cũng có thể làm như thế. Phật tử nữa hỏi con là Nguyễn Văn Tình, con sinh năm 1977, con làm nhà ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021, khánh thành ngày mùng 6 tháng 9 năm 2021. Ngày khánh thành con có mời thầy cúng về làm lễ lên nhà mới. Ăn cơm chưa xong thì vào 3 giờ chiều ông chú con bị cảm chết luôn ở nhà con. 20 ngày sau con bị ốm và đi khám thì phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Bấy giờ gia đình con rất hoang mang. Bây giờ gia đình con rất hoang mang. Không biết làm nhà có bị phạm vào điều gì không ạ? Kính mong thầy chỉ dạy cho gia đình con biết phải làm sao cho đúng ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Sinh năm 77, năm nay là 47 tuổi đúng không? Năm nay sang năm 23 này là 47 tuổi. Tuổi ta tính theo âm lịch đó, là 47 đúng không? Nếu làm từ năm 21, làm từ năm 21 thì lúc đó là 45 tuổi, là tính thử xem nhé. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 tuổi thì vào cung địa sát. 45 tuổi không phải là tốt đâu các vị nhé. Làm nhà 45 tuổi vào cung địa sát, mà cung địa sát thì kiêng kỵ động thổ. Có liên quan đến cái gì làm nhà làm cửa, đặc biệt là làm nhà làm cửa kiêng kỵ động thổ. Làm cái gì không liên quan đến động thổ đảo bới thì được, còn liên quan đến động thổ thì đảo bới thì không nên. Đấy, đấy là xét về gì, về phong thủy ấy. Thì tuổi 45 nhìn như là tưởng chừng như là đẹp đấy, nhưng mà tuổi đó thì lại phạm vào cái cung địa sát. Nó không xấu như tuổi Kim Lâu, nhưng mà nó lại phạm vào cung địa sát, cho nên làm nhà không tốt. Có 3 cái cung xấu không nên làm nhà, đó là cung địa sát, cung thọ tử và cung hoang ốc. Theo phong thủy ấy, thì cung địa sát rồi thì là kiêng động thổ. Nếu mà sửa cái trên tầng thì được, sửa trên tầng và cất nóc, có nghĩa là không liên quan đến động thổ thì sửa trên tầng và cất nóc thì được. Đây ngày xưa thầy đi học thì theo cụ tổ chủ Hương thì giả các cụ thì nghe cụ giải thích cho dân, cho các Phật tử thì cũng vọc vạch được vài 3 câu như thế. Có người ta nói là thầy Thịnh có thể giỏi Pháp nhưng không giỏi phong thủy. Đúng thế, thầy có phải là thầy phong thủy đâu mà thầy giỏi phong thủy. Gọi là học một chút thôi, biết vọc vạch một chút, gọi là tạm dùng, đủ dùng thôi. Chứ thầy có phải là thầy phong thủy đâu mà giỏi phong thủy. Thầy tu thì phải giỏi về Phật Pháp chứ. Thầy tu mà không hiểu về Phật Pháp mới sợ bị cười chứ. Thầy tu mà không hiểu về phong thủy, là hiểu một chút về phong thủy thôi không sao, biết một chút thôi để hướng dẫn cho bà con nhân dân Phật tử, gọi là họ tránh những cái xấu, cái hung mà hướng đến cái cát cái tốt thì cũng được vậy. Thế còn mà đi sâu thì quả thật là tôi không đi sâu nữa. Còn ngày xưa khi mới học xong về cũng đi sâu lắm các vị. Về người ta đến xếp hàng để chờ chờ đi xem đất cát, nhà cửa, phong thủy. Thậm chí là có thể cảm nhận được cả dưới lòng đất chỗ nào có long mạch, có nước để khoan giếng cơ mà. Thậm chí là còn biết là khoảng khoan bao nhiêu mét thì được nước cơ mà. Nhưng ngày đó thì lại không gì, không giảng Phật Pháp, mà chỉ có hướng về phong thủy, tâm hướng về phong thủy, cho nên nó có cảm về phong thủy. Nhưng từ năm mà lên Tản Viên đó thì nhất định không đi xem phong thủy, mà không đi cúng đi bái nữa, chỉ tu tập và lo về Hoàng Pháp, thì nó lại cảm về Hoàng Pháp. Các Phật tử đến với thầy phần lớn là muốn nghe Pháp, muốn tu. Chứ còn ngày xưa phần lớn người ta đến với thầy là ai đến cũng thầy đến xem đất cát nhà cửa cho nhà con với, đến cắm hướng nhà hướng cửa cho nhà con với, vân vân. Đó, mình làm về cái gì, chú tâm về cái gì thì nó sẽ gì, cảm về cái đó. Hơn chục năm nay, mười mấy năm nay rồi, không để ý gì đến phong thủy nữa thì đương nhiên mình không cảm được nó nữa. Mà mình để ý tới Phật Pháp, để ý tới giáo lý của Đức Phật để hướng đạo cho các Phật tử, tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, vân vân, chỉ trai giữ giới, tu tập, tin sâu nhân quả và tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, vân vân. Hướng đến cái đó thì đương nhiên là Phật tử họ theo thầy bây giờ thì phần lớn là gì, những người đó. Còn những người về phong thủy phong thiết thì ít lắm, vì thầy có đi làm đâu, không đi làm, trừ một vài cái trường hợp đặc biệt, gọi là cái chỗ gọi là quan hệ ngoại giao, gọi là bất khả kháng, không phải vì tiền mà là vì gì, vì ngoại giao. Vì thầy đi làm thì có lấy tiền đâu mà, đi làm không bao giờ nhận tiền, đi là vì ngoại giao thôi, vì quan hệ thôi, vì quan hệ ngoại giao thì có thể đi để làm, để giúp người ta thôi. Thế có người bảo là thầy Thịnh, thầy có biết gì về phong thủy đâu, nói không biết không đúng. Người ta bảo thầy Thịnh giỏi về Phật Pháp thôi, chứ còn về phong thủy thì không phải là xuất sắc. Họ nói cũng đúng, mình bây giờ có phải là thầy phong thủy đâu, mình có hướng sâu về phong thủy đâu. Nhưng mà thôi, đây các Phật tử hỏi thì cũng đem gì, đem ra để nói một chút, gọi là cái phong thủy, gọi là cái phần sơ học, cái phần bình thường, bước đầu cho chúng ta gì biết được, để chúng ta cũng nên gì, nên theo như các cụ nói, chúng ta chưa phải là thánh là hiền thì có thờ có thiêng có kiêng có lành vậy. Cho nên cái trường hợp này mà làm nhà, nếu mà đúng Phật tử này đứng lên làm năm đó thì vào cung địa sát, cho nên không tốt là đúng rồi. Thế thôi, về bây giờ cứ phát nguyện lập đàn tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà mình là 21 ngày. Ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, lấy cái nước mà rảy xung quanh nhà cửa nhà mình, đất cát nhà cửa thì dần dần nó sẽ tốt thôi. Thế còn nếu mà đoán được các sư đến để làm cho cái lễ thì cầu siêu cho các vong linh đã mất ở trong khu đất đó, đặc biệt là cái người thân của mình trong cái ngày khánh thành đó, mất trong cái ngày khánh thành đó, vân vân, thì càng tốt nữa. Còn nếu không thì tự mình làm lễ được, đón đạo tràng gần đó đến để tụng kinh cho 21 ngày là cũng được rồi. Mà Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con là Nguyễn Thị Nga, pháp danh Liên Nga ở Cầu Giấy, Hà Nội. Con xin hỏi thầy một việc. Năm nay gia đình con muốn bốc mộ mẹ con từ Hà Nội về quê Nghệ An, nhưng về mộ của thím con, tức là vợ chú ruột, mất tháng 7 năm ngoái, đến nay được 1 năm. Mộ của thím đào sâu chôn chặt, không phải bốc nữa, thì gia đình con có phải kiêng đến hết 2 năm nữa mới bốc mộ mẹ không ạ? Năm nay anh trai con 71 tuổi, hơi yếu, hay lo lắng, mà chú họ của chúng con lại bị bệnh nặng, nên năm nay không bốc mộ mẹ con được thì chúng con phải chờ rất lâu mới bốc được. Con mong thầy bố thí hướng dẫn cho chúng con thực hiện mà tránh được rủi ro ạ. Con xin tri ân công đức của thầy nhiều ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày xưa thì các cụ nói này, các cụ nói là thường là ở trong cùng một dòng họ, tức là cùng trong bên nội của chúng ta đó, 3 đời trở lại. Tức là tính gì? Tính trong 3 đời á, trong cùng một cái chi mà 3 đời với nhau, thì các cụ thường nói là ít nhất trong dòng họ muốn làm cái việc đó thì người ta phải kiêng là 3 năm. Tức là cái người mất sau cùng ở trong dòng họ đấy phải gì? Phải qua ngày cuối cùng của năm thứ 3. Ví dụ như mất vào ngày 15 tháng 10 âm lịch thì phải đến gì? Ngày 15 tháng 10 của 3 năm sau thì trở đi, hết cái ngày đó thì mới làm được cái việc đó. Tuy nhiên đấy là ngày xưa. Nhưng bây giờ thì ngày xưa là việc cưới, việc tang, đặc biệt là cho cái việc tang đó, tức là cái việc thay cát cho người đã mất trước, thì trong chi họ phải có gần đó, cùng họ với nhau đó, trong vòng 3-4 đời trở lại đó, thậm chí ngày xưa còn 5 đời nữa cơ. Nhưng sau này dần dần người ta mới xuống 3 đời. Xuống 3 đời thì phải 3 năm sau. Nhưng mà bây giờ thì 1 năm này. Giờ người ta lại xuống, còn đại đa số nhiều địa phương xuống còn có một năm là được, tức 1 năm là được. Cho nên cái trường hợp này này thì thầy nghĩ rằng ấy, nếu mà trong dòng họ mà sợ rằng các cụ có người già, người bệnh nhiều ở trong cái chi nhà mình, mà sợ rằng ấy, sợ các cụ lại nằm tiếp xuống thì nó lại kéo dài lại 3 năm nữa, 4 năm nữa, thậm chí chưa sang cát được cho những người trước, thì thầy nghĩ rằng qua 1 năm thì cũng có thể làm được vậy. Nhưng trước khi làm thì cứ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng đấy cho 21 ngày hoặc 49 ngày, hoặc thậm chí là phát nguyện tụng từ bây giờ mà cầu nguyện, cầu siêu cho các vong linh lịch đại gia tiên kỷ huyền thất tổ và vong linh của cụ vong mà mình chuẩn bị sang cát kia, từ giờ cho đến khi làm tầm cuối tháng 10 hoặc là trung tuần tháng 11 âm lịch, thì thầy nghĩ là gì? Cũng làm được vậy. Đấy, cái trường hợp này nếu muốn làm thì mình nên phát tâm tụng kinh Địa Tạng từ bây giờ mà hồi hướng mà làm. Rồi các Phật tử chúng ta ở đây hoặc là không ở đây nghe được bài giảng này, nếu mà từ giờ đến cuối năm gia đình dòng họ chúng ta có cần phải làm những cái việc đó, thì chúng ta cũng có thể phát nguyện tụng kinh Địa Tạng từ bây giờ để hồi hướng, và đến lúc đó chúng ta làm thì cho yên tâm về mặt tâm linh, phải hồi hướng siêu độ cho thần thức của những người đã mất kia được siêu thoát rồi, được đi đầu thai rồi, thì đó chỉ là nắm gì? Nắm xương đó thôi. Còn nắm xương đó thì muốn làm gì thì làm, sao cả đó. Thì cái đấy là cái quan trọng nhất, là cái thần thức họ được siêu thoát rồi thì yên tâm. Kể cả trong chưa đến 1 năm làm thì cũng chả sao nữa cả. Đấy, cho nên thầy thường khuyên chúng ta gì? Chôn thì nó vất vả thế đấy, lại phải lo 3 năm, 4 năm, năm sau là suốt ngày đi lo cái việc này. Trong chi họ có người mất không bốc mộ được. Nhưng còn chúng ta bây giờ thì văn minh rồi, hỏa táng xong, hỏa thiêu xong là chúng ta đem cho đi chôn cất, hoặc đem nhập tháp báo ân vân vân. Thế là yên tâm mà, tuyệt đối chả phải lo gì nữa cả. Không phải lo 3 năm sau hay 4 năm sau, 5 năm sau lo đi bốc mộ nữa cả, vì hỏa thiêu xong một cái vừa là nó phù hợp với cái lối sống văn minh hiện đại bây giờ, mà cũng không chống trái gì về vấn đề tâm linh cả. Vì trong đạo Phật chúng ta, Đức Phật ngày xưa Ngài thị tịch cũng gì? Cũng hỏa thiêu mà. Chúng thánh đệ tử phần lớn thì nhập Niết Bàn thì tịch cũng hỏa thiêu mà, không sao. Cho nên cái chôn hay là hỏa thiêu, thủy táng hay là địa táng hay là hỏa táng vân vân, nó không quan trọng lắm đâu, tùy theo cái phong tục tập quán ở địa phương, đất cát nó còn rộng hay không. Nếu cái vùng miền ngược đất còn rộng thì địa táng sau mấy năm sau thì cất lên sang cát thì cũng được, không sao. Nhưng đặc biệt ở dưới xuôi chúng ta bây giờ, dưới xuôi thành phố chúng ta đây này, xin thưa các vị, bây giờ mua một cái lô đất ở Nghĩa Trang Vĩnh Hằng, mèng nó cũng 50-60 triệu rồi. Mấy năm trước nó có 25-30 triệu thôi, nhưng bây giờ mà ngôi họ xây nó có đến hơn mét vuông thôi, 60-70 triệu. Nếu mà chọn cái chỗ mà nó đẹp á, 100 triệu, 200 triệu. Ở trên Nghĩa Trang cái gì, trên Vĩnh Hằng cái gì, trên Hòa Bình ấy nhỉ? Nghĩa Trang Hòa Bình nó công viên gì đấy, cái gì trong Hòa Bình ấy. Hôm rồi có một Phật tử lên đây nói với tôi là mua 3 ngôi cho các cụ, cho ông, cho bà và để chuyển một cụ nội nữa, bác ấy gọi là cụ nội, chuyển cụ nội với lại ông bà nhà con, mua 3 ngôi mà 500 triệu. Như vậy là phải đến gì? 3 ngôi 500 triệu như vậy phải đến gần 200 ngôi một, 200 triệu một ngôi. Nhưng mà đấy cũng phải một cái là loại á, đẹp đẹp thôi. Chứ còn cái loại người ta còn mấy tỷ cơ. Đấy, có là mấy tỷ một ngôi mộ các vị ạ. Có nghĩa là bằng một cái ngôi nhà ở trong ngõ trong mặt phố chúng ta. Còn ở bên Vĩnh Phúc, cái nghĩa trang bên Vĩnh Phúc mấy hồi đầu năm có một cái chú đến đây, chú bảo đấy, thì chính cái chú làm thợ đá nhà mình đấy, chú ấy cung cấp đá lên đấy, chú bảo có một cái khu lăng mộ hơn 60 tỷ. Khu lăng mộ để cái mộ tổ nhà người ta đấy hơn 60 tỷ, mà nó chỉ có khoảng hơn nghìn mét vuông đây, có hơn 1.000 mét vuông mà hơn 60 tỷ. Đấy, đất chật người đông. Chúng ta ở thành phố bây giờ mà làm gì có được chia đất để nghĩa trang để ra chôn xong rồi 3-4 năm sau lại bốc lên lại mấy mét nữa đâu, không có đâu. Ngày xưa thì còn có, bây giờ có đâu nữa. Bây giờ đều phải mua hết các vị, đặc biệt là thành phố Hà Nội. Không biết có đúng không? Các vị ở thành phố bây giờ có còn được chia đất sau khi mất được chia đất để chôn không? Các bà tử ở phố có không? Không có nữa đúng không? Đặc biệt là các quận nội thành bây giờ làm gì có đất nữa mà chôn các vị. Không còn nữa. Đều phải mua gì? Mua ra các quận huyện ngoại thành đi về quê hết. Mà về quê bây giờ cũng phải mua. Đấy, về quê phải mua mà. Ở dưới chùa Quan Lâm ấy. Chùa Quan Lâm mà có một gia đình người gốc ở thôn Cố Thổ đi sinh sống ở ngoài Hà Nội, chuyển hộ khẩu sang ra Hà Nội sống hết rồi. Thế năm ngoái năm 2022, năm ngoái đấy, khi mà thầy mở rộng cái chùa Ao Sen đấy, thì gia đình có một xào đất, thì thầy bảo nhượng lại cho nhà chùa. Thì lúc đầu họ đồng ý nhượng, nhưng xong rồi họ lại không nhượng nữa. Không nhượng nữa thì họ bảo là một để mộ. Thì dân bảo là không cho để mộ, nhà họ có phải là hộ khẩu đây đâu, gốc Cố Thổ nhưng mà hộ khẩu là ngoài Hà Nội rồi, cho nên bây giờ không cho để về đây nữa. Các bác lãnh đạo thôn với dân họp bảo là không cho để nữa. Thế là cuối cùng người ta mới bảo là thôi, vậy thì gia đình nhà con không lấy tiền nữa. Thầy bây giờ chỉ cần xin cho nhà con gì, nói với thôn với xã là cho nhà con gì được mỗi ngôi mộ để được 3 ngôi mộ, để sau này gia đình nhà con các cụ mất các chúng con mang về để đấy, để trong nghĩa trang của thôn là được. Thế là phải họp nhé. Để họp trong cuộc họp cả thôn, phân tích cho bà con nhân dân, rồi các bác lãnh đạo thì người ta ủng hộ rồi, nhưng bà con nhân dân họ không đồng ý. Và lệ làng đã đi ra khỏi địa phương rồi, mặc dù sinh ra ở đây nhưng mà ra khỏi địa phương, hộ khẩu đi nơi khác rồi thì không phải là người địa phương nữa, cho nên chết họ không cho mang về nữa. Cuối cùng thầy phải cùng với các bác lãnh đạo thôn chủ trì cuộc họp đấy và đưa ra họp phân tích cho các cụ, và thôi người ta cúng cái đất đó vào để làm cái đất ao sen của nhà chùa. Thì thôi thầy, đây là thầy đứng lên thầy xin nhân dân, xin các cụ là khoảng độ 6 mét vuông đất để gia đình họ để 3 ngôi mộ, cộng với cái sân, cái chỗ khoảng cách với nhau khoảng 10 mét vuông đất, để đổi lấy 360 mét vuông để làm đất ao sen, mở rộng đất ao sen của chùa. Còn xin cho họ 10 mét vuông đất để sau này có thể để được 3 ngôi mộ. Mà họp, và qua các cuộc họp đấy thì dân phân tích cho ra, bảo thầy đứng lên thầy bảo lãnh thì xin thì dân mới hoan hỉ đồng ý cho. Rồi họ còn bảo đây là trường hợp cuối cùng đấy nhá. Thấy không, họ giữ đất kinh lắm, bởi vì họ phải giữ cho con cho cháu, và sau này mất với để vào đâu. Đấy, không đơn giản đâu các vị ạ. Bây giờ đấy khổ lắm, đất chật người đông, sống lo đất rồi mà chết cũng phải lo, chết cũng phải lo đất mới khổ chứ đấy. Hôm qua hôm kia anh nghe đấy, Phật tử về đây nói với các sư cô ở dưới phòng chi khách và xin nhập tháp, vì lên hỏi ở trên Vĩnh Hằng. Bà ngày xưa năm ngoái thì họ mới có 30-40 triệu, năm nay lên hỏi đấy 50-60 triệu, mà lại mỗi một năm họ còn phải bắt đóng 1 triệu hay là 1,5 triệu nữa cơ, để tiền gì, cái tiền cho người quản trang họ quét dọn với lại các thứ, nó có đèn hương khói đâu, Cỏ ấy thì người ta quét cỏ có cái tháng người ta quét lá một lần, có khi có vài tháng người ta mới nhổ cỏ một lần. Còn làm gì có chuyện đèn hương, không có đâu. Đấy, ngày xưa thì cũng rẻ thôi, nhưng bây giờ mà tự nhiên họ lấy đất đấy thì họ cũng phải xây dựng nó lên mà mua đất nó lên. Vậy ngày xưa đi đền bù cho dân khoảng độ tầm 30 triệu 50 triệu được một xào đất, hợp thức hóa vào hết 100 triệu là cùng. Nhưng bây giờ 500 triệu một xào dân họ không bán, hợp thức hóa vào thì phải đến hàng tỷ mới được một xào. Mà bây giờ để xây dựng, để xin phép xây dựng một cái nghĩa trang á, khó còn hơn là gì lên mây các quý vị, khó lắm, khó vô cùng. Cho nên thì chúng ta không thể trách họ được. Đấy, cho nên đấy thì theo quan điểm của thầy thì thôi bây giờ chúng ta chết là cứ đi hỏa táng xong rồi xong về. Nếu mà đem về quê là đi chôn thì chúng ta thì chôn một lần xây lên thế là xong. Và còn đem nhập tháp thì nhập tháp, thế là yên tâm, chả có phải suy nghĩ là sau này như thế nào nữa cả. Đấy, đấy trường hợp này thì thầy khuyên là có thể làm được, nhưng phát nguyện tụng kinh để cầu siêu cho vong linh sau để làm. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy hoan hỉ bố thí cho con được hỏi, con trai và con dâu con ly hôn nhưng cô con dâu vẫn ở nhà con. Cô ấy nhờ người làm bùa chài, làm 2 hình nhân rồi đốt thành tro, sau đó lấy tro đó bỏ vào bát hương thờ thần linh gia tiên ở ban thờ nhà con. Con mới phát hiện ra sự việc trên. Con kính xin thầy chỉ bảo cho con cách để hóa giải bùa để không làm tổn hại đến gia đình con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. A Di Đà Phật. Ồ, con cái như thế thì hỏng nha. Theo Phật tử chúng ta có nên để nó ở trong nhà nữa không? Đối với tổ tiên mà nó còn làm như thế thì có xứng đáng là con dâu trong nhà không? Không. Thôi, tìm cách mà cho nó đi ra ngoài, nó ở riêng đi. Để nó ở trong nhà như thế, cho dù mình có làm lễ để mình làm sạch đi rồi thì nó lại tiếp tục nó đi. Nó đi nhờ các ông thầy phù thủy, ông thầy cúng nó làm tiếp bùa bèn, chú ơi bùa ngải tiếp những lần sau nữa, thì chúng ta làm sao mà đi đề phòng hết ngày này qua ngày khác được đâu. Cho nên là trường hợp như thế thôi, đã ly hôn rồi thì thôi, nhờ pháp luật cho nó dứt điểm đi. Nếu cần phải đền bù để cho nó đi ra bên ngoài thì cố gắng đền bù. Mà cần thiết là bán nhà để chia tài sản đi, đường nó đi đường mình đi cũng gì, cho nó dứt điểm đi. Còn cái mà như thế thì thì cái tình cảm vợ chồng nó hết. Thì còn gì, còn con còn cái với nhau, còn bố còn mẹ, còn trên còn dưới, còn tình người cơ mà. Làm những cái trò như thế thì thực sự là nó không thể nào nói là con người nữa rồi các quý vị, không thể xứng đáng là con người nữa rồi. Cho nên cái trường hợp đấy thì thôi, Phật tử đưa câu hỏi này thì khuyên là gì, thôi thà rằng về kể cả thì nếu liên quan đến dính dáng đến bán nhà bán cửa mà chia thì cũng đem mà bán mà chia đi cho nó xong. Còn nếu mà không phải vì bán nhà bán cửa, vì mình thương cho nó ở nhờ thì thôi, về mời chị với con tôi thì đã hết duyên rồi, hết nợ rồi, thì bây giờ thôi mời chị đi thuê nhà mà ở. Nếu có thì cho nó một chút, cho nó đi thuê nhà nó ở thì kệ nó vậy. Con người như thế thì không thể thương được. Đến như gia tiên cửu huyền thất tổ mà nó còn dám làm những cái trò đồi bại như thế, cái trò bại hoại gia phong như thế thì không thể nào mà để được cái trong nhà. Các cụ nói là nuôi ong tê áo, nuôi cáo trong nhà, thế này nguy hiểm. Đấy, cái trường hợp này thì khuyên nên giải quyết cho nó dứt điểm. Giải quyết xong đi đã thì làm lại cái lễ, hoặc là bốc lại bát hương mới, thế là ổn thôi. Tốt nhất đó, cho nó đi đá xong, bốc lại bát hương, làm lại cái lễ mát nhà mới cho nó xong. Đây là yên tâm, 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 đây là yên tâm. Sát sanh phải bị quả báo đoản mạng. Bậc cổ đức nói: tâm có thể tạo nghiệp, tâm có thể chuyển nghiệp, nghiệp do tâm tạo, nghiệp do tâm chuyển. Mấy câu này đọc ra nghe đơn giản nhưng lại không phải là chuyện dễ. Tâm tạo nghiệp như thế nào tâm lại chuyển nghiệp như thế nào? Xin cử ra mấy câu chuyện thật dưới đây để làm thuyết minh. Vào trung tuần tháng 2 năm ngoái, có một vị đồng tu trong ban niệm Phật rất thành khẩn tên là Khoan Kim ở đường Hồ Bắc trong thành phố này, đã 68 tuổi. Có một hôm bà ta đến hội liên nghị nói với tôi: đời người ở cõi thế lúc chưa học Phật mê hoặc điên đảo, thường tạo tội tạo nghiệp, nhưng lại không biết là khởi tâm đồng niệm suốt ngày tạo tội tạo nghiệp. Từ sau khi niệm Phật nghe pháp mới biết đạo lý, nghiệp do tâm tạo, nghiệp theo tâm chuyển. Tôi liền hỏi bà ta: bà làm thế nào mà giác ngộ được đạo lý vi diệu của hai câu này? Sư tỷ Khoan Kim liền nói lại chuyện cũ 20 năm trước, lúc bà còn ở dưới quê Ngô Thê. Bà có 3 đứa con trai. Năm đó đứa con thứ hai đã 20 tuổi. Một buổi sáng sớm, người con thứ hai đi ra ngoài tản bộ, lúc trở về vui mừng hớn hở, hai tay cầm một con cá hồng dãy đành đạch, dài khoảng 1 thước, thước tàu, rất phấn khởi, nói với tôi: má, con cá này con bắt được trong con rạch cạn, má mà mau chưng gừng cho con ăn đi. Tập khí của phàm phu thường cho là được ăn những con vật còn tươi sống là có phước của cái miệng, không biết rằng một bước xa chân để hận ngàn đời. Người con thứ hai từ sau khi ăn con cá tươi sống đó, tối đêm ấy nằm mộng thấy một cô gái mặc áo hồng khoảng 17-18 tuổi cầu hôn với anh ta rằng: anh đã chịu nhận lời kết thân với tôi phải kết hôn với anh. Từ đó về sau, đêm nào hồn cô gái đó cũng đến quấy rầy. Người con thứ hai liền bị bệnh không dậy nổi. Các thầy thuốc Đông Tây y đều bó tay, không có cách gì, thuốc men không hiệu quả. Chưa đầy 10 ngày, tội nghiệp cho tuổi qua niên mới 20 rốt cuộc bị đoản mạng. Sư tỷ Khoan Kim nhớ lại thảm cảnh về cái chết của đứa con thứ hai lúc bấy giờ, rất đau lòng, nói: tội nghiệp, sống ở quê hương còn nghèo nàn hoang vắng, không có thiện tri thức tuyên dương chánh pháp, cho nên ngu si quá đổi, không biết sát sanh phải bị quả báo đoản mạng, cho nên không biết dạy con phóng sanh cho con cá kia, đừng ăn thịt nó, thì đâu có kết quán với con quỷ nữ kia, bị nó dắt đi trong 3 đường ác, chịu đau khổ lớn. Hành vi hồ đồ này chính là nghiệp do tâm mình tạo ra, do bởi trước kia chưa nghe Phật pháp, sát sanh hại mạng, tạo ra ác nghiệp này, nên chính tôi phải chịu báo ứng mất con. Cái vấn đề tâm linh, làm nhà làm cửa, thì cái việc làm lễ khởi công động thổ có nên không? Nên, và nên làm như thế. Vì chúng ta đấy có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, nó đáng là bao đâu. Làm cái mâm hoa quả hoặc đĩa hoa quả thành tâm thôi. Chỉ 3 biến hoặc 7 biến hoặc 21 biến đại bi thập chú, bát nhã trong niệm Phật, sau đó để khấn nguyện: hôm nay là ngày tháng năm nào, tín chủ của con tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu. Hôm nay là ngày lành tháng tốt cho gia đình chúng con, tín chủ chúng con xin được làm lễ để khởi công động thổ, xây dựng gian nhà gian cửa hay cái gì đó, khấn nguyện với 10 phương tam bảo, chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiển Thánh Tăng, lịch đại tổ sư, chư vị hộ pháp thiện thần tiên long bát bộ, già lam chân tể tác đại chứng minh, chư vị bản xứ thổ công đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân, rồi lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, các cụ đều hiển linh và chứng giám cho. Tâm thành của chúng con là xin được làm lễ động thổ hoặc là mượn tuổi động thổ, thì người nào mượn tuổi động thổ thì họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, đọc ra nhờ người đó động thổ. Ví dụ mình mà tuổi mà các cụ đi xem người ta bảo tuổi Kim Lâu á, hay tuổi mà trạch gì, trạch địa vào cung địa sát hoặc là trạch Hoang Ốc hoặc trạch Thọ Tử đó, không thể đồng thổ cắt nóc được thì nhờ người anh A anh B đó bao nhiêu tuổi, ông A ông B đó bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, làm để đồng thổ cắt nóc cho tín chủ chúng con khấn lên. Mình làm lễ thì đồng thổ không làm nhà thế có gì đâu. Làm xong một cái lễ cất nóc, mình cũng làm cái lễ cất nóc hoặc đổ mái bằng là cái bái cao nhất thôi, làm cái lễ đơn giản thôi. Như Phật tử chúng ta hay đi chùa này thì tốt nhất là buổi sáng sớm tụng Biến Kinh Phổ Môn, cầu nguyện tam bảo chư Phật Bồ Tát, thần linh thổ địa chứng minh gia trì cho vào cái khoảng giờ đó. Ví dụ như là từ 5 giờ đến 7 giờ thì gọi là giờ Mão, từ 7 giờ đến 9 giờ thì gọi là giờ Thìn, giờ chúng con cất nóc vân vân chẳng hạn. Cứ như thế mà mình khấn. Và khoảng giờ đó gia đình chúng con xin làm lễ cất nóc hay làm lễ động thổ gì đó vân vân. Như thế là yên tâm. Xong làm xong đâu vào đấy thì mình lại phải có một cái lễ về nhà mới, thì cái gọi là lễ trấn gì nhỉ? Lễ trấn trạch, lễ về nhà mới, an vị bát hương. Mà lễ trấn trạch đó thì thường phải làm một cái lễ trấn trạch, thì thường là người ta trong khi mà làm nhà mới động thổ thì người ta phải làm một cái lễ gọi là lễ hoàn, bồi hoàn long mạch. Cái hoàn long mạch thì có gì đâu, ra cái chỗ hỏi bán những đồ mã, bán những cái đồ ấy ở ngoài chợ thì mua cái bột. Bây giờ có cái gói bột ngũ vị hương sẵn rồi, hoặc ngày xưa thì họ gọi là mua quế, mua cái gì đấy, hồi cái gì đấy, nó nhiều lắm. Cứ ra đó họ bảo họ mua cái đồ, cái nước hoàn long mạch, cái cây bang cái gì đó nữa, nó có nhiều thứ lắm. Mà bây giờ họ nghiền thành bột rồi, về mình đun nước sôi để ấm ra cho nó nguội, để ấm vào, thế mà hòa khuấy vào, thế là đem lên để lên trên ban thờ, bên ở dưới đất được cái ghế cái gì cho trang nghiêm lên, kết biết thì kết lấy 9 nén hương, tứ tung tức là 4 nén gì nén ngang, ngũ hoành tức là 5 nén ở trên để dọc lên trên, gọi là kết hương tứ tung ngũ hoành, kết lên trên cái miệng cái chậu hoặc là miệng cái xô đấy. Thế là mình chỉ đại bi thập chú 3 biến, 7 biến hoặc 21 biến, hoặc là mình làm lễ trong khóa lễ đó. Nếu như các thầy thì thường đọc câu thần chú nguyện vào đó nữa, chú nguyện vào đó. Nếu các Phật tử chúng ta không biết đọc chú nguyện thì thôi, chúng ta cứ đọc chú đại bi như từ hôm nay thế là được rồi, thành tâm để khấn nguyện. Thế đem cái nước đó đổ chung quanh móng nhà, bên trong bên ngoài. Nếu mà ở thành phố nhà bên ngoài họ làm nhà của họ hết rồi thì chúng ta thì lúc làm nhà là chúng ta nên để 4 góc 4 hoàn gạch, là chưa vội lát, mình để cho một tí xuống dưới để mình đổ vào chỗ đó, xong thì mới lát lại, có nghĩa mình để cho nó khoan một tí xuống dưới đất đấy, để làm sao cho nó cái thẩm thấu được xuống là tốt nhất. Thì mình đổ vào 4 góc nhà, đổ cho mỗi thứ khoảng vài gáo vào đó cho nó xuống dưới. Cẩn thận, ngày xưa cố Hòa Thượng Chủ Hương cổ còn dạy người ta là lúc xây nhà ở thành phố thì nhà san sát nhau, mà đặc biệt mặt phố ấy, thì khi làm thì lấy cái ống nhựa hay là ống típ gì đó, ống nhựa, tốt nhất là ống nhựa. Lúc mình đổ móng ấy thì cắm nó xuống để cho nó lên trên cái dưới mặt gạch một chút hoặc bằng mặt gạch. Để khi mà một viên gạch, 4 viên gạch, 4 góc đấy là lát sau cùng. Cái hôm làm lễ xong đó thì phải là lễ đổ cái nước hàn long mạch xuống 4 cái góc đó xong, thì khi đó mới lát cái viên gạch lại. Cụ bảo là như thế là tốt nhất, vì nước nó thẩm thấu được xuống xuống dưới sâu đấy. Còn nếu mà như nhà ở nông thôn thì vô tư rồi, đi vẩy chung quanh, vẩy bên ngoài chung quanh móng đó, bên trong bên ngoài thì vô tư đấy. Nhưng mà thành phố thì nhà mình làm sau chẳng hạn thì 2 bên 3 bên nó làm hết rồi, nhà mình giữa thì bắt buộc phải làm như thế. Đó, hoặc là không thì phải cậy viên gạch lên, khoan nó xuống một tí, khoan xong nó đổ xuống, xong thì lại bảo thợ đến lát viên gạch lại cho. Đấy là ngày xưa thầy đi thị giả cụ Tổ Chủ Hương là cụ hướng dẫn mấy nhà Phật tử như thế, là mình cũng thuộc dạng là học gì, học lỏm. Nhưng mà học lỏm nhanh lắm, thầy học lỏm nhanh. Cái gì thầy muốn học thì cần nhìn thấy người ta làm một lần hai lần mình làm được, mà thậm chí là chưa cần nhìn người ta làm hết đâu, mình cũng đã học được rồi. Đấy, thầy đang nói thì cái mà làm lễ liền hoàn long mạch thì nếu mà có các thầy, nhờ các thầy được đến là tốt nhất. Vì sao? Vì cái đạo hạnh, cái công đức của quý thầy thì tốt rồi, đoán được các thầy đến thì còn gì bằng nữa. Nhưng mà sợ rằng các thầy nhiều việc quá, hoặc là nhà xa quá, hoặc các thầy nhiều việc quá không đến được, thì tự các Phật tử chúng ta cũng có thể làm được cái này. Chỉ cần là chúng ta thì đọc lầu thông chú đại bi, thập chú, bát nhã và lục từ đại minh án mani bát minh hồng mà thôi. Nếu chưa thông thì xem kinh xem sách mà đọc cũng được. Nhưng tất nhiên chúng ta cũng phải có một chút đạo hạnh tu hành rồi, thì cái sự tụng kinh trì chú lễ Phật, niệm Phật và gia trì của ta nó mới gì? Nó mới tốt. Chứ bằng không nó cũng chỉ là cái gì? Cái chậu nước, cái xô nước mà thôi. Thế phải có công đức thì làm mới tốt vậy. Nếu mà các Phật tử chúng ta một người cảm thấy không ổn thì chúng ta mời cả đạo tràng 5, 3, 7 người, chục người, hơn chục người đến để chi? Thì đương nhiên chúng ta một người không đủ sức thì chúng ta lấy sức của đại chúng. Các đạo tràng chúng ta nhiều mà, 7, 80 đạo tràng quanh khắp miền Bắc này cơ mà. Chúng ta nhờ các đạo tràng Phật tử, nếu mà sư phụ không đến được, các sư không đến được vì hoặc bận hoặc ở xa, chúng ta mời đạo tràng đến gì? Chỉ chú lễ Phật tụng kinh cho cũng được, xong đem cái nước đó để rảy ở chung quanh nhà cửa, đặc biệt là đổ vào chung quanh cái móng hoặc cái chỗ đào đó. Trường hợp Phật tử này thì hàng xóm vào làm, nó gần nhà mình thì mình cũng có thể nói với họ để cho mình, nếu mà họ xây xong móng rồi á, phải xây xong đấy nhá. Nếu còn đang đào thì làm thì cũng bằng thừa. Họ phải đào xong rồi, ví dụ đào xong móng, họ xây lên móng rồi, họ không đào bới gì nữa, thì mình sang mình nhờ họ sang bên cạnh mình đổ bên cái dãy móng của nhà họ sát với dãy móng của mình, thế được. Thế mà tốt cho cả nhà họ, tốt cho cả nhà mình. Đó. Thế là ổn thôi, có gì đâu. Cái việc này nó nói thế thôi các vị. Cách đây năm 2018 có một cái trường hợp thầy phải đến xử lý cho cái nhà ông Phật tử cán bộ cũng vụ trưởng một bộ ở Trung ương, nhà ở dưới hình như là Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Ở Hoàng Hoa Thám, đúng rồi, đường Hoàng Hoa Thám, đường Hoàng Hoa Thám Hà Nội, nó gần chỗ Bưởi mà, gần chỗ Bưởi đường Hoàng Hoa Thám đấy, đúng không? Những cái DD đấy, đúng không? Đấy, nhà ông vụ trưởng một bộ ở Trung ương, ông ấy bây giờ vẫn đang công tác, hình như vừa qua, hình như là năm ngoái hay năm kia, hình như là bổ nhiệm thứ trưởng hay sao. Nhưng lâu lâu rồi thầy cũng có liên hệ gì đâu, người ta cần người ta đến, người ta không cần thì thôi, mình giúp cho người ta xong là thôi. Thầy đặc biệt giúp xong là thôi, cũng chả bao giờ liên hệ gì nữa cả. Ai người ta có tâm với Tam Bảo, người ta liên hệ thì mình liên hệ, mình gần gũi thế thôi. Mình cũng chẳng phải cầu cạnh gì, người ta cũng chẳng nhờ vả người ta cái gì, cho nên thôi chẳng nói gì. Cái khi nhà hàng xóm nhà ông ấy bắt đầu động thổ làm nhà, buổi sáng thì buổi chiều thằng con trai của ông bị tai nạn xe máy gãy chân. Được một tuần sau thì tự nhiên là ông ấy cứ bị người ta kiện thư nặc danh. Thế là bị kiện đấy, bị trong những cái đồng nghiệp của mình kiện, mà toàn là kiện nặc danh thôi. Việc nó không có như thế nhưng mà cứ bị kiện nặc danh, bị cả tháng như thế. Thế là ông thấy lạ quá thì đi xem, người ta mới bảo là vợ đi xem chứ không phải ông đi xem, vợ đi xem. Thế người ta bảo là nhà bị động. Thế vợ mới bảo nhà con có làm cái gì đâu mà bị động. Xong cái người xem, không phải xem đồng bóng đâu, đi xem cái ông thầy tử vi. Ông thầy tử vi mà ông ấy xem, ông dở tử vi, ông bảo nhà bị động. Thế thì hỏi cái ông thầy xem tử vi á, ông bảo là chắc chắn mà, nhà ở bên trái nhà cô là có đào bới đấy mà, đây cái vết đào bới đấy. Ông xem trong tử vi mà ông bảo là bên trái của nhà cô có đào bới sâu hõm xuống đây mà lại sao mà không có, là thế nào? Thế là cô bảo ơ, cụ à, nhà con nó không đào, nhưng mà nhà bên hàng xóm họ đào móng, họ làm nhà, họ làm tầng hầm. Thế họ đào cái tầng gì? Tầng hầm, họ làm tầng hầm, đương nhiên nó phải sâu xuống 4-5 mét đấy để họ xử lý. Thế lúc đó mới bảo là nhà hàng xóm họ đào. Thế cái ông thầy tử vi ông bảo phải để về nhờ các thầy đến, các thầy giúp cho, các thầy lễ hàn long mạch cho. Hỏi nhà họ còn đào nữa không? Bảo họ đào xong rồi, bây giờ họ đổ lên tầng 1 rồi, họ đang bắt đầu đổ cột để chuẩn bị lên tầng 2 rồi, tức tầng âm dưới họ làm xong rồi. Thế về cái ông chồng ấy đi lên đây gặp thầy. Thế thầy cái đợt đấy thì cho thầy đích thân thầy xuống, vì có người quen giới thiệu, cho nên thầy cũng ngại. Lâu lắm rồi không đi làm những cái lễ như thế, nhưng mà cái người quen giới thiệu, cho nên thầy nể quá, thầy đi xuống thì lễ cho. Lễ xong thì sang nhờ những ông hàng xóm, Lúc đầu nhà ông hàng xóm họ sợ là cũng bị ông thầy phù thủy hay cái gì đó không cho đâu. Nhưng xong rồi sang đưa thầy sang, xong rồi có mấy ông thợ ở đó đâu. Thế lúc đó thầy mới bảo ông thợ là không sợ đâu. Đang nói chuyện thì ông chủ nhà ông đến. Ông chủ nhà ông đến thì ông lại cũng là người biết Phật Pháp. Thế là đến thì biết là thầy ở trên chùa Khai Nguyên, một cái là ông vui vẻ, ông bảo là con cũng nghe tên thầy lâu rồi nhưng mà nay mới gặp thế tốt quá. Thế thầy làm luôn cho cả nhà con. Khôn thế. Còn thầy làm thì thầy làm luôn cho cả nhà con thế. Thế thì mình bảo là thôi thế thì bây giờ nhà này nó có một xô nước thì không đủ đâu. Thì ông bảo đi ai chạy ra chợ Bưởi ông lấy mấy gói về pha thì 2 chậu nữa thì lễ thì làm cho luôn. Thế làm xong một cái thì mấy hôm sau, chưa đến tuần sau, tất cả những cái lá thư đơn thư kiện cáo nặc danh cái im bặt là không còn gì nữa cả. Mà cái chân của cái con, cái gãy chân gì bó bột thì nó cũng dần dần khỏi. Gia đình yên bình thường. Mà ông ấy thỉnh thoảng cũng năm cũng lên, vợ chồng cũng lên chùa lễ lần 2 lần. Hình như vừa qua là lên thứ trưởng rồi. Thầy cũng không quan tâm lắm tới cái vấn đề đó nhiều, nhưng mà nghe nói hình như lên thứ trưởng rồi. Đấy, chúng ta thấy cái vấn đề tâm linh, nhưng mà nhà hàng xóm họ động thổ, nhưng chúng ta là người ở bên cạnh cũng có thể gì, có thể dính, vì nó cùng một cái giải, cùng một cái giải đất. Mà chính cái nhà đó, cái gia đình mà ông động thổ ấy, cái ông chủ động thổ ấy, cái hôm động thổ thì cái ông thợ đi đào móng cuốc móng này cũng cuốc vào chân mình, cuốc vào chân. Còn cái nhà ông hàng xóm thì đứa con thì bị gãy, tai nạn là gãy chân. Còn cái ông thợ thì cuốc vào chân, phải đi viện để khâu, và cũng phải đến hàng tháng sau nó mới quay lại làm được. Tức là thì nó có vấn đề ở đó. Cái lễ xong một cái cả nhà, hai nhà, nhà mới nhà bên cạnh đều yên cả. Cho nên chúng ta mới nói đấy, có những cái tuy không phải là Phật giáo, không phải là lời Phật dạy, nhưng ở thế gian chúng ta, các cụ nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta chưa đạt đến cái cảnh giới của chư Phật, Bồ Tát và A-la-hán, thậm chí tu Đà Hoàn còn chưa được, thì cứ tạm gác lại những cái gì nó cao siêu, nó màu nhiệm, và cái gì nó gọi là chân lý tuyệt đối. Còn chúng ta bây giờ đang sống ở trong cái cảnh giới thì đối đãi tương đối, thì chúng ta cứ gì, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Cái gì cha ông, cái gì các cụ chúng ta ngày xưa truyền lại, nên làm, phải làm. Mỗi khi giờ ra làm những cái việc lớn ấy thì nên giữ lễ, thì chúng ta cố gắng để giữ lễ. Làm được như thế thì chỉ có tốt thôi, chứ nó có mất nhiều thời gian, tiền tài của cải đâu các quý vị. Đấy, cho nên đây là nói về gì, cái việc động thổ, việc của nhà ông hàng xóm động thổ, gia đình bên cạnh. Mà cụ thể là nếu gia đình chúng ta mà không may gì thấy nó thì nó lục đục hay nó khác gì đó, chúng ta có thể nói với nhà ông hàng xóm để chúng ta làm cái lễ để hoàn long mạch ở cái phía bên móng giáp danh nhà mình. Khi họ xây móng xong rồi được đó, tối lửa tắt đèn có nhau, bán anh em xa mua láng giềng gần, mà mình sang trình bày với người ta cho nó có trước có sau á, cho nó đàng hoàng. Mình không phải là làm cái gì nó mê tín dị đoan hay gì cả. Đấy, như thế thì sao là ổn thôi. Đấy là nói về gì, động thổ. Câu này nói hơi dài nhỉ, nhưng nó có ở trong phạm vi một câu này không hả? Nó ra rất nhiều, kể cả về lịch sử cũng được học ở trong câu hỏi này. Vì nào hỏi câu này là được lãi đấy, lãi to. Còn những người khác đưa câu hỏi mà vẫn phải chờ thì sốt cả ruột. Nhưng không sao, cố gắng chờ một tí thì nghe được cái này. Nó là chung cho tất cả mọi người các vị. Câu này nó là câu có thể dành chung cho tất cả. Nhà ai chúng ta mà chẳng phải làm những cái việc như thế, hoặc rằng trước, hoặc rằng sau, hoặc rằng giai đoạn tới đây có thể gặp cái hoàn cảnh đó, chúng ta học lấy, nghe lấy, học lấy để làm cái kinh nghiệm sau này. Nó đến nhà mình thì mình đem ra để mà thực hành. Đấy, hoan hỉ chưa? Hoan hỉ mà vỗ tay lật đá lẹt đẹt thế này. Đấy, ít ra nó có phải thế mới được 6-7 điểm chứ lại. Là đá lẹt đẹt, là đá lẹt đẹt. Nghe mà cứ như là buồn ngủ dậy mới vỗ tay. Một Phật tử nữa hỏi, con là Nguyễn Thị Liên ở Đan Phượng, Hà Nội. Con có phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và ăn chay 21 ngày. Có để 7 chén nước giống như thầy dạy khi tụng kinh. Nhưng cứ đến sáng hôm sau, con xin nước thì mở nắp chén ra là ở trong đó có rất nhiều kiến. Có rất nhiều con đã chết. Mà trước đây khi chưa tụng kinh, con cũng có thờ nước trên ban nhưng không hề có kiến. Con mong thầy giải đáp cho con được hiểu hiện tượng trên ạ. Như vậy con có bị mắc vào tội sát sinh không ạ? Giờ con phải làm thế nào? Vì cứ để chén nước thờ lên ban là kiến lại bò vào, mặc dù đều có nắp đậy. Cái này thầy cũng gặp một vài trường hợp như thế này rồi. Lúc mình thờ bình thường không phát nguyện tụng kinh 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày để xin nước hoặc là để cầu những cái việc bình an trong gia đình đó, thì nước cúng trên ban nó tuyệt nhiên không có kiến. Khi phát nguyện lập đàn để tụng kinh một cái thì kiến ở đâu nó cứ bỏ vào. Cái trường hợp này thầy cũng nghe vài trường hợp nói với thầy rồi. Nay lại gặp cái trường hợp này, hỏi trực tiếp ở đây. Đây chính là gì? Đây chính là gọi là oan gia trái chủ vậy. Đây chính gọi là ma sự vậy. Đây chính gọi là nó phá gì? Ma nó phá gì? Phá nguyện, phá hạnh chúng ta vậy. Khiến cho chúng ta phải gì? Phải suy nghĩ, phải lo sợ, phải phân tâm. Đúng không? Bình thường cả bao nhiêu năm trời mình dâng nước cúng thì chả có con kiến nào bò vào. Nay chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày thì ngày nào kiến nó cũng bò vào trên nước và nó chết ở trong đó. Khiến cho chúng ta phải nghĩ là gì? Phải suy nghĩ, hay là mình có nhầm, có lỗi, có tội gì, tình gì chăng? Hay là mình như thế này có phạm một cái tội sát sinh chăng? Vân vân. Cho nên lúc ngồi tụng kinh nó không được nhiếp. Không được nhiếp tâm. Đây chính là ma sự. Oan gia trái chủ nó phá gì? Đạo tâm tu hành của các tín đồ Phật tử chúng ta. Nếu gặp phải trường hợp này thì phải làm như thế nào? Tốt nhất là chúng ta nên hành sám, tức là nên sám hối đó. Duyên lập đàn Địa Tạng để cầu một cái gì đó đối với gia đình chúng ta trong giai đoạn này là chưa hợp gì? Chưa hợp thời. Cho nên Phật tử này thầy khuyên là gì? Nên phát nguyện lễ hành sám trong vòng 21 ngày đi đã. Hành sám ở đây có thể là lễ theo danh hiệu của các đức Phật ở trong kinh Nhật Tụng ấy. Thầy tới đây đang soạn rồi. Tới đây thì chắc tháng để xong. Từ giờ đến Pháp hội, muộn là đến Pháp hội tháng 11 là Pháp hội ngày lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật là xong. Cố gắng xong thì để các Phật tử chúng ta có cái quyền hành sám này để hành sám. Bây giờ thì chưa có thì chúng ta cứ lễ danh hiệu của các đức Phật ở trong kinh Nhật Tụng đấy, kinh Chú Thường Tụng hay là chưa kinh Nhật Tụng đấy. Đấy, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật đó, vân vân. Đấy, cứ một danh hiệu lễ đức Phật đó chúng ta lễ xuống một lễ. Khỏe thì lễ đứng, yếu thì lễ gì? Lễ quỳ. Có sức khỏe mà lễ đứng được là tốt nhất. Hoặc rằng chúng ta gì? Có thể lễ ngũ bách danh. Có sức khỏe để lễ đủ cả 500 lễ một thời là tốt nhất. Không thì 500 lễ chúng ta chia ra thành một gì? Một ngày. Có thể sáng lễ 250 lễ và tối lễ 210 lễ. Hoặc rằng sáng lễ 200 lễ, trưa lễ 100 lễ, hoặc là chiều lễ 100 lễ, còn tối lễ 200 lễ. Hoặc chia thế nào do chúng ta. Một ngày cứ hết 500 lễ đấy. Lễ xong thì chúng ta sám hối và chúng ta sám hối oan gia trái chủ và cầu nguyện hồng ân tam bảo chứng minh gia trì cho. Nói với các vị, thôi các vị, đúng là kiến đó là chúng sinh, nhưng chúng ta nương theo lời Phật là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Chúng sinh là Phật đã thành, hay là Đức Phật là Phật đã thành? Hả? Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên chúng ta kêu với các vị những con kiến kia là gì? Chúng ta không kêu là con kiến hay là kêu là chúng sinh kém phúc, mà chúng ta kêu là gì? Bồ Tát kiến ơi, đúng không? Xin các Bồ Tát hoan hỷ, nước đấy là tôi dâng cúng Phật đấy. Còn các Bồ Tát nếu muốn gì? Muốn uống nước thì tôi sẽ để một gì? Để một cái bát nước, một cái chậu nước, để ở bên dưới cho cái thấp cái khăn hay miếng hay mảnh vải hay là cái cành lá vào để cho kiến nó bò lên bò xuống. Nếu có khát nước thì các Bồ Tát hãy đến đó mà uống nước, nhưng cẩn thận khéo gì? Ngã xuống gì? Ngã xuống sông. Đối với gì? Bát nước thì đối với con kiến nó cũng như là xuống cái sông lớn này các quý vị. Cho nên chúng ta để cái mảnh vải, để cái vải cho nó gì? Bò xuống đấy. Nó khát quá nó bò xuống thì nó có thể uống xong nó lại bò lên theo cái miếng vải, cái khăn mặt đó gì? Dễ dàng, hoặc là cành lá. Đấy, kêu là đấy các Bồ Tát kiến nếu có khát nước thì tôi để sẵn cái bát nước hoặc cái chậu nước ở dưới chân gần ban thờ đó rồi, các vị hãy đến đó mà uống. Còn nước ở trên ban là tôi dành để cúng gì? Cúng Phật, cúng Bồ Tát, cúng chư vị Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần, vân vân. Cho nên các vị xin hoan hỷ cho, xin nhớ biết cho đó. Xin đừng có lên đó để uống nước cúng Phật Bồ Tát đó nữa, mà phải tội. Cho nên các vị sám hành sám mà phát nguyện như thế, đảm bảo rằng không có một Bồ Tát kiến nào dám lên đó để uống cái nước đó đâu. Cái này cũng có một vài người nói với tôi rồi. Cách đây mấy tuần có một vị nhắn tin cho thầy, bảo là bạch thầy, nhà con trước đây mối vào nhà rất là nhiều, để cái gì liên quan đến gỗ ở đâu là mối vào gặm hết đến đó. Thậm chí là để cái đồ thờ ở trên ban thờ treo đấy, ban thờ treo đấy, mà mối nó bò kiểu gì mà nó bò được lên đấy, nó gặm cái đồ thờ trên ban thờ. Mà trong khi đó nhà con đi công tác có một tuần thôi, vắng nhà có một tuần, đóng cửa một tuần thôi về, mà nó bò lên tường, nó lên thân ban thờ, nó gặm trên đó. Nhiều mối đến thế. Thế từ khi con nghe thầy giảng xong, con về con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, con phải kêu với các Bồ Tát mối là xin chuyển sang cái đất rừng sau nhà để ở, còn đây là để cho gia đình vợ chồng chúng tôi xin cái chỗ này để làm nhà làm cửa để ở. Chúng tôi tu hành niệm Phật tụng kinh được bao nhiêu công đức sẽ hồi hướng cho các Bồ Tát, xin các Bồ Tát hãy lên rừng sau nhà để ở. Khấn xong như thế là cho đến cả năm nay rồi không thấy con mối nào vào nhà nữa cả. Đấy, đây là mối. Còn kiến thì cũng nghe nhiều người nói với thầy. Năm ngoái có một người đến nói với thầy gia đình nhà đấy có cái đàn kiến đen, gần như quanh năm ngày tháng, không biết nó làm tổ ở đâu ở trong nhà, nhưng mà quanh năm ngày tháng gần như lúc nào cũng có đàn cái kiến đen đấy. Nhưng nghe thầy giảng kinh Địa Tạng cho nên về cũng thực hành xem, nhưng gọi là thử xem đấy, cũng tùng phát nguyện tùng kinh Địa Tạng 21 ngày để hồi hướng cho các Bồ Tát kiến trong nhà xin chuyển ra bên ngoài, và mới cho ngày thứ 7 thôi. Thế tự nhiên là hết ngày thứ 7, qua đêm sáng dậy không thấy con kiến nào trong nhà nữa, và đến mấy tháng trời không thấy đàn kiến đó nữa, không biết đi đâu. Đấy, đây là những người họ thực hành tụng kinh và họ phát nguyện là hồi hướng công đức và xin với các Bồ Tát kiến, Bồ Tát mối ấy, mà họ thành tựu. Họ kể lại những câu chuyện đó với thầy. Còn đối với thầy thì ở trên chùa Tản Viên ấy, vắt rất là nhiều, rắn cũng rất là nhiều. Thầy lên đó thì thầy thấy sợ vắt mà. Khổ người dân tộc nhưng mà lại sợ vắt, sợ đỉa. Đi rừng suốt ngày nhưng mà lại sợ vắt. Con vắt nó cắn thì sợ là gì? Không phải là mình sợ mất tí máu đâu, mà nhìn nó ghê. Nó ghê từ khi còn bé là nhìn thấy vắt, nó thấy đỉa nó đã ghê rồi. Nhìn thấy rắn cũng vậy, nó cứ ghê, nó tự nhiên nó thấy ghê ghê. Chứ không phải là mình sợ chết hay sợ mất tí máu đâu, nhưng mà nhìn nó ghê từ bé. Thế lên trên ngày xưa năm 2008 mà lên 09 lên nhận cái chùa Tản Viên. Lên đó thì đang ăn bát mì thì tự nhiên thấy con gì con vắt nó bò một cái là kêu rời kêu đất rồi chạy lên hòn đá là đứng. Thế các Phật tử thấy mình chạy lên hòn đá, các Phật tử cũng nghe, cũng ối giời ơi thầy ơi có vắt ra. Thế là các Phật tử cũng mỗi người tìm hòn đá để chạy lên. Thế lúc đó mình trấn tĩnh lại, mình nghĩ ơ, mình đi lên đây trụ trì trên rừng trên núi là mình sợ vắt thì Phật tử ai dám lên để chấp tác, ai dám lên với mình. Thế là lúc đó mà ôi giời, thôi thầy trêu thế thôi, vắt thì có cái gì đâu. Nói như thế nhưng mà cái này, tóc gáy nó cứ thế, nó cứ dựng đứng cả lên. Như là sợ ma ấy. Đấy, sợ vắt, người xưa nó sợ vắt như sợ ma. Sau rồi trấn tĩnh lại là mình làm trụ trì mà mình sợ vắt thì các Phật tử ai dám lên. Ngày đó mới lên đấy, dân ở dưới Minh Quang, Phật tử trên kia chưa có, dân nào không lên. Mà toàn là dân ở đây lên đấy chứ, dân Sơn Tây lên đấy. Sơn Tây lên, chùa Khai Nguyên này lên đấy. Cứ thuê cả xe cho lên chấp tác trên đó. Mà các cụ ở đây thì cũng đại đa số là cũng sợ gì? Sợ vắt nữa. Cho nên thế mình bảo giả vờ như không sợ như thế, xong dần dần trấn tĩnh mọi người không sợ. Nhưng mà quả thật trong lòng thì rất là sợ. Sau đó thì khi mà làm xong cái nhà tổ tạm mà cái mới lên chùa tụng kinh. Ngày đó tụng kinh Pháp Hoa và tụng kinh Phổ Môn. Thầy nhớ là tụng kinh Pháp Hoa xong bắt đầu thì khấn với các vị Bồ Tát vắt và Bồ Tát rắn là để xin là cứ bất cứ ở nơi đâu mà có làm sạch sẽ, mà có gạch, có bê tông, có xi măng, có các thứ rồi có cái nơi nào có nhà có cửa, xin các vị là tránh xa, là nơi này là xin cúng dường cho Phật, cho Pháp, cho Tăng. Các vị chuyển sang nơi vùng gì, vùng rừng, vùng suối ấy để mà ở. Thế là tự nhiên đấy, dần dần là gần như bây giờ lên Tản Viên các vị thấy trừ các vị vào suối hoặc lên trên rừng sâu mới có vắt, còn đi quanh là không có đâu, không có luôn. Rắn cũng nhiều lắm. Rắn thì nói là rồi rắn lục, rắn trắng, rắn xanh, rắn đỏ, rắn gì cũng có. Hổ mang chúa cũng có vị. Có con nó phải, nó đứng cái dài mà cái đầu nó đi qua đường mà đuôi nó vẫn chưa hết đường. Lớn như thế cơ mà. Mà thợ cũng thấy, thầy cũng thấy rồi. Nó nhiều rắn, rắn to nhỏ nhiều lắm. Nhiều hôm rắn nó bò vào cả trong lán thợ, cả trong sân nhà tổ, rồi sân chùa, thì bò vào trong cả nhà luôn. Thợ sợ quá, thầy mình là lên tụng kinh mới lại nói với các Bồ Tát rắn, lại nói với các vị Bồ Tát hộ pháp thiện thần, đặc biệt khấn tam vị Tản Viên Sơn Thánh, các vị thần linh núi Tản, và đặc biệt là khấn với các vị gì thần Na Già La, tức là thần rắn. Nên các vị hãy cai quản gì, cai quản con cháu đệ tử các quý vị. Nơi đây là nơi đất đã cúng Phật để làm xây dựng chùa cảnh để cúng dường Tam Bảo, là nơi tu tập và hoằng pháp của chư Tăng. Nên các vị xin chuyển đi ra ngoài. Mà nếu các vị có đi vào nơi đây thì không được cắn người. Bảo như thế. Cho nên một thời gian sau thì không thấy rắn bò vào nữa. Mà cho đến tận năm 20, hình như năm 2015 hay 14 đến 15 rồi đấy. Cái năm đó là cả năm thầy không lên chùa Tản Viên, thầy bận ở đây này. Gần như cả năm không lên đó. Thế đến hôm 27 Tết thầy mới lên dâng lễ. Thầy thấy các Phật tử với mấy sư cô, sư bác trên kia, sư ông trên kia bảo: Bạch thầy, năm nay có cái hiện tượng lạ lắm. Từ hôm 20 mấy Tết chặt cành đào vào để trên ban Phật, ban tổ thì những năm trước là có rắn đâu. Năm nay tự nhiên rắn nó vào nhà nhiều lắm. Rắn xanh, rắn trắng, rắn đỏ, rắn lục nhiều lắm. rắn ở chả cả trên nóc nhà nó thò đầu xuống, rắn trắng rắn đỏ trên nhìn trên nóc nhà tổ. Ngày đó lợp cái máy bổ lô ấy, nó chạy, nó như là chuột chạy ở trên đấy, nó đuổi nhau như chuột chạy trên đấy. Mà đặc biệt là rắn trắng rắn đỏ rắn xanh này, nó thòng cái cổ nó xuống khoảng 20-30 phân, nó cứ ngóc đầu ra. Hàng chục con ở trên nóc nhà nó thòng xuống như thế, mình thấy cũng ghê. Mà đặc biệt là cành đào ấy, cành đào nhà tổ có 4 cành, ở dưới Tam Bảo có 4 cành, ở dưới Động Quan Âm có 4 cành. Cành nào cũng có vài con rắn, rắn xanh, rắn đỏ, rắn trắng, rắn đố các màu, nó cứ quấn. Đặc biệt là rắn xanh là nhiều nhất, rắn lục ấy. Mà rắn đấy mà cắn thì thôi, mà ở trên núi mà không kịp thuốc thì chắc là 1-2 tiếng đồng hồ sau là đi về với các cụ luôn rồi. Đấy, thế là thầy lên đó thì các vị sợ quá, các vị mới nói là đấy không hiểu làm sao. Thế lúc đầu thầy bảo sao thì không bắt đi, bảo bắt qua rồi, hôm qua bắt mấy con đi rồi, xong rồi sáng lại thấy đến. Đấy là ở trong nhà nhá, còn ngoài cây, mấy cái cây trước cửa nhà tổ ấy, với mấy cái cây bên cạnh cây nhội đấy thì nó cứ vắt vẻo ở trên cây ấy. Không hiểu các cụ biểu tình kiểu gì mà ghê thế. Thế là thầy bảo thôi được rồi. Thế thầy lên thầy tụng biến kinh Phổ Môn. Tụng biến kinh Phổ Môn xong là sám hối Tam Bảo, để sám hối các cụ rồi. Thì trong năm qua thì con nhiều việc quá, tuy là trụ trì nhưng mà nhiều của việc quá không lên đây được, để giao cho các Phật tử và các sư ông, sư cô, sư bác để trông nom. Hôm nay lên thì thôi thì tới đây thì thôi cố gắng, thì ra Tết thì có việc thì việc, cũng bận thì gì thì bận, cũng vài tháng lên một lần thắp hương các cụ. Thế đất này các cụ đã hiến cho thì chúng con làm nơi thờ Phật rồi, thì Hoàng Pháp rồi, thì có gì mà các sư, các Phật tử hay là bản thân chúng con mà có gì lỗi lầm thì các ngài hoan hỉ cho. Đấy, thì mấy hôm nữa là Tết rồi, hôm nay là 27 Tết rồi, mấy hôm nữa là Tết rồi. Các cụ, các Phật tử nhân dân đến lễ đông, không may thì các cụ, các Phật tử mà nhìn mắt tối mà vào là khoảng thắp hương dâng lễ mà ấy, và các con cháu các cụ lại cắn Phật tử đi lễ thì phải tội ra. Cho nên thôi thì xin là các ngài là thôi qua đêm hôm nay đến sáng hôm sau thì ở đâu lại về ở đó. Nơi này để dành cho thờ Phật thờ tổ, và là dành cho nhân dân tín đồ Phật tử để lên chùa lễ Phật mấy hôm Tết cho nó an toàn. Khấn như thế xong đến sáng hôm sau đấy, ông Nhị ông gọi điện cho thầy, ông bảo ôi dồi ôi thầy ơi, thầy lễ thế nào mà sáng nay con lên không thấy cụ rắn nào ở trên ban thờ, ở trên cành đào nữa, thầy đi hết rồi, trong nhà cũng không còn nữa, đi sạch rồi. Đấy, cho nên có những cái chuyện mà chúng ta bảo giải thích khoa học, giải thích sao được, khoa học không thể giải thích được cái đó, không thể giải thích được các quý vị đó. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi rằng nước cúng từ khi phát nguyện lập đàn mà có kiến bỏ vào chén nước cái nhiều như thế, trước đây thì không có, từ khi phát nguyện như thế thì thầy hướng dẫn là thôi bây giờ tạm thời là nếu mà tụng chưa hết thì tụng cho hết, nếu mà không thì dừng lại để phát nguyện hành sám, lễ ngũ bái danh hay hành sám đó trong vòng 1 tuần hoặc là 3 tuần, sau đó mới phát nguyện tụng kinh Địa Tạng trở lại cũng được. Đấy là thì sẽ hết thôi. Ai gặp cái trường hợp tương tự như vậy cũng có thể làm như thế. Phật tử nữa hỏi con là Nguyễn Văn Tình, con sinh năm 1977, con làm nhà ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021, khánh thành ngày mùng 6 tháng 9 năm 2021. Ngày khánh thành con có mời thầy cúng về làm lễ lên nhà mới. Ăn cơm chưa xong thì vào 3 giờ chiều ông chú con bị cảm chết luôn ở nhà con. 20 ngày sau con bị ốm và đi khám thì phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Bây giờ gia đình con rất hoang mang. Bây giờ gia đình con rất hoang mang, không biết làm nhà có bị phạm vào điều gì không ạ? Kính mong thầy chỉ dạy. cho gia đình con biết phải làm sao cho đúng ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Sinh năm 77. 77 năm nay là 47 tuổi đúng không? Năm nay sang năm 23 này là 47 tuổi. Tuổi ta tính theo âm lịch đó. Là 47 đúng không? Nếu làm từ năm 21, làm từ năm 21 thì lúc đó là 4 gì? 45. 45 tuổi là tính thử xem nhé. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 tuổi thì vào cung địa sát. 45 tuổi không phải là tốt đâu các vị nhé. Làm nhà 45 tuổi vào cung địa sát. Mà cung địa sát thì kiêng kỵ động thổ. Có cái liên quan đến cái gì làm nhà làm cửa, đặc biệt là làm nhà làm cửa kiêng kỵ động thổ. Làm cái gì không liên quan đến động thổ đảo bới thì được. Còn liên quan đến động thổ thì đảo bới thì không nên. Đấy. Đấy là xét về gì? Về phong thủy ấy. Thì tuổi 45 nhìn như là tưởng chừng như là đẹp đấy. Nhưng mà tuổi đó thì lại phạm vào cái cung địa sát. Nó không xấu như tuổi Kim Lâu, nhưng mà nó lại phạm vào cung địa sát. Cho nên làm nhà không tốt. Có 3 cái cung xấu không nên làm nhà. Đó là cung địa sát, cung thọ tử và cung hoang ốc. Theo phong thủy ấy, thì cung địa sát thì là kiêng động thổ. Nếu mà sửa cái trên tầng thì được. Sửa trên tầng và cất nóc có nghĩa là không liên quan đến động thổ thì sửa trên tầng và cất nóc thì được. Đây ngày xưa thầy đi học thì theo cụ tổ chủ Hương thì giả các cụ thì nghe cụ giải thích cho dân, cho các Phật tử thì cũng vọc vạch được ba câu như thế. Có người ta nói là thầy Thịnh có thể giỏi Pháp nhưng không giỏi phong thủy. Đúng thế. Thầy có phải là thầy phong thủy đâu mà thầy giỏi phong thủy. Gọi là học một chút thôi, biết vọc vạch một chút, gọi là tạm dùng, đủ dùng thôi. Chứ thầy có phải là thầy phong thủy đâu mà giỏi phong thủy. Thầy tu thì phải giỏi về Phật Pháp chứ. Thầy tu mà không hiểu về Phật Pháp mới sợ bị cười chứ. Thầy tu mà không hiểu về phong thủy, là hiểu một chút về phong thủy thôi không sao. Biết một chút thôi để hướng dẫn cho bà con nhân dân Phật tử, gọi là họ tránh những cái xấu, cái hung mà thì hướng đến cái cát, cái tốt thì cũng được vậy. Thế còn mà đi sâu thì quả thật là tôi không đi sâu nữa. Còn ngày xưa khi mới học xong về cũng đi sâu lắm các vị. Về người ta đến xếp hàng để chờ đi xem đất cát, nhà cửa, phong thủy. Thậm chí là có thể cảm nhận được cả dưới lòng đất chỗ nào có long mạch, có nước để khoan giếng cơ mà. Thậm chí là còn biết là khoảng khoan bao nhiêu mét thì được nước cơ mà. Nhưng ngày đó thì lại không giảng Phật Pháp, mà chỉ có hướng về phong thủy, tâm hướng về phong thủy, cho nên nó có cảm về phong thủy. Nhưng từ năm mà lên Tản Viên đó thì nhất định không đi xem phong thủy mà không đi cúng đi bái nữa, chỉ tu tập và lo về Hoàng Pháp thì nó lại cảm về Hoàng Pháp. Các Phật tử đến với thầy phần lớn là muốn nghe Pháp, muốn tu. Chứ còn ngày xưa phần lớn người ta đến với thầy là ai đến cũng thầy đến xem đất cát, nhà cửa cho nhà con với, đến cắm hướng nhà, hướng cửa cho nhà con với, vân vân. Đó. Mình làm về cái gì, chú tâm về cái gì thì nó sẽ gì? Cảm về cái đó. Hơn chục năm nay, mười mấy năm nay rồi, không để ý gì đến phong thủy nữa thì đương nhiên mình không cảm được nó nữa. Mà mình để ý tới Phật Pháp, để ý tới giáo lý của Đức Phật để hướng đạo cho các Phật tử, tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, vân vân, chỉ trai giữ giới, tu tập, tin sâu nhân quả và tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, vân vân. Hướng đến cái đó thì đương nhiên là Phật tử họ theo thầy bây giờ thì phần lớn là gì? Những người đó. Còn những người về phong thủy, phong thiết thì ít lắm, vì thầy có đi làm đâu, không đi làm. Trừ một vài cái trường hợp đặc biệt, gọi là cái chỗ gọi là quan hệ ngoại giao, gọi là bất khả kháng. Không phải vì tiền mà là vì gì? Vì ngoại giao. Vì thầy đi làm là có lấy tiền đâu mà. Đi làm không bao giờ nhận tiền. Đi là vì ngoại giao thôi, vì quan hệ thôi. Vì quan hệ ngoại giao thì có thể đi để làm, để giúp người ta thôi. Có người bảo là thầy Thịnh, thầy có biết gì về phong thủy đâu, nói không biết không đúng, người ta bảo thầy Thịnh ấy, giỏi về Phật Pháp thôi, chứ còn về phong thủy thì không phải là xuất sắc. Họ nói cũng đúng. Mình bây giờ có phải là thầy phong thủy đâu, mình có hướng sâu về phong thủy đâu, nhưng mà thôi, đây các Phật tử hỏi thì cũng đem gì, đem ra để nói một chút, gọi là cái phong thủy, gọi là cái phần sơ học, cái phần bình thường, bước đầu cho chúng ta gì biết được, để chúng ta cũng nên gì, nên theo như các cụ nói, chúng ta chưa phải là thánh là hiền thì có thờ có thiêng có kiêng có lành vậy. Cho nên cái trường hợp này mà làm nhà, nếu mà đúng Phật tử này đứng lên làm năm đó thì vào cung địa sát, cho nên không tốt là đúng rồi. Thế thôi về bây giờ cứ phát nguyện lập đàn tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà mình là 21 ngày. Ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, lấy cái nước mà rảy xung quanh nhà cửa nhà mình, đất cát nhà cửa thì dần dần nó sẽ tốt thôi. Thế còn nếu mà đoán được các sư đến để làm cho cái lễ thì cầu siêu cho các vong linh đã mất ở trong khu đất đó, đặc biệt là cái người thân của mình trong cái ngày khánh thành đó, mất trong cái ngày khánh thành đó, vân vân, thì càng tốt nữa. Còn nếu không thì tự mình làm lễ được, đón đạo tràng gần đó đến để tụng kinh cho 21 ngày là cũng được rồi. Mà Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con là Nguyễn Thị Nga, pháp danh Liên Nga ở Cầu Giấy, Hà Nội. Con xin hỏi thầy một việc. Năm nay gia đình con muốn bốc mộ mẹ con từ Hà Nội về quê Nghệ An, nhưng về mộ của thím con, tức là vợ chú ruột, mất tháng 7 năm ngoái, đến nay được một năm. Mộ của thím đào sâu chôn chặt, không phải bốc nữa, thì gia đình con có phải kiêng đến hết 2 năm nữa mới bốc mộ mẹ không ạ? Năm nay anh trai con 71 tuổi, hơi yếu, hay lo lắng, mà chú họ của chúng con lại bị bệnh nặng, nên năm nay không bốc mộ mẹ con được thì chúng con phải chờ rất lâu mới bốc được. Con mong thầy bố thí hướng dẫn cho chúng con thực hiện mà tránh được rủi ro ạ. Con xin tri ân công đức của thầy nhiều ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Ở ngày xưa thì các cụ nói này, các cụ nói là thường là ở trong cùng một dòng họ, tức là cùng trong bên nội của chúng ta đó, 3 đời trở lại, tức là tính gì, tính trong 3 đời á, trong cùng một cái chi mà 3 đời với nhau, thì các cụ thường nói là ít nhất trong dòng họ muốn làm cái việc đó thì người ta phải kiêng là 3 năm, tức là cái người mất sau cùng ở trong dòng họ đấy phải gì, phải qua ngày cuối cùng của năm thứ 3. Ví dụ như mất vào ngày 15 tháng 10 âm lịch thì phải đến gì, ngày 15 tháng 10 của 3 năm sau thì trở đi, hết cái ngày đó thì mới làm được cái việc đó. Tuy nhiên đấy là ngày xưa. Nhưng bây giờ thì ngày xưa là việc cưới, việc tang, đặc biệt là cho cái việc tang đó, tức là cái việc thay cát cho người đã mất trước, thì trong chi họ phải có gần đó, cùng họ với nhau đó, trong vòng 3-4 đời trở lại đó. Thậm chí ngày xưa còn 5 đời nữa cơ. Nên sau này dần dần người ta mới xuống 3 đời. Xuống 3 đời thì phải 3 năm sau. Nhưng mà bây giờ thì 1 năm này. Giờ người ta lại xuống, còn đại đa số nhiều địa phương xuống còn có một năm là được. Tức 1 năm là được. Cho nên cái trường hợp này này thì thầy nghĩ rằng ấy, nếu mà trong dòng họ mà sợ rằng các cụ có người già, người bệnh nhiều ở trong cái chi nhà mình, mà sợ rằng ấy, sợ các cụ lại nằm tiếp xuống thì nó này, kéo dài lại 3 năm nữa, 4 năm nữa, thậm chí chưa sang cát được cho những người trước, thì thầy nghĩ rằng qua 1 năm thì cũng có thể làm được vậy. Nhưng trước khi làm thì cứ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng đấy cho 21 ngày hoặc 49 ngày, hoặc thậm chí là phát nguyện tụng từ bây giờ mà cầu nguyện, cầu siêu cho các vong linh lịch đại gia tiên kỷ huyền thất tổ và vong linh của cụ vong mà mình chuẩn bị sang cát kia, từ giờ cho đến khi làm tầm cuối tháng 10 hoặc là trung tuần tháng 11 âm lịch, thì thầy nghĩ là gì? Cũng làm được vậy. Đấy, cái trường hợp này Nếu muốn làm thì mình nên phát tâm tụng kinh Địa Tạng từ bây giờ mọi hướng mà làm. Rồi các Phật tử chúng ta ở đây hoặc là không ở đây nghe được bài giảng này, nếu từ giờ đến cuối năm gia đình dòng họ chúng ta có cần phải làm những cái việc đó thì chúng ta cũng có thể phát nguyện tụng kinh Địa Tạng từ bây giờ để hồi hướng, và đến lúc đó chúng ta làm thì cho yên tâm về mặt tâm linh, phải hồi hướng siêu độ cho thần thức của những người đã mất kia được siêu thoát rồi, được đi đầu thai rồi, thì đó chỉ là nắm gì? Nắm xương đó thôi, còn nắm xương đó thì muốn làm gì thì làm, sao cả. Đó. Thì cái đấy là cái quan trọng nhất, là cái thần thức họ được siêu thoát rồi thì yên tâm. Kể cả trong chưa đến một năm làm thì cũng chả sao nữa cả. Đấy. Cho nên thầy thường khuyên chúng ta gì? Chôn thì nó vất vả thế đấy. Lại phải lo 3 năm, 4 năm, năm sau lại suốt ngày đi lo cái việc này. Trong chi họ có người mất không bốc mộ được. Nhưng còn chúng ta bây giờ thì văn minh rồi, hỏa táng xong, hỏa thiêu xong là chúng ta đem cho đi chôn cất hoặc đem nhập tháp báo ân vân vân. Thế là yên tâm tuyệt đối, chả phải lo gì nữa cả. Không phải lo 3 năm sau hay 4 năm sau, 5 năm sau lo đi bốc mộ nữa cả, vì hỏa thiêu xong một cái vừa là nó phù hợp với cái lối sống văn minh hiện đại bây giờ, mà cũng không chống trái gì về vấn đề tâm linh cả. Vì trong đạo Phật chúng ta, Đức Phật ngày xưa Ngài thì tịch cũng gì? Cũng hỏa thiêu mà. Chúng thánh đệ tử phần lớn thì nhập Niết Bàn thì tịch cũng hỏa thiêu mà, không sao. Cho nên cái chôn hay là hỏa thiêu, thủy táng hay là địa táng hay là hỏa táng vân vân, nó không quan trọng lắm đâu, tùy theo cái phong tục tập quán ở địa phương, đất cát nó còn rộng hay không. Nếu cái vùng miền ngược đất còn rộng thì địa táng sau mấy năm sau thì cất lên sang cát thì cũng được, không sao. Nhưng đặc biệt ở dưới xuôi chúng ta bây giờ, dưới xuôi thành phố chúng ta đây này, xin thưa các vị, bây giờ mua một cái lô đất ở Nghĩa Trang Vĩnh Hằng mèng nó cũng 50-60 triệu rồi. Mấy năm trước nó có 25-30 triệu thôi, nhưng bây giờ mà ngôi họ xây nó có đến hơn mét vuông thôi, 60-70 triệu. Nếu mà chọn cái chỗ mà nó đẹp đẹp á, 100 triệu, 200 triệu. Ở trên Nghĩa Trang cái gì, trên Vĩnh Hằng cái gì, trên Hòa Bình ấy nhỉ, cái Hòa Bình nó công viên gì đấy, cái gì trên Hòa Bình ấy. Hôm rồi có một Phật tử lên đây nói với tôi là mua 3 ngôi cho các cụ, cho ông, cho bà, và để chuyển một cụ nội nữa, 3 cái gọi là cụ nội, chuyển cụ nội với lại ông bà nhà con, mua 3 ngôi mà 500 triệu. Như vậy là phải đến gì, 3 ngôi 500 triệu, như vậy phải đến gần 200 ngôi, 200 triệu một ngôi. Nhưng mà đấy cũng phải gọi là loại đẹp đẹp thôi, chứ còn cái loại người ta còn mấy tỷ cơ. Đấy, có là mấy tỷ một ngôi mộ các vị ạ. Có nghĩa là bằng một cái ngôi nhà ở trong ngõ, trong mặt phố chúng ta. Còn ở bên Vĩnh Phúc, cái Nghĩa Trang bên Vĩnh Phúc, hồi đầu năm có một cái chú đến đây, chú bảo đấy, chính cái chú làm thợ đá nhà mình đấy, chú ấy cung cấp đá lên đấy, chú bảo có một cái khu lăng mộ hơn 60 tỷ. Khu lăng mộ để cái mộ tổ nhà người ta đấy, hơn 60 tỷ, mà nó chỉ có khoảng hơn 1.000 mét vuông đây, hơn 1.000 mét vuông mà hơn 60 tỷ. Đấy. Đất chật người đông. Chúng ta ở thành phố bây giờ mà làm gì có được chia đất để Nghĩa Trang để ra chôn xong rồi 3-4 năm sau lại bốc lên lại mấy mét nữa đâu, không có đâu. Ngày xưa thì còn có, bây giờ có đâu nữa. Bây giờ đều phải mua hết các vị, đặc biệt là thành phố Hà Nội. Không biết có đúng không? Các vị ở thành phố bây giờ có còn được chia đất, sau khi mất được chia đất để chôn không? Các bạn tử ở phố có không? Không có nữa đúng không? Đặc biệt là các quận nội thành bây giờ làm gì có đất nữa mà chôn các vị. Không còn nữa. Đều phải mua gì? Mua ra các quận huyện ngoại thành đi về quê hết. Mà về quê bây giờ cũng phải mua. Đấy, về quê cũng phải mua mà. Ở dưới chùa Quan Lâm ấy, chùa Quan Lâm mà có một gia đình người gốc ở thôn Cố Thổ đi sinh sống ở ngoài Hà Nội, chuyển hộ khẩu sang ra Hà Nội sống hết rồi. Thế năm ngoái này năm ngoái, năm 2022, năm ngoái đấy, khi mà thầy mở rộng cái chùa Ao Sen đấy, thì gia đình có một xào đất, thì thầy bảo nhượng lại cho nhà chùa. Thì lúc đầu họ đồng ý nhượng, nhưng xong rồi họ lại không nhượng nữa. Không nhượng nữa thì họ bảo là để mộ. Thì dân bảo là không cho để mộ, nhà họ có phải là hộ khẩu đây đâu, gốc Cố Thổ nhưng mà hộ khẩu là ngoài Hà Nội rồi, cho nên bây giờ không cho để về đây nữa. Các bác lãnh đạo thôn với dân họp bảo là không cho để nữa. Thế là cuối cùng người ta mới bảo là thôi, vậy thì gia đình nhà con không lấy tiền nữa. Thầy bây giờ chỉ cần xin cho nhà con gì, nói với thôn với xã là cho nhà con gì được mỗi ngôi mộ để được 3 ngôi mộ, để sau này gia đình nhà con các cụ mất các con mang về để đấy, để trong nghĩa trang của thôn lại được. Thế là phải họp nhé. Để họp trong cuộc họp cả thôn, phân tích cho bà con nhân dân, rồi các bác lãnh đạo thì người ta ủng hộ rồi, nhưng bà con nhân dân họ không đồng ý. Và là lệ làng đã đi ra khỏi địa phương rồi, mặc dù sinh ra ở đây nhưng mà ra khỏi địa phương, hộ khẩu đi nơi khác rồi thì không phải là người địa phương nữa, cho nên chết họ không cho mang về nữa. Cuối cùng thầy phải cùng với các bác lãnh đạo thôn chủ trì cuộc họp đấy và đưa ra họp phân tích cho các cụ, và thôi người ta cúng cái đất đó vào để làm cái đất ao sen của nhà chùa. Thì thôi thầy, đây là thầy đứng lên thầy xin, nhân dân xin các cụ là khoảng độ 6 mét vuông đất để cho gia đình họ để 3 ngôi mộ, cộng với cái sân, cái chỗ khoảng cách với nhau khoảng 10 mét vuông đất, để đổi lấy 360 mét vuông để làm đất ao sen, mở rộng đất ao sen của chùa. Còn xin cho họ 10 mét vuông đất để sau này có thể để được 3 ngôi mộ. Mà họp qua các cuộc họp đấy thì dân phân tích cho rồi, bảo thầy đứng lên thầy bảo lãnh thầy xin thì dân mới hoan hỉ đồng ý cho. Cho rồi họ còn bảo đây là trường hợp cuối cùng đấy nhá. Thấy không? Họ giữ đất kinh lắm, bởi vì họ phải giữ cho con cho cháu, và sau này mất với để vào đâu. Đấy, không đơn giản đâu các vị ạ. Bây giờ đấy khổ lắm, đất chật người đông, sống lo đất rồi mà chết cũng phải lo, chết cũng phải lo đất mới khổ chứ đấy. Hôm qua hôm kia anh nghe đấy Phật tử về đây nói với các sư cô ở dưới phòng chi khách và xin nhập tháp, vì lên hỏi ở trên Vĩnh Hằng. Bà ngày xưa năm ngoái thì họ mới có 30-40 triệu, năm nay lên hỏi đấy 50-60 triệu, mà lại mỗi một năm họ còn phải bắt đóng 1 triệu hay là 1,5 triệu nữa cơ. Để tiền gì? Cái tiền cho người quản trang họ quét dọn với lại các thứ nữa. Có đèn hương khói đâu, cái cỏ ấy thì người ta quét cỏ có cái tháng người ta quét lá một lần nữa. Có khi có vài tháng người ta mới nhổ cỏ một lần nữa. Còn làm gì có chuyện đèn hương, không có đâu. Đấy, ngày xưa thì cũng rẻ thôi, nhưng bây giờ mà tự nhiên họ lấy đắt đấy, thì họ phải xây dựng nó lên mà mua đất nó lên. Vậy ngày xưa đi đền bù cho dân khoảng độ tầm 30 triệu 50 triệu được một xào đất, hợp thức hóa vào hết 100 triệu là cùng. Nhưng bây giờ 500 triệu một xào dân họ không bán, hợp thức hóa vào thì phải đến hàng tỷ mới được một xào. Mà bây giờ để xây dựng, để xin phép xây dựng một cái nghĩa trang á, khó còn hơn là gì lên mây các quý vị, khó lắm, khó vô cùng. Cho nên thì chúng ta không thể trách họ được. Đấy, cho nên đấy thì theo quan điểm của thầy thì thôi bây giờ chúng ta chết là cứ đi hỏa táng xong về. Nếu mà đem về quê là đi chôn thì chúng ta thì chôn một lần xây lên thế là xong. Và còn đem nhập tháp thì nhập tháp, thế là yên tâm, chả có phải suy nghĩ là sau này như thế nào nữa cả. Đấy, đấy trường hợp này thì thầy khuyên là có thể làm được, nhưng phát nguyện tụng kinh để cầu siêu cho vong linh sau để làm. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, hoan hỉ bố thí cho con được hỏi, con trai và con dâu con ly hôn, nhưng cô con dâu vẫn ở nhà con. Cô ấy nhờ người làm bùa chài, làm 2 hình nhân rồi đốt thành tro, sau đó lấy tro đó bỏ vào bát hương thờ thần linh gia tiên ở ban thờ nhà con. Con mới phát hiện ra sự việc trên. Con kính xin thầy chỉ bảo cho con cách để hóa giải bùa để không làm tổn hại đến gia đình con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. A Di Đà Phật. Ồ, con cái như thế thì hỏng nhà. Theo Phật tử chúng ta có nên để nó ở trong nhà nữa không? Đối với tổ tiên mà nó còn làm như thế thì có xứng đáng là con dâu trong nhà không? Không. Thôi, tìm cách mà cho nó đi ra ngoài, nó ở riêng đi. Để nó ở trong nhà như thế, cho dù mình có làm lễ để mình làm sạch đi rồi thì nó lại tiếp tục nó đi. Nó đi nhờ các ông thầy phù thủy, ông thầy cúng nó làm tiếp bùa bèn, chú bùa ngải tiếp những lần sau nữa, thì chúng ta làm sao mà đi đề phòng hết ngày này qua ngày khác được đâu. Cho nên là trường hợp như thế thôi, đã ly hôn rồi thì thôi, nhờ pháp luật cho nó dứt điểm đi. Nếu cần phải đền bù để cho nó đi ra bên ngoài thì cố gắng đền bù. Mà cần thiết là bán nhà để chia tài sản đi, đường nó đi đường mình đi cũng gì, cho nó dứt điểm đi. Còn cái mà như thế thì ở thì cái tình cảm vợ chồng nó hết. Thì còn gì? Còn con còn cái với nhau, còn bố còn mẹ, còn trên còn dưới, còn tình người cơ mà. Làm những cái trò như thế thì thực sự là nó không thể nào nói là con người nữa rồi các quý vị. Không thể xứng đáng là con người nữa rồi. Cho nên cái trường hợp đấy thì thôi, Phật tử đưa câu hỏi này thì khuyên là gì? Thôi thả rằng về, kể cả nếu liên quan đến dính dáng đến bán nhà bán cửa mà chia thì cũng đem mà bán mà chia đi, cho nó xong. Còn nếu mà không phải vì bán nhà bán cửa, vì mình thương cho nó ở nhờ thì thôi, về mời chị với con tôi thì đã hết duyên rồi, hết nợ rồi, thế bây giờ thôi mời chị đi thuê nhà mà ở. Nếu có thì cho nó một chút, cho nó đi thuê nhà nó ở thì kệ nó vậy. Con người như thế thì không thể thương được. Đến như gia tiên cửu huyền thất tổ mà nó còn dám làm những cái trò đồi bại như thế, cái trò bại hoại gia phong như thế thì không thể nào mà để được cái trong nhà. Các cụ nói là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, thế này nguy hiểm đấy. Cái trường hợp này thì khuyên nên giải quyết cho nó dứt điểm. Giải quyết xong đi đã thì làm lại cái lễ, hoặc là bốc lại bát hương mới, thế là ổn thôi. Tốt nhất đó, cho nó đi đá xong, bốc lại bát hương, làm lại cái lễ mát nhà mới cho nó xong. Đây là yên tâm, 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 đây là yên tâm. Sát sanh phải bị quả báo đoản mạng. Bậc cổ đức nói: tâm có thể tạo nghiệp, tâm có thể chuyển nghiệp, nghiệp do tâm tạo, nghiệp do tâm chuyển. Mấy câu này đọc ra nghe đơn giản, nhưng lại không phải là chuyện dễ. Tâm tạo nghiệp như thế nào, tâm lại chuyển nghiệp như thế nào? Xin cử ra mấy câu chuyện thật dưới đây để làm thuyết minh. Vào trung tuần tháng 2 năm ngoái, có một vị đồng tu trong ban niệm Phật rất thành khẩn tên là Khoan Kim ở đường Hồ Bắc trong thành phố này, đã 68 tuổi. Có một hôm, bà ta đến hội liên nghị nói với tôi: đời người ở cõi thế, lúc chưa học Phật, mê hoặc điên đảo, thường tạo tội, tạo nghiệp, nhưng lại không biết là khởi tâm đồng niệm suốt ngày, tạo tội, tạo nghiệp. Từ sau khi niệm Phật nghe Pháp mới biết đạo lý, nghiệp do tâm tạo, nghiệp theo tâm chuyển. Tôi liền hỏi bà ta: bà làm thế nào mà giác ngộ được đạo lý vi diệu của hai câu này? Sư tỷ Khoan Kim liền nói lại chuyện cũ 20 năm trước, lúc bà còn ở dưới quê Ngô Thê. Bà có 3 đứa con trai. Năm đó, đứa con thứ hai đã 20 tuổi. Một buổi sáng sớm, người con thứ hai đi ra ngoài tản bộ, lúc trở về vui mừng hớn hở, hai tay cầm một con cá hồng vảy đành đạch, dài khoảng 1 thước, thước tàu, rất phấn khởi, nói với tôi: má, con cá này con bắt được trong con rạch cạn, má mà mau chưng gừng cho con ăn đi. Tập khí của phàm phu thường cho là được ăn những con vật còn tươi sống là có phước của cái miệng, không biết rằng một bước xa chân để hận ngàn đời. Người con thứ hai từ sau khi ăn con cá tươi sống đó, tối đêm ấy nằm mộng thấy một cô gái mặc áo hồng khoảng 17-18 tuổi cầu hôn với anh ta rằng: anh đã chịu nhận lời kết thân với tôi phải kết hôn với anh. Từ đó về sau, đêm nào hồn cô gái đó cũng đến quấy rầy. Người con thứ hai liền bị bệnh không dậy nổi. Các thầy thuốc Đông Tây Y đều bó tay, không có cách gì, thuốc men không hiệu quả. Chưa đầy 10 ngày, tội nghiệp cho tuổi qua niên mới 20 rốt cuộc bị đoản mạng. Sư tỷ Khoan Kim nhớ lại thảm cảnh về cái chết của đứa con thứ hai lúc bấy giờ, rất đau lòng nói: Tội nghiệp, sống ở quê hương còn nghèo nàn hoang vắng, không có thiện tri thức tuyên dương chánh pháp, cho nên ngu si quá đổi, không biết sát sanh phải bị quả báo đoản mạng. Cho nên không biết dạy con phóng sanh cho con cá kia, đừng ăn thịt nó, thì đâu có kết quán với con quỷ nữ kia, bị nó dắt đi trong ba đường ác, chịu đau khổ lớn. Hành vi hồ đồ này chính là nghiệp do tâm mình tạo ra. Do bởi trước kia chưa nghe Phật Pháp, sát sanh hại mạng, tạo ra ác nghiệp này, nên chính tôi phải chịu báo ứng mất con. Cái vấn đề tâm linh, làm nhà làm cửa, thì cái việc làm lễ khởi công động thổ có nên không? Nên, và nên làm như thế. Vì chúng ta đấy có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, nó đáng là bao đâu. Làm cái mâm hoa quả hoặc đĩa hoa quả thành tâm thôi, chỉ 3 biến hoặc 7 biến hoặc 21 biến đại bi thập chú, bát nhã trong niệm Phật, sau đó để khấn nguyện: hôm nay là ngày tháng năm nào, tín chủ con tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, hôm nay là ngày lành tháng tốt cho gia đình chúng con, tín chủ chúng con xin được làm lễ để khởi công động thổ, xây dựng gian nhà gian cửa hay cái gì gì đó, khấn nguyện với 10 phương tam bảo, chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, lịch đại tổ sư, chư vị hộ pháp thiện thần tiên long bát bộ, già lam chân tế tác đại chứng minh, chư vị bản xứ thổ công đông chủ, tư mệnh táo phủ thần quân, rồi lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, các cụ đều hiển linh và chứng giám cho. Tâm thành của chúng con là xin được làm lễ động thổ hoặc là mượn tuổi đồng thổ, thì người nào mượn tuổi đồng thổ thì họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, đọc ra nhờ người đó đồng thổ. Ví dụ mình tuổi mà các cụ đi xem người ta bảo tuổi Kim Lâu á, hay tuổi vào trạch gì, trạch địa vào cung địa sát, hoặc là trạch Hoang Ốc hoặc trạch Thọ Tử đó, không thể đồng thổ cắt nóc được thì nhờ người anh A anh B đó bao nhiêu tuổi, ông A ông B đó bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, làm để đồng thổ cắt nóc cho tín chủ là chúng con. Khấn lên mình làm lễ thì đồng thổ không làm nhà thế có gì đâu. Làm xong một cái lễ cất nóc, mình cũng làm cái lễ cất nóc hoặc đổ mái bằng là cái bái cao nhất thôi, làm cái lễ đơn giản thôi. Như Phật tử chúng ta hay đi chùa này thì tốt nhất là buổi sáng sớm tụng Biến Kinh Phổ Môn, cầu nguyện tam bảo chư Phật Bồ Tát thần linh thổ địa chứng minh gia trì cho vào cái khoảng giờ đó. Ví dụ như là từ 5 giờ đến 7 giờ thì gọi là giờ Mão, từ 7 giờ đến 9 giờ thì gọi là giờ Thìn, giờ chúng con cất nóc vân vân chẳng hạn. Cứ như thế mà mình khấn, và khoảng giờ đó gia đình chúng con xin làm lễ cất nóc hay làm lễ động thổ gì đó vân vân. Như thế là yên tâm. Xong làm xong đâu vào đấy thì mình lại phải có một cái lễ về nhà mới, thì cái gọi là lễ trấn gì nhỉ? Lễ trấn trạch, lễ về nhà mới, an vị bát hương. Mà lễ trấn trạch đó thì thường phải làm một cái lễ trấn trạch, thì thường là người ta trong khi mà làm nhà mới động thổ thì người ta phải làm một cái lễ gọi là lễ hoàn, bồi hoàn long mạch. Cái hoàn long mạch thì có gì đâu, ra cái chỗ hỏi bán những đồ mã, bán những cái đồ ấy ở ngoài chợ thì mua cái bột, bây giờ có cái gói bột ngũ vị hương sẵn rồi, hoặc ngày xưa thì họ gọi là mua quế, mua cái gì đấy, hồi cái gì đó, nó nhiều lắm. Cứ ra đó họ bảo họ mua cái đồ, cái nước hoàn long mạch, cái cây bang, cái gì đó nữa, nó có nhiều thứ lắm. Mà bây giờ họ nghiền thành bột rồi, về mình đun nước sôi để ấm ra cho nó nguội, để ấm vào, thế mà hòa khuấy vào, thế là đem lên để lên trên ban thờ, bên ở dưới đất được, kê cái ghế cái gì cho trang nghiêm lên, kết biết thì kết lấy 9 nén hương, tứ tung tức là 4 nén gì nén ngang, ngũ hoành tức là 5 nén ở trên để dọc lên trên, gọi là kết hương tứ tung ngũ hoành, kết lên trên cái miệng cái chậu hoặc là miệng cái xô đấy. Thế là mình chỉ đại bi thập chú 3 biến, 7 biến hoặc 21 biến, hoặc là mình làm lễ trong khóa lễ đó. Nếu như các thầy thì thường đọc câu thần chú nguyện vào đó nữa, chú nguyện vào đó. Nếu các Phật tử chúng ta không biết đọc chú nguyện thì thôi, chúng ta cứ đọc chú Đại Bi như từ hôm nay thế là được rồi. Thành tâm thì khấn nguyện, thế đem cái nước đó đổ chung quanh, móng nhà bên trong bên ngoài. Nếu mà ở thành phố nhà bên ngoài họ làm nhà của họ hết rồi thì chúng ta thì lúc làm nhà là chúng ta nên để 4 góc 4 hoàn gạch, là chưa vội lát. Mình để cho một tí xuống dưới á, để mình đổ vào chỗ đó xong thì mới lát lại, có nghĩa mình để cho nó khoan một tí xuống dưới đất ấy. À, để làm sao cho nó cái thẩm thấu được xuống là tốt nhất. Thì mình đổ vào 4 góc nhà, đổ cho mỗi thứ khoảng vài gáo vào đó cho nó xuống dưới ấy. À, cẩn thận ngày xưa cố Hòa Thượng Chủ Hương ấy, cổ còn dạy người ta là lúc xây nhà ở thành phố thì nhà san sát nhau, mà đặc biệt mặt phố ấy, thì khi làm ấy, thì lấy cái ống nhựa hay là ống típ gì đó, ống nhựa, tốt nhất là ống nhựa. Lúc mình đổ móng ấy thì cắm nó xuống để cho nó lên trên cái dưới mặt gạch một chút hoặc bằng mặt gạch. À, để khi mà 1 viên gạch 4 viên gạch 4 góc ấy là lát sau cùng. Cái hôm làm lễ xong đó vậy thì phải là lễ đổ cái nước Hàn Long Mạch xuống 4 cái góc đó xong thì khi đó mới lát cái viên gạch lại. Cụ bảo là như thế là tốt nhất, vì nước nó thẩm thấu được xuống gì, xuống dưới sâu. Đấy. Còn nếu mà như nhà ở nông thôn thì vô tư rồi, đi vẩy chung quanh, vẩy bên ngoài, chung quanh móng ra bên trong bên ngoài thì vô tư. Đấy. Nhưng mà thành phố thì nhà mình làm sau chẳng hạn thì 2 bên 3 bên làm hết rồi, nhà mình giữa thì bắt buộc phải làm như thế. Đó. Hoặc là không thì phải cậy viên gạch lên. Đấy. Khoan nó xuống một tí, khoan xong nó đổ xuống xong thì lại bảo thợ đến nó lát viên gạch lại cho. Đấy là ngày xưa thầy đi thì già cụ Tổ Chủ Hương là cụ hướng dẫn mấy nhà Phật tử như thế, là mình cũng thuộc dạng là học gì, học lỏm. Nhưng mà học lỏm nhanh lắm, thầy học lỏm nhanh. Cái gì thầy muốn học ấy, chỉ cần nhìn thấy người ta làm 1 lần 2 lần mình làm được. Mà thậm chí là chưa cần nhìn người ta làm hết đâu, mình cũng đã học được rồi. Đấy, thầy đang nói thì cái mà làm lễ liền hoàn Long Mạch thì nếu mà có các thầy, nhờ các thầy được đến là tốt nhất. Vì sao? Vì cái đạo hạnh, cái công đức của quý thầy thì tốt rồi. Đoán được các thầy đến thì còn gì bằng nữa. Nhưng mà sợ rằng các thầy nhiều việc quá, hoặc là nhà xa quá, hoặc các thầy nhiều việc quá không đến được, thì tự các Phật tử chúng ta cũng có thể làm được cái này. Chỉ cần là chúng ta thì đọc lầu thông chú Đại Bi, thập chú Bát Nhã và lục từ Đại Minh Án Mani Bát Minh Hồng mà thôi. Nếu chưa thông thì xem kinh, xem sách mà đọc cũng được. Nhưng tất nhiên chúng ta cũng phải có một chút đạo hạnh tu hành rồi, thì cái sự tụng kinh trì chú lễ Phật, niệm Phật và gia trì của ta nó mới gì, nó mới tốt. Chứ bằng không nó cũng chỉ là cái gì, cái chậu nước, cái xô nước mà thôi. Thế phải có công đức thì làm mới tốt vậy. Nếu mà các Phật tử chúng ta một người cảm thấy không ổn thì chúng ta mời cả đạo tràng 5, 3, 7 người, chục người, hơn chục người đến để chi? Thì đương nhiên chúng ta một người không đủ sức thì chúng ta lấy sức của đại chúng. Các đạo tràng chúng ta nhiều mà, 7, 80 đạo tràng quanh khắp miền Bắc này cơ mà. Chúng ta nhờ các đạo tràng Phật tử, nếu mà sư phụ không đến được, các sư không đến được vì hoặc bận hoặc ở xa, chúng ta mời đạo tràng đến gì, chỉ chú lễ Phật tụng kinh cho cũng được, xong đem cái nước đó để lẩy chung quanh nhà cửa, đặc biệt là đổ vào chung quanh cái móng hoặc cái chỗ đào đó. Trường hợp Phật tử này thì hàng xóm vào làm, nó gần nhà mình thì mình cũng có thể nói với họ để cho mình, nếu mà họ xây xong móng rồi á, phải xây xong đấy nhá. Nếu còn đang đào thì làm thì cũng bằng thừa. Họ phải đào xong rồi, ví dụ đào xong móng, họ xây lên móng rồi, họ không đào bới gì nữa, thì mình sang mình nhờ họ sang bên cạnh mình đổ bên cái dãy móng của nhà họ sát với dãy móng của mình. Thế được. Thế mà tốt cho cả nhà họ, tốt cho cả nhà mình. Đó. Thế là ổn thôi, có gì đâu. Cái việc này nó nói thế thôi các vị. Cách đây năm 2018 có một cái trường hợp thầy phải đến xử lý cho cái nhà ông Phật tử cán bộ cũng vụ trưởng một bộ ở trung ương. Nhà ở dưới hình như là Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Ở Hoàng Hoa Thám, đúng rồi. Đường Hoàng Hoa Thám, đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Nó gần chỗ Bưởi mà. Gần chỗ Bưởi đường Hoàng Hoa Thám đấy đúng không? Những cái đê đấy đúng không? Đấy. nhà ông vụ trưởng một bộ ở Trung ương. Ông ấy bây giờ vẫn đang công tác, hình như vừa qua, hình như là năm ngoái hay năm kia, hình như là bổ nhiệm thứ trưởng hay sao. Nhưng lâu lâu rồi thầy cũng có liên hệ với đâu, người ta cần người ta đến, người ta không cần thì thôi. Mình giúp cho người ta xong là thôi, thầy đặc biệt giúp xong là thôi, cũng chả bao giờ liên hệ gì nữa cả. Ai người ta có tâm với Tam Bảo, người ta liên hệ thì mình liên hệ, mình gần gũi thế thôi. Mình cũng chẳng phải cầu cạnh gì, người ta cũng chẳng chờ vả người ta cái gì, cho nên thôi chẳng nói gì. Cái khi nhà hàng xóm nhà ông ấy bắt đầu động thổ làm nhà, buổi sáng thì buổi chiều thằng con trai của ông bị tai nạn xe máy gãy chân. Được một tuần sau thì tự nhiên là ông ấy cứ bị người ta kiện thư nặc danh. Thế là bị kiện đấy, bị trong những cái đồng nghiệp của mình kiện, mà toàn là kiện nặc danh thôi. Việc nó không có như thế nhưng mà cứ bị kiện nặc danh, bị cả tháng như thế. Thế là ông thấy lạ quá thì đi xem, người ta mới bảo là vợ đi xem chứ không phải ông đi xem, vợ đi xem. Thế người ta bảo là nhà bị động. Thế vợ mới bảo nhà con có làm cái gì đâu mà bị động. Xong cái người xem, không phải xem đồng bóng đâu, đi xem cái ông thầy tử vi. Ông thầy tử vi mà ông ấy xem, ông giờ tử vi ông bảo nhà bị động. Thế thì hỏi cái ông thầy xem tử vi á, ông bảo là chắc chắn mà, nhà ở bên trái nhà cô là có đào bới đấy mà. Đây cái vết đào bới đấy. Ông xem trong tử vi mà ông bảo là bên trái của nhà cô có đào bới sâu hõm xuống đây mà lại sao bảo không có là thế nào? Thế là cô bảo cụ ở nhà con nó không đào, nhưng mà nhà bên hàng xóm họ đào móng, họ làm nhà, họ làm tầng hầm. Thì họ đào cái tầng kia, tầng hầm, họ làm tầng hầm đương nhiên nó phải sâu xuống 4-5 mét đấy, để họ xử lý. Thế lúc đó mới bảo là nhà hàng xóm họ đào. Thế cái ông thầy tử vi ông bảo phải để về nhờ, đi nhờ các thầy đến, các thầy giúp cho, các thầy lễ hàn long mạch cho. Hỏi nhà họ còn đào nữa không? Bảo họ đào xong rồi, bây giờ họ đổ lên tầng 1 rồi, họ đang bắt đầu đổ cột để chuẩn bị lên tầng 2 rồi, tức tầng âm dưới họ làm xong rồi. Thế về cái ông chồng ấy đi lên đây gặp thầy. Thế thì cái đợt đấy thì cho thầy đích thân thầy xuống vì có người quen giới thiệu, cho nên thầy cũng ngại. Lâu lắm rồi không đi làm những cái lễ như thế, nhưng mà cái người quen giới thiệu, cho nên thầy nể quá, thầy đi xuống thì lễ cho. Lễ xong thì sang nhờ nhà ông hàng xóm. Lúc đầu nhà ông hàng xóm họ sợ là cũng bị ông thầy phù thủy hay cái gì đó, không cho đâu. Nhưng xong rồi sang đưa thầy sang, xong rồi có mấy ông thợ ở đó đâu. Thế lúc đó thầy mới bảo ông thợ là không sợ đâu. Đang nói chuyện thì ông chủ nhà ông đến. Ông chủ nhà ông đến thì ông lại cũng là người biết Phật Pháp. Thế là đến thì biết là thầy ở trên chùa Khai Nguyên, một cái là ông vui vẻ, ông bảo là con cũng nghe tên thầy lâu rồi nhưng mà nay mới gặp, thế tốt quá. Thế thầy làm luôn cho cả nhà con. Khôn thế. Còn thầy làm thì này làm luôn cho cả nhà con thế. Thế thì mình bảo là thôi thế bây giờ nhà này nó có một xô nước thì không đủ đâu. Thì ông bảo đi ai chạy ra chợ Bưởi, ông lấy mấy gói về pha thì 2 chậu nữa thì lễ thì làm cho luôn. Thế làm xong một cái thì mấy hôm sau, chưa đến tuần sau, tất cả những cái lá thư đơn thư kiện cáo nặc danh cái im bặt là không còn gì nữa cả. Mà cái chân của cái con cái gãy chân gì bó bột thì nó cũng dần dần khỏi. Gia đình yên bình thường. Mà ông ấy thỉnh thoảng cũng năm cũng lên, vợ chồng cũng lên chùa lễ lần 2 lần. Thế như vừa qua là lên thứ trưởng rồi. Thầy cũng không quan tâm lắm tới cái vấn đề đó nhiều, nhưng mà nghe nói hình như lên thứ trưởng rồi. Đấy, chúng ta thấy cái vấn đề tâm linh ấy mà. Nhà hàng xóm họ động thổ, nhưng chúng ta là người ở bên cạnh cũng có thể gì, có thể dính, vì nó cùng một cái giải, cùng một cái giải đất. Mà chính cái nhà đó, cái gia đình mà ông động thổ ấy, cái ông chủ động thổ ấy, cái hôm động thổ thì cái ông thợ đi đào móng, cuốc móng này cũng cuốc vào chân mình, cũng cuốc vào chân. Còn cái nhà ông hàng xóm thì đứa con thì bị gãy tai nạn là gãy chân. Còn cái ông thợ thì cuốc vào chân, phải đi viện để khâu và cũng phải đến hàng tháng sau nó mới quay lại làm được. Tức là thì nó có vấn đề ở đó. Cái lễ xong mà cái cả nhà, hai nhà, nhà mới, nhà bên cạnh đều yên cả. Cho nên chúng ta mới nói đấy, có những cái tuy không phải là Phật giáo, không phải là lời Phật dạy, nhưng ở thế gian chúng ta, các cụ nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta chưa đạt đến cái cảnh giới của chư Phật, Bồ Tát và A-la-hán, thậm chí tu Đà Hoàn còn chưa được ấy, thì cứ tạm gác lại những cái gì nó cao siêu, nó màu nhiệm và cái gì nó gọi là chân lý tuyệt đối. Còn chúng ta bây giờ đang sống ở trong cái cảnh giới thì đối đãi tương đối, thì chúng ta cứ gì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Cái gì cha ông, cái gì các cụ chúng ta ngày xưa truyền lại nên làm, phải làm. Mỗi khi giờ ra làm những cái việc lớn ấy thì nên giữ lễ, thì chúng ta cố gắng để giữ lễ. Làm được như thế thì chỉ có tốt thôi, chứ nó có mất nhiều thời gian, tiền tài của cải đâu các quý vị. Đấy, cho nên đây là nói về gì? Cái việc động thổ, việc của nhà ông hàng xóm động thổ, gia đình bên cạnh. Mà cụ thể là nếu gia đình chúng ta mà không may gì thấy nó thì nó lục đục hay nó khác gì đó, chúng ta có thể nói với nhà ông hàng xóm để chúng ta làm cái lễ để hoàn long mạch ở cái phía bên móng giáp danh nhà mình. Khi họ xây móng xong rồi được đó, tối lửa tắt đèn có nhau, bán anh em xa mua láng giềng gần, mà mình sang trình bày với người ta cho nó có trước có sau, cho nó đàng hoàng. Mình không phải là làm cái gì nó mê tín dị đoan hay gì cả. Đấy, như thế sao là ổn thôi. Đấy là nói về gì? Đồng thổ. Câu này nói hơi dài nhỉ, nhưng nó có ở trong phạm vi một câu này không hả? Nó ra rất nhiều, kể cả về lịch gì, lịch sử cũng được học ở trong câu hỏi này. Vì nào hỏi câu này là được lãi đấy, lãi to. Còn những người khác đưa câu hỏi mà vẫn phải chờ thì sốt cả ruột, nhưng không sao, cố gắng thì chờ một tí thì nghe được cái này. Nó là chung cho tất cả mọi người các vị. Câu này nó là câu có thể dành chung cho tất cả. Nhà ai chúng ta mà chẳng phải làm những cái việc như thế, hoặc rằng trước hoặc rằng sau, hoặc rằng giai đoạn tới đây có thể gặp cái hoàn cảnh đó, chúng ta học lấy, nghe lấy, học lấy để làm cái kinh nghiệm sau này. Nó đến nhà mình thì mình đem ra để mà thực hành. Đấy, hoan hỉ chưa? Hoan hỉ mà vỗ tay lật đá lẹt đẹt đấy này. Đấy, ít ra nó có phải thế mới được 6-7 điểm chứ lệ. Lật đá lẹt đẹt là đá lẹt đẹt, nghe mà cứ như là buồn ngủ dậy mới vỗ tay. Một Phật tử nữa hỏi, con là Nguyễn Thị Liên ở Đan Phượng, Hà Nội. Con có phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và ăn chay 21 ngày. Có để 7 chén nước giống như thầy dạy khi tụng kinh, nhưng cứ đến sáng hôm sau con xin nước thì mở nắp chén ra là ở trong đó có rất nhiều kiến, có rất nhiều con đã chết. Mà trước đây khi chưa tụng kinh, con cũng có thờ nước trên ban nhưng không hề có kiến. Con mong thầy giải đáp cho con được hiểu hiện tượng trên ạ. Như vậy con có bị mắc vào tội sát sinh không ạ? Giờ con phải làm thế nào? Vì cứ để chén nước thờ lên ban là kiến lại bò vào, mặc dù đều có nắp đậy. Cái này thầy cũng gặp một vài trường hợp như thế này rồi. Ấy lúc mình thờ bình thường không phát nguyện tụng kinh 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày để xin nước hoặc là để cầu những cái việc bình an trong gia đình đó, thì nước cũng trên ban nó tuyệt nhiên không có kiến. Khi phát nguyện lập đàn để tụng kinh một cái thì kiến ở đâu nó cứ bỏ vào. Cái trường hợp này thầy cũng nghe vài trường hợp nói với thầy rồi. Nay lại gặp cái trường hợp này, hỏi trực tiếp ở đây. Đây chính là gì? Đây chính là gọi là oan gia trái chủ vậy. Đây chính gọi là ma sự vậy. Đây chính gọi là nó phá gì? Ma nó phá gì? Phá nguyện, phá hạnh chúng ta vậy. Khiến cho chúng ta phải gì? Phải suy nghĩ, phải lo sợ, phải phân tâm. Đúng không? Bình thường cả bao nhiêu năm trời mình dâng nước cúng thì chả con kiến là bò vào. Nay chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày thì ngày nào kiến nó cũng bò. Cũng bò vào trên nước và nó chết ở trong đó. Khiến cho chúng ta phải nghĩ là gì? Phải suy nghĩ. Hay là mình có nhầm, có lỗi, có tội gì, tình gì chăng? Hay là mình như thế này có phạm một cái tội sát sinh chăng? Vân 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 vân. Cho nên lúc ngồi tụng kinh nó không được nhiếp. Không được nhiếp tâm. Đây chính là ma sự. Oan gia trái chủ nó phá gì? Đạo tâm tu hành của các tín đồ Phật tử chúng ta. Nếu gặp phải trường hợp này thì phải làm như thế nào? Tốt nhất là chúng ta nên hành sám, tức là nên sám hối đó. Duyên lập đàn Địa Tạng để cầu một cái gì đó đối với gia đình chúng ta trong giai đoạn này là chưa hợp gì? Chưa hợp thời. Cho nên Phật tử này thầy khuyên là gì? Nên phát nguyện lễ hành sám trong vòng 21 ngày đi đã. Hành sám ở đây có thể là lễ theo danh hiệu của các đức Phật ở trong kinh Nhật Tụng ấy. Thầy tới đây đang soạn rồi. Tới đây thì chắc tháng để xong. Từ giờ đến Pháp hội, muộn là đến Pháp hội tháng 11 là Pháp hội ngày lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật là xong. Cố gắng xong thì để các Phật tử chúng ta có cái quyền hành sám này để hành sám. Bây giờ thì chưa có thì chúng ta cứ lễ danh hiệu của các đức Phật ở trong kinh Nhật Tụng đấy, kinh Chú Thường Tụng hay là chư kinh Nhật Tụng đấy. Đấy, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật đó, vân vân. Đấy, cứ một danh hiệu lễ đức Phật đó chúng ta lễ xuống một lễ. Khỏe thì lễ đứng, yếu thì lễ gì? Lễ quỳ. Có sức khỏe mà lễ đứng được là tốt nhất. Hoặc rằng chúng ta gì? Có thể lễ ngũ bách danh. Có sức khỏe để lễ đủ cả 500 lễ một thời là tốt nhất. Không thì 500 lễ chúng ta chia ra thành một gì? Một ngày. Có thể sáng lễ 250 lễ và tối lễ 210 lễ. Hoặc rằng sáng lễ 200 lễ, trưa lễ 100 lễ, hoặc là chiều lễ 100 lễ, còn tối lễ 200 lễ. Hoặc chia thế nào do chúng ta. Một ngày cứ hết 500 lễ đấy. Lễ xong thì chúng ta sám hối và chúng ta sám hối oan gia trái chủ và cầu nguyện hồng ân Tam Bảo chứng minh gia trì cho. Nói với các vị, thôi các vị, đúng là kiến nó là chúng sinh, nhưng chúng ta nương theo lời Phật là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Chúng sinh là Phật đã thành. Hay là Đức Phật là Phật đã thành? Hả? Đức Phật là Phật đã thành. Còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên chúng ta kêu với các vị những con kiến kia là gì? Chúng ta không kêu là con kiến hay là kêu là chúng sinh kém phúc, mà chúng ta sang kêu là gì? Bồ Tát kiến ơi. Đúng không? Xin các Bồ Tát hoan hỷ, nước đấy là tôi dâng cúng Phật đấy. Còn các Bồ Tát nếu muốn gì? Muốn uống nước thì tôi sẽ để một gì? Để một cái bát nước, một cái chậu nước, để ở bên dưới cho cái thấp cái khăn hay miếng hay mảnh vải hay là cái cành lá vào để cho kiến nó bò lên bò xuống. Nếu có khát nước thì các Bồ Tát hãy đến đó mà uống nước, nhưng cẩn thận khéo gì? Ngã xuống gì? Ngã xuống sông. Đối với gì? Bát nước thì đối với con kiến nó cũng như là xuống cái sông lớn này các quý vị. Cho nên chúng ta để cái mảnh vải, để cái vải cho nó gì? Bò xuống đấy. Nó khát quá nó bò xuống thì nó có thể uống xong nó lại bò lên theo cái miếng vải, cái khăn mặt đó gì? Dễ dàng. Hoặc là cành lá. Đấy, kêu là đấy các Bồ Tát đó, kiến nếu có khát nước thì tôi để sẵn cái bát nước hoặc cái chậu nước ở dưới chân gần ban thờ đó rồi. Các vị hãy đến đó mà uống. Còn nước ở trên ban là tôi dành để cúng gì? Cúng Phật, cúng Bồ Tát, cúng chư vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần vân vân. Cho nên các vị xin hoan hỷ cho, xin nhớ biết cho. Đó. Xin đừng có lên đó để uống nước cúng Phật Bồ Tát đó nữa, mà phải tội. Cho nên các vị sám hành sám mà phát nguyện như thế, đảm bảo rằng không có một Bồ Tát kiến nào dám lên đó để uống cái nước đó đâu. Cái này cũng có một vài người nói với tôi rồi. Cách đây mấy tuần có một vị nhắn tin cho thầy, bảo là bạch thầy, nhà con trước đây mối vào nhà rất là nhiều, để cái gì liên quan đến gỗ ở đâu là mối vào gặm hết đến đó. Thậm chí là để cái đồ thờ ở trên ban thờ treo đấy, cái ban thờ treo đấy, mà mối nó bò kiểu gì mà nó bò được lên đấy, nó gặm cái đồ thờ trên ban thờ. Mà trong khi đó nhà con đi công tác có một tuần thôi, vắng nhà có một tuần, đóng cửa một tuần thôi, về mà nó bò lên tường, nó lên thân ban thờ, nó gặm trên đó. Nhiều mối đến thế. Thế từ khi con nghe thầy giảng xong, con về con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, con phải kêu với các Bồ Tát mối là xin chuyển sang cái đất rừng sau nhà để ở, còn đây là để cho gia đình vợ chồng chúng tôi xin cái chỗ này để làm nhà làm cửa để ở. Chúng tôi tu hành niệm Phật tụng kinh được bao nhiêu công đức sẽ hồi hướng cho các Bồ Tát, xin các Bồ Tát hãy lên rừng sau nhà để ở. Khấn xong như thế là cho đến cả năm nay rồi không thấy con mối nào vào nhà nữa cả. Đấy, đây là mối. Còn kiến thì cũng nghe nhiều người nói với thầy. Năm ngoái có một người đến nói với thầy, gia đình nhà đấy có cái đàn kiến đen, gần như quanh năm ngày tháng, không biết nó làm tổ ở đâu ở trong nhà, nhưng mà quanh năm ngày tháng gần như lúc nào cũng có đàn cái kiến đen đấy. Nhưng nghe thầy giảng kinh Địa Tạng cho nên về cũng thực hành xem, nhưng gọi là thử xem đấy, cũng tùng phát nguyện tùng kinh Địa Tạng 21 ngày để hồi hướng cho các Bồ Tát kiến trong nhà xin chuyển ra bên ngoài, và mới cho ngày thứ 7 thôi. Thế tự nhiên là hết ngày thứ 7, qua đêm sáng dậy không thấy con kiến nào trong nhà nữa, và đến mấy tháng trời không thấy đàn kiến đó nữa, không biết đi đâu. Đấy, đây là những người họ thực hành tụng kinh và họ phát nguyện là hồi hướng công đức và xin với các Bồ Tát kiến, Bồ Tát mối ấy, mà họ thành tựu. Họ kể lại những câu chuyện đó với thầy. Còn đối với thầy thì ở trên chùa Tản Viên ấy, vắt rất là nhiều, rắn cũng rất là nhiều. Thầy lên đó thì thầy hay sợ vắt mà, khổ người dân tộc nhưng mà lại sợ vắt sợ đỉa. Đi rừng suốt ngày nhưng mà lại sợ vắt. Con vắt nó cắn thì sợ là gì? Không phải là mình sợ mất tí máu đâu, mà nhìn thấy nó ghê. Nó ghê từ khi còn bé là nhìn thấy vắt, nó thấy đỉa nó đã ghê rồi. Nhìn thấy rắn cũng vậy, nó cứ ghê, nó tự nhiên nó thấy ghê. Chứ không phải là mình sợ chết hay sợ mất tí máu đâu, nhưng mà nhìn nó ghê từ bé. Thế lên trên ngày xưa năm 2008 lên 09 lên nhận cái chùa Tản Viên. Lên đó thì đang ăn bát mì thì tự nhiên thấy con vắt nó bò một cái là kêu rời kêu đất rồi chạy lên hòn đá là đứng. Thế các Phật tử thấy mình chạy lên hòn đá, các Phật tử cũng ối rồi, thầy ơi có vắt ra. Thế là các Phật tử cũng mỗi người tìm hòn đá để chạy lên. Thế lúc đó mình trấn tĩnh lại, mình nghĩ mình đi lên đây trụ trì trên rừng trên núi là mình sợ vắt thì Phật tử ai dám lên để chấp tác, ai dám lên với mình. Thế là lúc đó mà ôi giời, thôi thầy trêu thế thôi, vắt thì có cái gì đâu. Nói như thế nhưng mà cái này, tóc gáy nó cứ thế, nó cứ dựng đứng cả lên như là sợ ma ấy. Đấy, sợ vắt ngày xưa nó sợ vắt như sợ ma. Sau rồi trấn tĩnh lại là mình làm trụ trì mà mình sợ vắt thì các Phật tử ai dám lên. Ngày đó mới lên đấy, dân ở dưới Minh Quang, Phật tử trên kia chưa có, dân nào không lên, mà toàn là dân ở đây lên đấy chứ, dân Sơn Tây lên đấy. Sơn Tây lên, chùa Khai Nguyên này lên đấy, cứ thuê cả xe cho lên chấp tác trên đó. Mà các cụ ở đây thì cũng đại đa số là cũng sợ gì? Sợ vắt nữa. Cho nên thì mình bảo giả vờ như không sợ như thế, xong dần dần trấn tĩnh mọi người không sợ. Nhưng mà quả thật trong lòng thì rất là sợ. Sau đó thì khi mà làm xong cái nhà tổ tạm mà cái mới lên chùa tụng kinh. Ngày đó tụng kinh Pháp Hoa và tụng kinh Phổ Môn. Thầy nhớ là tụng kinh Pháp Hoa xong bắt đầu thì khấn với các vị Bồ Tát Vắt và Bồ Tát Rắn là để xin là cứ bất cứ ở nơi đâu mà có làm sạch sẽ, mà có gạch, có bê tông, có xi măng, có các thứ rồi có cái nơi nào có nhà có cửa, xin các vị là tránh xa, là nơi này là xin cúng dường cho Phật, cho Pháp, cho Tăng. Các vị chuyển sang nơi vùng gì, vùng rừng, vùng suối để mà ở. Thế là tự nhiên đấy, dần dần là gần như bây giờ lên Tản Viên các vị thấy trừ các vị vào suối hoặc lên trên rừng sâu mới có vắt, còn đi quanh quanh là không có đâu, không có luôn. Rắn cũng nhiều lắm, rắn thì nói là rồi rắn lục, rắn trắng, rắn xanh, rắn đỏ, rắn gì cũng có, hổ mang chúa cũng có. Vị có con nó phải, nó đứng cái dài mà cái đầu nó đi qua đường mà đuôi nó vẫn chưa hết đường, lớn như thế cơ mà thợ cũng thấy, thầy cũng thấy rồi, nó nhiều rắn, rắn to nhỏ nhiều lắm. Nhiều hôm rắn nó bò vào cả trong gì, cả trong lán thợ, cả trong sân nhà tổ, rồi sân chùa, rồi bò vào trong cả nhà luôn. Thợ sợ quá, thầy mình là lên tụng kinh mới lại nói với các Bồ Tát Rắn, lại nói với các vị Bồ Tát Hộ Pháp Thiện Thần, đặc biệt khấn tam vị Tản Viên Sơn Thánh, các vị thần linh núi Tản, và đặc biệt là khấn với các vị gì thần Na Già La, tức là thần rắn. Thế các vị hãy cai quản gì, cai quản con cháu đệ tử các quý vị. Nơi đây là nơi đất đã gì, đã cúng Phật để làm xây dựng chùa cảnh để cúng dường Tam Bảo, là nơi tu tập và hoằng pháp của chư Tăng. Nên các vị xin chuyển đi ra ngoài, mà nếu các vị có đi vào nơi đây thì không được cắn người, bảo như thế. Cho nên một thời gian sau thì không thấy rắn bò vào nữa, mà cho đến tận năm 20, hình như năm 2015 hay 14 15 rồi đấy. Cái năm đó là cả năm thầy không lên chùa Tản Viên, thầy bận ở đây này, gần như cả năm không lên đó. Thế đến hôm 27 Tết thầy mới lên dâng lễ. Thầy thấy các Phật tử với mấy sư cô, sư bác trên kia, sư ông trên kia bảo: bạch thầy, năm nay có hiện tượng lạ lắm. Từ hôm 20 mấy Tết chặt cành đào vào để trên ban Phật, ban tổ thì những năm trước là có rắn đâu, năm nay tự nhiên rắn nó vào nhà nhiều lắm. Rắn xanh, rắn trắng, rắn đỏ, rắn lục nhiều lắm. Rắn ở cả trên nóc nhà nó thò đầu xuống. Rắn trắng, rắn đỏ trên, nhìn trên nóc nhà tổ, ngày đó lợp cái mái bổ lô ấy, nó chạy, nó như là chuột chạy ở trên đấy, nó đuổi nhau như chuột chạy trên đấy. Mà đặc biệt là rắn trắng, rắn đỏ, rắn xanh này, nó thòng cái cổ nó xuống khoảng 20-30 phân, nó cứ ngóc đầu đó. Hàng chục con ở trên nóc nhà nó thòng xuống như thế, mình thấy cũng ghê. Mà đặc biệt là cành đào ấy, cành đào nhà tổ có 4 cành, ở dưới Tam Bảo có 4 cành, ở dưới động Quan Lâm có 4 cành, cành nào cũng có vài con rắn. Rắn xanh, rắn đỏ, rắn trắng, rắn đúa các màu, nó cứ quấn. Đặc biệt là rắn xanh là nhiều nhất, cái rắn lục ấy. Mà rắn đấy mà cắn thì thôi, mà ở trên núi mà không kịp thuốc thì chắc là 1-2 tiếng đồng hồ sau là đi về với các cụ luôn rồi. Đấy, thế là thầy lên đó thì các vị sợ quá, các vị mới nói là đấy, không hiểu làm sao. Thế lúc đầu thầy bảo sao thì không bắt đi, bảo bắt qua rồi, hôm qua bắt mấy con đi rồi, xong rồi sáng lại thấy đến. Đấy là ở trong nhà nhá, còn ngoài cây, mấy cái cây trước cửa nhà tổ ấy, với mấy cái cây bên cạnh, cây nhội đấy, thì nó cứ vắt vẻo ở trên cây ấy. Không hiểu các cụ biểu tình kiểu gì mà ghê thế. Thế là thầy bảo thôi được rồi. Thế thầy lên thầy tụng biến kinh Phổ Môn. Tụng biến kinh Phổ Môn xong là sám hối Tam Bảo, để sám hối các cụ này. Thế trong năm qua thì con nhiều việc quá, tuy là trụ trì nhưng mà nhiều của việc quá không lên đây được, để giao cho các Phật tử và các sư ông, sư cô, sư bác để trông nom. Hôm nay lên thì thôi thì tới đây thì tôi cố gắng, thì ra Tết thì có việc thì việc, cũng bận thì gì thì bận, cũng vài tháng lên một lần thắp hương các cụ. Thế đất này các cụ đã hiến cho thì chúng con làm nơi thờ Phật rồi, thì hoằng pháp rồi, thì có gì mà các sư, các Phật tử hay là bản thân chúng con mà có gì lỗi lầm thì các ngài hoan hỉ cho. Đấy, thì mấy hôm nữa là Tết rồi, hôm nay là 27 Tết rồi, mấy hôm nữa là Tết rồi. Các cụ, các Phật tử nhân dân đến lễ đông, không may thì các cụ, các Phật tử mà nhìn mắt tối mà vào là khoảng thắp hương dâng lễ mà ấy, và các con cháu các cụ lại cắn Phật tử đi lễ thì phải tội ra. Cho nên thôi thì xin là các ngài là thôi qua đêm hôm nay đến sáng hôm sau thì ở đâu lại về, về ở đó. Nơi này để dành cho thờ Phật thờ Tổ và là dành cho nhân dân tín đồ Phật tử để lên chùa lễ Phật mấy hôm Tết cho nó an toàn. Khấn như thế xong đến sáng hôm sau đấy, ông nhị ông gọi điện cho thầy, ông bảo ôi dồi ôi thầy ơi, thầy lễ thế nào mà sáng nay con lên không thấy cụ rắn nào ở trên ban thờ, ở trên cành đào nữa thầy ạ, đi hết rồi, trong nhà cũng không còn nữa, đi sạch rồi. Đấy. Cho nên có những cái chuyện mà chúng ta bảo giải thích khoa học, giải thích sao được, khoa học không thể giải thích được cái đó, không thể giải thích được các quý vị đó. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi rằng nước cúng từ khi phát nguyện lập đàn mà có kiến bỏ vào chén nước nhiều như thế, trước đây thì không có, từ khi phát nguyện như thế thì thầy hướng dẫn là thôi bây giờ tạm thời là nếu mà tụng chưa hết thì tụng cho hết, nếu mà không thì dừng lại để phát nguyện hành sám, lễ ngũ bái danh hay hành sám đó trong vòng 1 tuần hoặc là 3 tuần, sau đó mới phát nguyện tụng kinh Địa Tạng trở lại cũng được. Đấy là thì sẽ hết thôi. Ai gặp cái trường hợp tương tự như vậy cũng có thể làm như thế. Phật tử nữa hỏi con là Nguyễn Văn Tình, con sinh năm 1977, con làm nhà ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021, khánh thành ngày mùng 6 tháng 9 năm 2021. Ngày khánh thành con có mời thầy cúng về làm lễ lên nhà mới. Ăn cơm chưa xong thì vào 3 giờ chiều ông chú con bị cảm chết luôn ở nhà con. 20 ngày sau con bị ốm và đi khám thì phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Bấy giờ gia đình con rất hoang mang. Bây giờ gia đình con rất hoang mang. Không biết làm nhà có bị phạm vào điều gì không ạ? Kính mong thầy chỉ dạy cho gia đình con biết phải làm sao cho đúng ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Sinh năm 77, năm nay là 47 tuổi đúng không? Năm nay sang năm 23 này là 47 tuổi. Tuổi ta tính theo âm lịch đó là 47 đúng không? Nếu làm từ năm 21, làm từ năm 21 thì lúc đó là 45 tuổi, là tính thử xem nhé. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 tuổi thì vào cung địa sát. 45 tuổi không phải là tốt đâu các vị nhé. Làm nhà 45 tuổi vào cung địa sát, mà cung địa sát thì kiêng kỵ động thổ. Có liên quan đến cái gì làm nhà làm cửa, đặc biệt là làm nhà làm cửa kiêng kỵ động thổ. Làm cái gì không liên quan đến động thổ đảo bới thì được, còn liên quan đến động thổ thì đảo bới thì không nên. Đấy, đấy là xét về gì, về phong thủy ấy. Thì tuổi 45 nhìn như là tưởng chừng như là đẹp đấy, nhưng mà tuổi đó thì lại phạm vào cái cung địa sát. Nó không xấu như tuổi Kim Lâu, nhưng mà nó lại phạm vào cung địa sát, cho nên làm nhà không tốt. Có 3 cái cung xấu không nên làm nhà, đó là cung địa sát, cung thọ tử và cung hoang ốc. Theo phong thủy ấy, thì cung địa sát rồi thì là kiêng động thổ. Nếu mà sửa cái trên tầng thì được, sửa trên tầng và cất nóc, có nghĩa là không liên quan đến động thổ thì sửa trên tầng và cất nóc thì được. Đây ngày xưa thầy đi học thì theo cụ tổ chủ Hương thì giả các cụ thì nghe cụ giải thích cho dân, cho các Phật tử thì cũng vọc vạch được vài 3 câu như thế. Có người ta nói là thầy Thịnh có thể giỏi Pháp nhưng không giỏi phong thủy. Đúng thế, thầy có phải là thầy phong thủy đâu mà thầy giỏi phong thủy, gọi là học một chút thôi, biết vọc vạch một chút, gọi là tạm dùng, đủ dùng thôi. Chứ thầy có phải là thầy phong thủy đâu mà giỏi phong thủy. Thầy tu thì phải giỏi về Phật Pháp chứ. Thầy tu mà không hiểu về Phật Pháp mới sợ bị cười chứ. Thầy tu mà không hiểu về phong thủy, là hiểu một chút về phong thủy thôi không sao, biết một chút thôi để hướng dẫn cho bà con nhân dân Phật tử, gọi là họ tránh những cái xấu, cái hung mà hướng đến cái cát cái tốt thì cũng được vậy. Thế còn mà đi sâu thì quả thật là tôi không đi sâu nữa. Còn ngày xưa khi mới học xong về cũng đi sâu lắm các vị. Về người ta đến xếp hàng để chờ đi xem đất cát nhà cửa phong thủy. Thậm chí là có thể cảm nhận được cả dưới lòng đất chỗ nào có long mạch, có nước để khoan giếng cơ mà. Thậm chí là còn biết là khoảng khoan bao nhiêu mét thì được nước cơ mà. Nhưng ngày đó thì lại không gì, không giảng Phật Pháp, mà chỉ có hướng về phong thủy, tâm hướng về phong thủy, cho nên nó có cảm về phong thủy. Nhưng từ năm mà lên Tản Viên đó thì nhất định không đi xem phong thủy mà không đi cúng đi bái nữa, chỉ tu tập và lo về Hoàng Pháp thì nó lại cảm về Hoàng Pháp. Các Phật tử đến với thầy phần lớn là muốn nghe Pháp, muốn tu. Chứ còn ngày xưa phần lớn người ta đến với thầy là ai đến cũng thầy đến xem đất cát nhà cửa cho nhà con với, đến cắm hướng nhà hướng cửa cho nhà con với, vân vân. Đó, mình làm về cái gì, chú tâm về cái gì thì nó sẽ gì, cảm về cái đó. Hơn chục năm nay, mười mấy năm nay rồi, không để ý gì đến phong thủy nữa thì đương nhiên mình không cảm được nó nữa. Mà mình để ý tới Phật Pháp, để ý tới giáo lý của Đức Phật để hướng đạo cho các Phật tử, tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, vân vân, chỉ trai giữ giới, tu tập, tin sâu nhân quả và tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, vân vân. Hướng đến cái đó thì đương nhiên là Phật tử họ theo thầy bây giờ thì phần lớn là gì, những người đó. Còn những người về phong thủy phong thiết thì ít lắm, vì thầy có đi làm đâu, cũng không đi làm, trừ một vài cái trường hợp đặc biệt, gọi là cái chỗ gọi là quan hệ ngoại giao, gọi là bất khả kháng, không phải vì tiền mà là vì gì, vì ngoại giao. Vì thầy đi làm là có lấy tiền đâu mà, đi làm không bao giờ nhận tiền, đi là vì ngoại giao thôi, vì quan hệ thôi, vì quan hệ ngoại giao thì có thể đi để làm, để giúp người ta thôi. Thế là có người bảo là thầy Thịnh, thầy có biết gì về phong thủy đâu, nói không biết không đúng. Người ta bảo thầy Thịnh giỏi về Phật Pháp thôi, chứ còn về phong thủy thì không phải là xuất sắc. Họ nói cũng đúng. Mình bây giờ có phải là thầy phong thủy đâu, mình có hướng sâu về phong thủy đâu. Nhưng mà thôi, đây các Phật tử hỏi thì cũng đem gì, đem ra để nói một chút, gọi là cái phong thủy, gọi là cái phần sơ học, cái phần bình thường, bước đầu cho chúng ta gì biết được, để chúng ta cũng nên gì, nên theo như các cụ nói, chúng ta chưa phải là thánh là hiền thì có thờ có thiêng có kiêng có lành vậy. Cho nên cái trường hợp này mà làm nhà, nếu mà đúng Phật tử này đứng lên làm năm đó thì vào cung địa sát, cho nên không tốt là đúng rồi. Thế thôi, về bây giờ cứ phát nguyện lập đàn tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà mình là 21 ngày. Ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, lấy cái nước mà rảy xung quanh nhà cửa nhà mình, đất cát nhà cửa thì dần dần nó sẽ tốt thôi. Thế còn nếu mà đoán được các sư đến để làm cho cái lễ thì cầu siêu cho các vong linh đã mất ở trong khu đất đó, đặc biệt là cái người thân của mình trong cái ngày khánh thành đó, mất trong cái ngày khánh thành đó, vân vân, thì càng tốt nữa. Còn nếu không thì tự mình làm lễ được, đón đạo tràng gần đó đến để tụng kinh cho 21 ngày là cũng được rồi. Mà Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con là Nguyễn Thị Nga, pháp danh Liên Nga ở Cầu Giấy, Hà Nội. Con xin hỏi thầy một việc. Năm nay gia đình con muốn bốc mộ mẹ con từ Hà Nội về quê Nghệ An, nhưng về mộ của thím con, tức là vợ chú ruột, mất tháng 7 năm ngoái, đến nay được 1 năm. Mộ của thím đào sâu chôn chặt, không phải bốc nữa. Thì gia đình con có phải kiêng đến hết 2 năm nữa mới bốc mộ mẹ không ạ? Năm nay anh trai con 71 tuổi hơi yếu, hay lo lắng, mà chú họ của chúng con lại bị bệnh nặng, nên năm nay không bốc mộ mẹ con được thì chúng con phải chờ rất lâu mới bốc được. Con mong thầy bố thí hướng dẫn cho chúng con thực hiện mà tránh được rủi ro ạ. Con xin tri ân công đức của thầy nhiều ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày xưa thì các cụ nói này, các cụ nói là thường là ở trong cùng một dòng họ, tức là cùng trong bên nội của chúng ta đó, 3 đời trở lại, tức là tính gì, tính trong 3 đời á, trong cùng một cái chi mà 3 đời với nhau, thì các cụ thường nói là ít nhất trong dòng họ muốn làm cái việc đó thì người ta phải kiêng là 3 năm. Tức là cái người mất sau cùng ở trong dòng họ đấy phải gì? Phải qua ngày cuối cùng của năm thứ 3. Ví dụ như mất vào ngày 15 tháng 10 âm lịch thì phải đến gì? Ngày 15 tháng 10 của 3 năm sau thì trở đi hết cái ngày đó thì mới làm được cái việc đó. Tuy nhiên đấy là ngày xưa. Nhưng bây giờ thì ngày xưa là việc cưới, việc tang, đặc biệt là cho cái việc tang đó, tức là cái việc thay cát cho người đã mất trước, thì trong chi họ phải có gần đó, cùng họ với nhau đó, trong vòng 3-4 đời trở lại đó, thậm chí ngày xưa còn 5 đời nữa cơ, nên sau này dần dần người ta mới xuống 3 đời. Xuống 3 đời thì phải 3 năm sau. Nhưng mà bây giờ thì 1 năm này. Giờ người ta lại xuống, còn đại đa số nhiều địa phương xuống còn có một năm là được, tức 1 năm là được. Cho nên cái trường hợp này này thì thầy nghĩ rằng ấy, nếu mà trong dòng họ mà sợ rằng các cụ có người già, người bệnh nhiều ở trong cái chi nhà mình, mà sợ rằng ấy, sợ các cụ lại nằm tiếp xuống thì nó này kéo dài lại 3 năm nữa, 4 năm nữa, thậm chí chưa sang cát được cho những người trước, thì thầy nghĩ rằng qua 1 năm thì cũng có thể làm được vậy. Nhưng trước khi làm thì cứ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng đấy cho 21 ngày hoặc 49 ngày, hoặc thậm chí là phát nguyện tụng từ bây giờ mà cầu nguyện, cầu siêu cho các vong linh lịch đại gia tiên kỷ huyền thất tổ và vong linh của cụ vong mà mình chuẩn bị sang cát kia, từ giờ cho đến khi làm tầm cuối tháng 10 hoặc là trung tuần tháng 11 âm lịch thì thầy nghĩ là gì? Cũng làm được vậy. Đấy, cái trường hợp này nếu muốn làm thì mình nên phát tâm tụng kinh Địa Tạng từ bây giờ mà hồi hướng mà làm. Rồi các Phật tử chúng ta ở đây hoặc là không ở đây nghe được bài giảng này, nếu mà từ giờ đến cuối năm gia đình dòng họ chúng ta có cần phải làm những cái việc đó thì chúng ta cũng có thể phát nguyện tụng kinh Địa Tạng từ bây giờ để hồi hướng, và đến lúc đó chúng ta làm thì cho yên tâm về mặt tâm linh, phải hồi hướng siêu độ cho thần thức của những người đã mất kia được siêu thoát rồi, được đi đầu thai rồi, thì đó chỉ là nắm gì? Nắm xương đó thôi, còn nắm xương đó thì muốn làm gì thì làm, sao cả. Đó. Thì cái đấy là cái quan trọng nhất, là cái thần thức họ được siêu thoát rồi thì yên tâm, kể cả trong chưa đến 1 năm làm thì cũng chả sao nữa cả. Đấy. Cho nên thầy thường khuyên chúng ta gì? Chôn thì nó vất vả thế đấy, lại phải lo 3 năm, 4 năm, năm sau là suốt ngày đi lo cái việc này. Trong chi họ có người mất không bốc mộ được. Nhưng còn chúng ta bây giờ thì văn minh rồi, hỏa táng xong, hỏa thiêu xong là chúng ta đem cho đi chôn cất hoặc đem nhập tháp báo ân vân vân. Thế là yên tâm tuyệt đối, chả phải lo gì nữa cả. Không phải lo 3 năm sau hay 4 năm sau, 5 năm sau lo đi bốc mộ nữa cả, vì hỏa thiêu xong một cái vừa là nó phù hợp với cái lối sống văn minh hiện đại bây giờ, mà cũng không chống trái gì về vấn đề tâm linh cả. Vì trong đạo Phật chúng ta, Đức Phật ngày xưa Ngài thị tịch cũng gì? Cũng hỏa thiêu mà. Chúng thánh đệ tử phần lớn thì nhập Niết Bàn thì tịch cũng hỏa thiêu mà, không sao. Cho nên cái chôn hay là hỏa thiêu, thủy táng hay là địa táng hay là hỏa táng vân vân, nó không quan trọng lắm đâu, tùy theo cái phong tục tập quán ở địa phương, đất cát nó còn rộng hay không. Nếu cái vùng miền ngược đất còn rộng thì địa táng sau mấy năm sau thì cất lên sang cát thì cũng được, không sao. Nhưng đặc biệt ở dưới xuôi chúng ta bây giờ dưới xuôi ra thành phố chúng ta đây này. Xin thưa các vị, bây giờ mua một cái lô đất ở Nghĩa Trang Vĩnh Hằng, mèng nó cũng 5-60 triệu rồi. Mấy năm trước nó có 25-30 triệu thôi. Nhưng bây giờ mà ngôi họ xây nó có đến hơn mét vuông thôi, 60-70 triệu. Nếu mà chọn cái chỗ mà nó đẹp đẹp á, 100 triệu, 200 triệu. Ở trên Nghĩa Trang cái gì, trên Vĩnh Hằng cái gì, trên Hòa Bình ấy nhỉ? Nghĩa Trang Hòa Bình nó công viên gì đấy, cái gì trên Hòa Bình ấy. Hôm rồi có một Phật tử lên đây nói với tôi là mua 3 ngôi cho các cụ, cho ông, cho bà, và để chuyển một cụ nội nữa. 3 cái gọi là cụ nội, chuyển cụ nội với lại ông bà nhà con. Mua 3 ngôi mà 500 triệu. Như vậy là phải đến gì? 3 ngôi 500 triệu, như vậy phải đến gần 200 ngôi một. 200 triệu một ngôi. Nhưng mà đấy cũng phải một cái là loại á, đẹp đẹp thôi. Chứ còn cái loại người ta còn mấy tỷ cơ. Đấy, có là mấy tỷ một ngôi mộ các vị ạ. Có nghĩa là bằng một cái ngôi nhà ở trong ngõ, trong mặt phố chúng ta. Còn ở bên Vĩnh Phúc, cái Nghĩa Trang bên Vĩnh Phúc, mấy hồi đầu năm có một cái chú đến đây, chú bảo đấy, chính cái chú làm thợ đá nhà mình đấy, chú ấy cung cấp đá lên đấy, chú bảo có một cái khu lăng mộ hơn 60 tỷ. Khu lăng mộ để cái mộ tổ nhà người ta đấy, hơn 60 tỷ. Mà nó chỉ có khoảng hơn nghìn mét vuông đây. Có hơn nghìn mét vuông mà hơn 60 tỷ. Đấy. Đất chật người đông. Chúng ta ở thành phố bây giờ mà làm gì có được chia đất để Nghĩa Trang để ra chôn xong rồi 3-4 năm sau lại bốc lên lại mấy mét nữa đâu. Không có đâu. Ngày xưa thì còn có, bây giờ có đâu nữa. Bây giờ đều phải mua hết các vị, đặc biệt là thành phố Hà Nội. Không biết có đúng không? Các vị ở thành phố bây giờ có còn được chia đất sau khi mất được chia đất để chôn không? Các bà tử ở phố có không? Không có nữa đúng không? Đặc biệt là các quận nội thành bây giờ làm gì có đất nữa mà chôn các vị. Không còn nữa. Đều phải mua gì? Mua ra các quận huyện ngoại thành đi về quê hết. Mà về quê bây giờ cũng phải mua. Đấy, về quê phải mua mà. Ở dưới chùa Quan Lâm ấy. Chùa Quan Lâm mà có một gia đình người gốc ở thôn Cố Thổ đi sinh sống ở ngoài Hà Nội, chuyển hộ khẩu sang ra Hà Nội sống hết rồi. Thế năm ngoái năm 2022, năm ngoái đấy, khi mà thầy mở rộng cái chùa Ao Sen đấy, thì gia đình có một xào đất, thì thầy bảo nhượng lại cho nhà chùa. Thì lúc đầu họ đồng ý nhượng, nhưng xong rồi họ lại không nhượng nữa. Không nhượng nữa thì họ bảo là để mộ. Thì dân bảo là không cho để mộ, nhà họ có phải là hộ khẩu đây đâu, gốc Cố Thổ nhưng mà hộ khẩu là ngoài Hà Nội rồi, cho nên bây giờ không cho để về đây nữa. Các bác lãnh đạo thôn với dân họp bảo là không cho để nữa. Thế là cuối cùng người ta mới bảo là thôi, vậy thì gia đình nhà con không lấy tiền nữa. Thầy bây giờ chỉ cần xin cho nhà con gì, nói với thôn với xã là cho nhà con gì được mỗi ngôi mộ để được 3 ngôi mộ, để sau này gia đình nhà con các cụ mất các chúng con mang về để đấy, để trong nghĩa trang của thôn lại được. Thế là phải họp nhé. Để họp trong cuộc họp cả thôn, phân tích cho bà con nhân dân, rồi các bác lãnh đạo thì người ta ủng hộ rồi, nhưng bà con nhân dân họ không đồng ý. Và là lệ làng đã đi ra khỏi địa phương rồi, mặc dù sinh ra ở đây nhưng mà ra khỏi địa phương, hộ khẩu đi nơi khác rồi thì không phải là người địa phương nữa, cho nên chết họ không cho mang về nữa. Cuối cùng thầy phải cùng với các bác lãnh đạo thôn chủ trì cuộc họp đấy và đưa ra họp phân tích cho các cụ, và thôi người ta cúng cái đất đó vào để làm cái đất ao sen của nhà chùa. Thì thôi thầy, đây là thầy đứng lên thầy xin nhân dân, xin các cụ là khoảng độ 6 mét vuông đất để gia đình họ để 3 ngôi mộ, cộng với cái sân, cái chỗ khoảng cách với nhau khoảng 10 mét vuông đất, để đổi lấy 360 mét vuông để làm đất ao sen, mở rộng đất ao sen của chùa. Còn xin cho họ 10 mét vuông đất để sau này có thể để được 3 ngôi mộ. Mà họp, và qua các cuộc họp đấy thì dân phân tích cho ra, bảo thầy đứng lên thầy bảo lãnh thì xin thì dân mới hoan hỉ đồng ý cho. Rồi họ còn bảo đây là trường hợp cuối cùng đấy nhá. Thấy không, họ giữ đất kinh lắm, bởi vì họ phải giữ cho con cho cháu, và sau này mất với để vào đâu đấy. Không đơn giản đâu các vị ạ. Bây giờ đấy khổ lắm. Đất chật người đông, sống lo đất rồi mà chết cũng phải lo. Chết cũng phải lo đất mới khổ chứ đấy. Hôm qua hôm kia anh nghe đấy Phật tử về đây nói với các sư cô ở dưới phòng chi khách và xin nhập tháp. Vì lên hỏi ở trên Vĩnh Hằng, và ngày xưa năm ngoái thì họ mới có 30-40 triệu, năm nay lên hỏi đấy 50-60 triệu. Mà lại mỗi một năm họ còn phải bắt đóng 1 triệu hay là 1,5 triệu nữa cơ. Để tiền gì? Cái tiền cho người quản trang họ quét dọn với lại các thứ nữa. Có đèn hương khói đâu. Cỏ ấy thì người ta quét cỏ, có cái tháng người ta quét lá một lần. Có khi có vài tháng người ta mới nhổ cỏ một lần. Còn làm gì có chuyện đèn hương. Không có đâu. Đấy. Ngày xưa thì cũng rẻ thôi, nhưng bây giờ mà tự nhiên họ lấy đất ấy, thì họ phải xây dựng nó lên mà mua đất nó lên vậy. Ngày xưa đi đền bù cho dân khoảng độ tầm 30 triệu, 50 triệu được một xào đất. Hợp thức hóa vào hết 100 triệu là cùng. Nhưng bây giờ 500 triệu một xào dân họ không bán. Hợp thức hóa vào thì phải đến hàng tỷ mới được một xào. Mà bây giờ để xây dựng, để xin phép xây dựng một cái nghĩa trang á, khó còn hơn là gì? Lên mây các quý vị. Khó lắm. Khó vô cùng. Cho nên thì chúng ta không thể trách họ được. Đấy. Cho nên đấy thì theo quan điểm của thầy thì thôi bây giờ chúng ta chết là cứ đi hỏa táng xong về. Nếu mà đem về quê là đi chôn thì chúng ta thì chôn một lần xây lên thế là xong. Và còn đem nhập tháp thì nhập tháp thế là yên tâm, chả có phải suy nghĩ là sau này như thế nào nữa cả. Đấy, đấy trường hợp này thì thầy khuyên là có thể làm được, nhưng phát nguyện tụng kinh để cầu siêu cho vong linh sau để làm. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, hoan hỉ bố thí cho con được hỏi. Con trai và con dâu con ly hôn, nhưng cô con dâu vẫn ở nhà con. Cô ấy nhờ người làm bùa chài, làm 2 hình nhân rồi đốt thành tro, sau đó lấy tro đó bỏ vào bát hương thờ thần linh gia tiên ở ban thờ nhà con. Con mới phát hiện ra sự việc trên. Con kính xin thầy chỉ bảo cho con cách để hóa giải bùa để không làm tổn hại đến gia đình con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. A Di Đà Phật. Ồ, con cái như thế thì hỏng nha. Theo Phật tử chúng ta có nên để nó ở trong nhà nữa không? Đối với tổ tiên mà nó còn làm như thế thì có xứng đáng là con dâu trong nhà không? Không. Thôi tìm cách mà cho nó đi ra ngoài, nó ở riêng đi. Để nó ở trong nhà như thế, cho dù mình có làm lễ để mình làm sạch đi rồi thì nó lại tiếp tục nó đi. Nó đi nhờ các ông thầy phù thủy, ông thầy cúng nó làm tiếp bùa bèn, chú ơi bùa ngải tiếp những lần sau nữa, thì chúng ta làm sao mà đi đề phòng hết ngày này qua ngày khác được đâu. Cho nên là trường hợp như thế thôi, đã ly hôn rồi thì thôi, nhờ pháp luật cho nó dứt điểm đi. Nếu cần phải đền bù để cho nó đi ra bên ngoài thì cố gắng đền bù. Mà cần thiết là bán nhà để chia tài sản đi. Đường nó đi đường mình đi cũng gì, cho nó dứt điểm đi. Còn cái mà như thế thì thì cái tình cảm vợ chồng nó hết. Thì còn gì? Còn con còn cái với nhau, còn bố còn mẹ, còn trên còn dưới, còn tình người cơ mà. Làm những cái trò như thế thì thực sự là nó không thể nào nói là con người nữa rồi các quý vị. Không thể xứng đáng là con người nữa rồi. Cho nên cái trường hợp đấy thì thôi, Phật tử đưa câu hỏi này thì khuyên là gì? Thôi thà rằng về kể cả nếu liên quan đến dính dáng đến bán nhà bán cửa mà chia thì cũng đem mà bán mà chia đi, cho nó xong. Còn nếu mà không phải vì bán nhà bán cửa, vì mình thương cho nó ở nhờ thì thôi, về mời chị với con tôi thì đã hết duyên rồi, hết nợ rồi, thì bây giờ thôi mời chị đi thuê nhà mà ở. Nếu có thì cho nó một chút, cho nó đi thuê nhà nó ở thì kệ nó vậy. Con người như thế thì không thể thương được. Đến như gia tiên cửu huyền thất tổ mà nó còn dám làm những cái trò đồi bại như thế, cái trò bại hoại gia phong như thế thì không thể nào mà để được cái trong nhà. Các cụ nói là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, thế này nguy hiểm. Đấy, Thì trường hợp này thì khuyên nên giải quyết cho nó dứt điểm. Giải quyết xong đi đã thì làm lại cái lễ hoặc là bốc lại bát hương mới. Thế là ổn thôi. Tốt nhất đó, cho nó đi đá xong, bốc lại bát hương, làm lại cái lễ mát nhà mới cho nó xong. Đây là yên tâm. 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 Sát sanh phải bị quả báo đoạn mạng. Bậc cổ đức nói, tâm có thể tạo nghiệp, tâm có thể chuyển nghiệp, nghiệp do tâm tạo, nghiệp do tâm chuyển. Mấy câu này đọc ra nghe đơn giản, nhưng lại không phải là chuyện dễ. Tâm tạo nghiệp như thế nào? Tâm lại chuyển nghiệp như thế nào? Xin cử ra mấy câu chuyện thật dưới đây để làm thuyết minh. Vào trung tuần tháng 2 năm ngoái, có một vị đồng tu trong ban niệm Phật rất thành khẩn tên là Khoan Kim ở đường Hồ Bắc trong thành phố này, đã 68 tuổi. Có một hôm bà ta đến hội liên nghị nói với tôi: đời người ở cõi thế lúc chưa học Phật mê hoặc điên đảo, thường tạo tội tạo nghiệp, nhưng lại không biết là khởi tâm động niệm suốt ngày tạo tội tạo nghiệp. Từ sau khi niệm Phật nghe pháp mới biết đạo lý nghiệp do tâm tạo, nghiệp theo tâm chuyển. Tôi liền hỏi bà ta: bà làm thế nào mà giác ngộ được đạo lý vi diệu của hai câu này? Sư tỷ Khoan Kim liền nói lại chuyện cũ 20 năm trước, lúc bà còn ở dưới quê Ngô Thê. Bà có 3 đứa con trai. Năm đó đứa con thứ hai đã 20 tuổi. Một buổi sáng sớm, người con thứ hai đi ra ngoài tản bộ, lúc trở về vui mừng hớn hở, hai tay cầm một con cá hồng dãy đành đạch dài khoảng 1 thước, thước tàu, rất phấn khởi, nói với tôi: má, con cá này con bắt được trong con rạch cạn, má mà mau chưng gừng cho con ăn đi. Tập khí của phàm phu thường cho là được ăn những con vật còn tươi sống là có phước của cái miệng, không biết rằng một bước xa chân để hận ngàn đời. Người con thứ hai từ sau khi ăn con cá tươi sống đó, tối đêm ấy nằm mộng thấy một cô gái mặc áo hồng khoảng 17-18 tuổi cầu hôn với anh ta rằng: anh đã chịu nhận lời kết thân với tôi phải kết hôn với anh. Từ đó về sau, đêm nào hồn cô gái đó cũng đến quấy rầy. Người con thứ hai liền bị bệnh không dậy nổi. Các thầy thuốc Đông Tây y đều bó tay, không có cách gì, thuốc men không hiệu quả. Chưa đầy 10 ngày, tội nghiệp cho tuổi quan niên mới 20 rốt cuộc bị đoản mạng. Sư tỷ Khoan Kim nhớ lại thảm cảnh về cái chết của đứa con thứ hai lúc bấy giờ, rất đau lòng, nói: tội nghiệp, sống ở quê hương còn nghèo nàn hoang vắng, không có thiện tri thức tuyên dương chánh pháp, cho nên ngu si quá đổi, không biết sát sanh phải bị quả báo đoản mạng, cho nên không biết dạy con phóng sanh cho con cá kia, đừng ăn thịt nó, thì đâu có kết quán với con quỷ nữ kia, bị nó dắt đi trong 3 đường ác, chịu đau khổ lớn. Hành vi hồ đồ này chính là nghiệp do tâm mình tạo ra. Do bởi trước kia chưa nghe Phật pháp, sát sanh hại mạng tạo ra ác nghiệp này, nên chính tôi phải chịu báo ứng mất con. Cái vấn đề tâm linh, làm nhà làm cửa, thì cái việc làm lễ khởi công động thổ có nên không? Nên, và nên làm như thế. Vì chúng ta đấy có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, nó đáng là bao đâu. Làm cái mâm hoa quả hoặc đĩa hoa quả thành tâm thôi. Chỉ 3 biến hoặc 7 biến hoặc 21 biến đại bi thập chú, bát nhã trong niệm Phật, sau đó để khấn nguyện: hôm nay là ngày tháng năm nào, tín chủ con tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu. Hôm nay là ngày lành tháng tốt cho gia đình chúng con, tín chủ chúng con xin được làm lễ để khởi công động thổ, xây dựng gian nhà gian cửa hay cái gì đó, khấn nguyện với 10 phương tam bảo, chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, lịch đại tổ sư, chư vị hộ pháp thiện thần tiên long bát bộ, già lam chân tể tác đại chứng minh, chư vị bản xứ thổ công đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân, rồi lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, các cụ đều hiển linh và chứng giám cho. Tâm thành của chúng con là xin được làm lễ động thổ hoặc là mượn tuổi động thổ. Thì người nào mượn tuổi động thổ thì họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, đọc ra nhờ người đó động thổ. Bây giờ mình mà tuổi mà các cụ đi xem người ta bảo tuổi Kim Lâu á, hay tuổi mà trạch gì, trạch địa vào cung địa sát, hoặc là trạch Hoang Ốc, hoặc trạch Thọ Tử đó, không thể đồng thổ cắt nóc được thì nhờ người anh A anh B đó bao nhiêu tuổi, ông A ông B đó bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu làm để đồng thổ cắt nóc cho tín chủ chúng con khấn lên. Mình làm lễ thì đồng thổ không làm nhà thế có gì đâu. Làm xong một cái lễ cất nóc, mình cũng làm cái lễ cất nóc hoặc đổ mái bằng là cái bái cao nhất thôi, làm cái lễ đơn giản thôi. Như Phật tử chúng ta hay đi chùa này thì tốt nhất là buổi sáng sớm tụng Biến Kinh Phổ Môn, cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát thần linh thổ địa chứng minh gia trì cho vào cái khoảng giờ đó. Ví dụ như là từ 5 giờ đến 7 giờ thì gọi là giờ Mão, từ 7 giờ đến 9 giờ thì gọi là giờ Thìn, giờ chúng con cất nóc vân vân chẳng hạn. Cứ như thế mà mình khấn, và khoảng giờ đó gia đình chúng con xin làm lễ cất nóc hay làm lễ động thổ gì đó vân vân. Như thế là yên tâm. Xong làm xong đâu vào đấy thì mình lại phải có một cái lễ về nhà mới, thì cái gọi là lễ trấn gì nhỉ? Lễ trấn trạch, lễ về nhà mới, an vị bát hương. Mà lễ trấn trạch đó thì thường phải làm một cái lễ trấn trạch, thì thường là người ta trong khi mà làm nhà mới động thổ thì người ta phải làm một cái lễ gọi là lễ hoàn, bồi hoàn long mạch. Cái hoàn long mạch thì có gì đâu, ra cái chỗ hỏi bán những đồ mã, bán những cái đồ ấy ở ngoài chợ thì mua cái bột. Bây giờ có cái gói bột ngũ vị hương sẵn rồi, hoặc ngày xưa thì họ gọi là mua quế, mua cái gì đấy, hồi cái gì đó, nó nhiều lắm. Cứ ra đó họ bảo họ mua cái đồ, cái nước hoàn long mạch, cái cây bang cái gì đó nữa, nó có nhiều thứ lắm. Mà bây giờ họ nghiền thành bột rồi, về mình đun nước sôi để ấm ra cho nó nguội, để ấm vào, thế mà hòa khuấy vào, thế là đem lên để lên trên ban thờ, bên ở dưới đất được, kê cái ghế cái gì cho trang nghiêm lên, kết biết thì kết lấy 9 nén hương, tứ tung tức là 4 nén gì, nén ngang, ngũ hoành tức là 5 nén ở trên để dọc lên trên, gọi là kết hương tứ tung ngũ hoành, kết lên trên cái miệng cái chậu hoặc là miệng cái xô đấy. Thế là mình chỉ đại bi thập chú 3 biến, 7 biến hoặc 21 biến, hoặc là mình làm lễ trong khóa lễ đó. Nếu như các thầy thì thường đọc câu thần chú nguyện vào đó nữa, chú nguyện vào đó. Nếu các Phật tử chúng ta không biết đọc chú nguyện thì thôi, chúng ta cứ đọc chú đại bi như từ hôm nay thế là được rồi. Thành tâm để khấn nguyện, thế đem cái nước đó đổ chung quanh móng nhà, bên trong bên ngoài. Nếu mà ở thành phố nhà bên ngoài họ làm nhà của họ hết rồi thì chúng ta thì lúc làm nhà là chúng ta nên để 4 góc 4 hoàn gạch, là chưa vội lát, mình để cho một tí xuống dưới á, để mình đổ vào chỗ đó xong thì mới lát lại, có nghĩa mình để cho nó khoan một tí xuống dưới đất đấy, để làm sao cho nó cái thẩm thấu được xuống là tốt nhất. Thì mình đổ vào 4 góc nhà, đổ cho mỗi thứ khoảng vài gáo vào đó cho nó xuống dưới. Cẩn thận, ngày xưa cố Hòa Thượng Chủ Hương cổ còn dạy người ta là lúc xây nhà ở thành phố thì nhà san sát nhau, mà đặc biệt mặt phố ấy, thì khi làm ấy, thì lấy cái ống nhựa hay là ống típ gì đó, ống nhựa, tốt nhất là ống nhựa. Lúc mình đổ móng ấy thì cắm nó xuống để cho nó lên trên cái dưới mặt gạch một chút hoặc bằng mặt gạch. Để khi mà một viên gạch, 4 viên gạch, 4 góc đấy là lát sau cùng. Cái hôm làm lễ xong đó thì phải là lễ đổ cái nước hàn long mạch xuống 4 cái góc đó xong, thì khi đó mới lát cái viên gạch lại. Cụ bảo là như thế là tốt nhất, vì nước nó thẩm thấu được xuống gì, xuống dưới sâu đấy. Còn nếu mà như nhà ở nông thôn thì vô tư rồi, đi vẩy chung quanh, vẩy bên ngoài chung quanh móng đó, bên trong bên ngoài thì vô tư đấy. Nhưng mà thành phố thì nhà mình làm sau chẳng hạn thì 2 bên 3 bên làm hết rồi, nhà mình ở giữa thì bắt buộc phải làm như thế. Đó, hoặc là không thì phải cậy viên gạch lên, khoan nó xuống một tí, khoan xong nó đổ xuống xong thì lại bảo thợ đến lát viên gạch lại cho. Đây là ngày xưa thầy đi thị giả cụ Tổ Chủ Hương là cụ hướng dẫn mấy nhà Phật tử như thế, là mình cũng thuộc dạng là học gì, học lỏm. Nhưng mà học lỏm nhanh lắm, thầy học lỏm nhanh. Cái gì thầy muốn học ấy, thì cần nhìn thấy người ta làm một lần hai lần mình làm được, mà thậm chí là chưa cần nhìn người ta làm hết đâu, mình cũng đã học được rồi. Đấy, Thầy đang nói thì cái mà làm lễ liền hoàn long mạch thì nếu mà có các thầy, nhờ các thầy được đến là tốt nhất. Vì sao? Vì cái đạo hạnh, cái công đức của quý thầy thì tốt rồi. Đoán được các thầy đến thì còn gì bằng nữa. Nhưng mà sợ rằng các thầy nhiều việc quá, hoặc là nhà xa quá, hoặc các thầy nhiều việc quá không đến được, thì tự các Phật tử chúng ta cũng có thể làm được cái này. Chỉ cần là chúng ta thì đọc Lầu Thông Chú Đại Bi, Thập Chú, Bát Nhã và Lục Từ Đại Minh Án Mani Bát Minh Hồng mà thôi. Nếu chưa thông thì xem kinh, xem sách mà đọc cũng được. Nhưng tất nhiên chúng ta cũng phải có một chút đạo hạnh tu hành rồi, thì cái sự tụng kinh trì chú lễ Phật, niệm Phật và gia trì của ta nó mới gì? Nó mới tốt. Chứ bằng không nó cũng chỉ là cái gì? Cái chậu nước, cái xô nước mà thôi. Thế phải có công đức thì làm mới tốt vậy. Nếu mà các Phật tử chúng ta một người cảm thấy không ổn thì chúng ta mời cả đạo tràng 5, 3, 7 người, chục người, hơn chục người đến để chi? Thì đương nhiên chúng ta một người không đủ sức thì chúng ta lấy sức của đại chúng. Các đạo tràng chúng ta nhiều mà, 70-80 đạo tràng quanh khắp miền Bắc này cơ mà. Chúng ta nhờ các đạo tràng Phật tử, nếu mà sư phụ không đến được, các sư không đến được vì hoặc bận hoặc ở xa, chúng ta mời đạo tràng đến gì? Chỉ chú lễ Phật tụng kinh cho cũng được, xong đem cái nước đó để rảy ở chung quanh nhà cửa, đặc biệt là đổ vào chung quanh cái móng hoặc cái chỗ đào đó. Trường hợp Phật tử này thì hàng xóm vào làm, nó gần nhà mình thì mình cũng có thể nói với họ để cho mình, nếu mà họ xây xong móng rồi á, phải xây xong đấy nhá. Nếu còn đang đào thì làm thì cũng bằng thừa. Họ phải đào xong rồi, ví dụ đào xong móng, họ xây lên móng rồi, họ không đào bới gì nữa, thì mình sang mình nhờ họ sang bên cạnh mình đổ bên cái dãy móng của nhà họ sát với dãy móng của mình. Thế được. Thế mà tốt cho cả nhà họ, tốt cho cả nhà mình. Đó. Thế là ổn thôi, có gì đâu. Cái việc này nó nói thế thôi các vị. Cách đây năm 2018 có một cái trường hợp thầy phải đến xử lý cho cái nhà ông Phật tử cán bộ cũng vụ trưởng một bộ ở trung ương, nhà ở dưới hình như là Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Ở Hoàng Hoa Thám, đúng rồi, đường Hoàng Hoa Thám, đường Hoàng Hoa Thám Hà Nội, nó gần chỗ Bưởi mà. Gần chỗ Bưởi đường Hoàng Hoa Thám đấy, đúng không? Những cái DD đấy, đúng không? Đấy, nhà ông vụ trưởng một bộ trung ương, ông ấy bây giờ vẫn đang công tác. Hình như vừa qua, hình như là năm ngoái hay năm kia, hình như là bổ nhiệm thứ trưởng hay sao. Nhưng lâu lâu rồi thầy cũng có liên hệ gì đâu. Người ta cần người ta đến, người ta không cần thì thôi, mình giúp cho người ta xong là thôi. Thầy đặc biệt giúp xong là thôi, cũng chả bao giờ liên hệ gì nữa cả. Ai người ta có tâm với Tam Bảo, người ta liên hệ thì mình liên hệ, mình gần gũi thế thôi. Mình cũng chẳng phải cầu cạnh gì, người ta cũng chẳng nhờ vả người ta cái gì, cho nên thôi chẳng nói gì. Cái khi nhà hàng xóm nhà ông ấy bắt đầu động thổ làm nhà, buổi sáng thì buổi chiều thằng con trai của ông bị tai nạn xe máy gãy chân. Được một tuần sau thì tự nhiên là ông ấy cứ bị người ta kiện thư nặc danh. Thế là bị kiện đấy, bị trong những cái đồng nghiệp của mình kiện, mà toàn là kiện nặc danh thôi. Việc nó không có như thế nhưng mà cứ bị kiện nặc danh, bị cả tháng như thế. Thế là ông thấy lạ quá thì đi xem, người ta mới bảo là vợ đi xem chứ không phải ông đi xem, vợ đi xem. Thế người ta bảo là nhà bị động. Thế vợ mới bảo nhà con có làm cái gì đâu mà bị động. Xong cái người xem, không phải xem đồng bóng đâu, đi xem cái ông thầy tử vi. Ông thầy tử vi mà ông ấy xem, ông dở tử vi, ông bảo nhà bị động. Thế thì hỏi cái ông thầy xem tử vi á, ông bảo là chắc chắn mà, nhà ở bên trái nhà cô là có đào bới đấy mà. Đây cái vết đào bới đấy. Ông xem trong tử vi mà ông bảo là bên trái của nhà cô có đào bới sâu hõm xuống đây mà lại sao mà không có, là thế nào? Thế là cô bảo là cụ nhà con là không đào, nhưng mà nhà bên hàng xóm họ đào móng, họ làm nhà, họ làm tầng hầm. Thì họ đào cái tầng kia, tầng hầm, họ làm tầng hầm, đương nhiên nó phải sâu xuống 4-5 mét đấy để họ xử lý. Thế lúc đó mới bảo là nhà hàng xóm họ đào. Thế cái ông thầy Tử Vi ông bảo phải để về nhờ các thầy đến, các thầy giúp cho, các thầy lễ hàn long mạch cho. Hỏi nhà họ còn đào nữa không? Bảo họ đào xong rồi, bây giờ họ đổ lên tầng 1 rồi. Họ đang bắt đầu đổ cột để chuẩn bị lên tầng 2 rồi. Tức tầng âm dưới họ làm xong rồi. Thế về cái ông chồng ấy đi lên đây gặp thầy. Thế thầy cái đợt đấy thì cho thầy đích thân thầy xuống vì có người quen giới thiệu, cho nên thầy cũng ngại. Lâu lắm rồi không đi làm những cái lễ như thế, nhưng mà cái người quen giới thiệu, cho nên thầy nể quá, thầy đi xuống thì lễ cho. Lễ xong thì sang nhờ nhà ông hàng xóm. Lúc đầu nhà ông hàng xóm họ sợ là cũng bị ông thầy phù thủy hay cái gì đó, không cho đâu. Nhưng xong rồi sang đưa thầy sang, xong rồi có mấy ông thợ ở đó đâu. Thế lúc đó thầy mới bảo ông thợ là không sợ đâu. Thầy đang nói chuyện thì ông chủ nhà ông đến. Ông chủ nhà ông đến thì ông lại cũng là người biết Phật Pháp. Thế là đến thì biết là thầy ở trên chùa Khai Nguyên, một cái là ông vui vẻ, ông bảo là con cũng nghe tên thầy lâu rồi nhưng mà nay mới gặp, thế tốt quá. Thế thầy làm luôn cho cả nhà con. Khôn thế. Còn thầy làm thì làm luôn cho cả nhà con thế. Thế thì mình bảo là thôi thế thì bây giờ nhà này nó có một xô nước thì không đủ đâu. Thì ông bảo đi ai chạy ra chợ Bưởi ông lấy mấy gói về pha thì 2 chậu nữa thì lễ thì làm cho luôn. Thế làm xong một cái thì mấy hôm sau, chưa đến tuần sau, tất cả những cái lá thư đơn thư kiện cáo nặc danh cái im bặt là không còn gì nữa cả. Mà cái chân của cái con, cái gãy chân gì bó bột thì nó cũng dần dần khỏi. Gia đình yên bình thường. Mà ông ấy thỉnh thoảng cũng năm cũng lên, vợ chồng cũng lên chùa lễ lần 2 lần. Thế như vừa qua là lên thứ trưởng rồi. Thầy cũng không quan tâm lắm tới cái vấn đề đó nhiều, nhưng mà nghe nói hình như lên thứ trưởng rồi. Đấy, chúng ta thấy cái vấn đề tâm linh ấy mà. Nhà hàng xóm họ động thổ, nhưng chúng ta là người ở bên cạnh cũng có thể gì, có thể dính, vì nó cùng một cái giải ấy, cùng một cái giải đất. Mà chính cái nhà đó, cái gia đình mà ông động thổ ấy, cái ông chủ động thổ ấy, cái hôm động thổ thì cái ông thợ đi đào móng, cuốc móng này cũng cuốc vào chân mình, cuốc vào chân. Còn cái nhà ông hàng xóm thì đứa con thì bị gãy, tai nạn là gãy chân. Còn cái ông thợ thì cuốc vào chân, phải đi viện để khâu, và cũng phải đến hàng tháng sau nó mới quay lại làm được. Tức là thì nó có vấn đề ở đó. Cái lễ xong một cái cả nhà, hai nhà, nhà mới, nhà bên cạnh đều yên cả. Cho nên chúng ta mới nói gì đấy, có những cái tuy không phải là Phật giáo, không phải là lời Phật dạy, nhưng ở thế gian chúng ta, các cụ nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta chưa đạt đến cái cảnh giới của chư Phật, Bồ Tát và A-la-hán, thậm chí tu Đà Hoàn còn chưa được ấy, thì cứ tạm gác lại những cái gì nó cao siêu, nó màu nhiệm, và cái gì nó gọi là chân lý tuyệt đối. Còn chúng ta bây giờ đang sống ở trong cái cảnh giới thì đối đãi tương đối, thì chúng ta cứ gì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Cái gì cha ông, cái gì các cụ chúng ta ngày xưa truyền lại, nên làm, phải làm. Mỗi khi giờ ra làm những cái việc lớn ấy thì nên giữ lễ, thì chúng ta cố gắng để giữ lễ. Làm được như thế thì chỉ có tốt thôi, chứ nó có mất nhiều thời gian, tiền tài của cải đâu các quý vị. Đấy, cho nên đây là nói về gì, cái việc động thổ, việc của nhà ông hàng xóm động thổ, gia đình bên cạnh. Mà cụ thể là nếu gia đình chúng ta mà không may gì thấy nó thì nó lục đục hay nó khác gì đó, chúng ta có thể nói với nhà ông hàng xóm để chúng ta làm cái lễ để hoàn long mạch ở cái phía bên móng giáp danh nhà mình. Khi họ xây móng xong rồi được đó, tối lửa tắt đèn có nhau, bán anh em xa mua láng giềng gần, mà mình sang trình bày với người ta cho nó có trước có sau á, cho nó đàng hoàng. Mình không phải là làm cái gì nó mê tín dị đoan hay gì cả. Đấy, như thế thì sao là ổn thôi. Đấy là nói về gì động thổ. Câu này nói hơi dài nhỉ, nhưng nó có ở trong phạm vi một câu này không hả? Nó ra rất nhiều, kể cả về lịch gì, Lịch sử cũng được học ở trong câu hỏi này. Vì nào hỏi câu này là được lãi đấy. Lãi to. Còn những người khác đưa câu hỏi mà vẫn phải chờ thì sốt cả ruột. Nhưng không sao. Cố gắng chờ một tí thì nghe được cái này. Nó là chung cho tất cả mọi người. Các vị, câu này nó là câu có thể dành chung cho tất cả. Nhà ai chúng ta mà chẳng phải làm những cái việc như thế, hoặc rằng trước hoặc rằng sau, hoặc rằng giai đoạn tới đây có thể gặp cái hoàn cảnh đó. Chúng ta học lấy, nghe lấy, học lấy để làm cái kinh nghiệm sau này. Nó đến nhà mình thì mình đem ra để mà thực hành. Đấy. Hoan hỉ chưa? Hoan hỉ mà vỗ tay lật đá lẹt đẹt thế này. Đấy. Ít ra nó có phải thế mới được 6-7 điểm chứ lệ. Lật đá lẹt đẹt là đá lẹt đẹt. Nghe mà cứ như là buồn ngủ dậy mới vỗ tay. Một Phật tử nữa hỏi: con là Nguyễn Thị Liên ở Đan Phượng, Hà Nội. Con có phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và ăn chay 21 ngày. Có để 7 chén nước giống như thầy dạy khi tụng kinh. Nhưng cứ đến sáng hôm sau, con xin nước thì mở nắp chén ra là ở trong đó có rất nhiều kiến. Có rất nhiều con đã chết. Mà trước đây khi chưa tụng kinh, con cũng có thờ nước trên ban nhưng không hề có kiến. Con mong thầy giải đáp cho con được hiểu hiện tượng trên ạ. Như vậy con có bị mắc vào tội sát sinh không ạ? Giờ con phải làm thế nào? Vì cứ để chén nước thờ lên ban là kiến lại bò vào, mặc dù đều có nắp đậy. Cái này thầy cũng gặp một vài trường hợp như thế này rồi. Lúc mình thờ bình thường không phát nguyện tụng kinh 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày để xin nước hoặc là để cầu những cái việc bình an trong gia đình đó, thì nước cúng trên ban nó tuyệt nhiên không có kiến. Khi phát nguyện lập đàn để tụng kinh một cái thì kiến ở đâu nó cứ bỏ vào. Cái trường hợp này thầy cũng nghe vài trường hợp nói với thầy rồi. Nay lại gặp cái trường hợp này, hỏi trực tiếp ở đây. Đây chính là gì? Đây chính là gọi là oan gia trái chủ vậy. Đây chính gọi là ma sự vậy. Đây chính gọi là nó phá gì? Ma nó phá gì? Phá nguyện, phá hạnh chúng ta vậy. Khiến cho chúng ta phải gì? Phải suy nghĩ, phải lo sợ, phải phân tâm. Đúng không? Bình thường cả bao nhiêu năm trời mình dâng nước cúng thì chả có con kiến nào bò vào. Nay chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày thì ngày nào kiến nó cũng bò vào trên nước và nó chết ở trong đó. Khiến cho chúng ta phải nghĩ là gì? Phải suy nghĩ, hay là mình có nhầm, có lỗi, có tội gì, tình gì chăng? Hay là mình như thế này có phạm một cái tội sát sinh chăng? Vân vân. Cho nên lúc ngồi tụng kinh nó không được nhiếp. Không được nhiếp tâm. Đây chính là ma sự. Oan gia trái chủ nó phá gì? Đạo tâm tu hành của các tín đồ Phật tử chúng ta. Nếu gặp phải trường hợp này thì phải làm như thế nào? Tốt nhất là chúng ta nên hành sám, tức là nên sám hối đó. Duyên lập đàn Địa Tạng để cầu một cái gì đó đối với gia đình chúng ta trong giai đoạn này là chưa hợp gì? Chưa hợp thời. Cho nên Phật tử này thầy khuyên là gì? Nên phát nguyện lễ hành sám trong vòng 21 ngày đi đã. Hành sám ở đây có thể là lễ theo danh hiệu của các đức Phật ở trong kinh Nhật Tụng ấy. Thầy tới đây đang soạn rồi. Tới đây thì chắc tháng để xong. Từ giờ đến Pháp hội, muộn là đến Pháp hội tháng 11 là Pháp hội ngày lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật là xong. Cố gắng xong thì để các Phật tử chúng ta có cái quyền hành sám này để hành sám. Bây giờ thì chưa có thì chúng ta cứ lễ danh hiệu của các đức Phật ở trong kinh Nhật Tụng đấy, kinh Chú Thường Tụng hay là chư kinh Nhật Tụng đấy. Đấy, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật đó, vân vân. Đấy, cứ một danh hiệu lễ đức Phật đó chúng ta lễ xuống một lễ. Khỏe thì lễ đứng, yếu thì lễ gì? Lễ quỳ. Có sức khỏe mà lễ đứng được là tốt nhất. Hoặc rằng chúng ta gì có thể lễ ngũ bách danh. Có sức khỏe để lễ đủ cả 500 lễ một thời là tốt nhất. Không thì 500 lễ chúng ta chia ra thành một gì? Một ngày. Có thể sáng lễ 250 lễ và tối lễ 210 lễ. Hoặc rằng sáng lễ 200 lễ, trưa lễ 100 lễ, hoặc là chiều lễ 100 lễ, còn tối lễ 200 lễ. Hoặc chia thế nào do chúng ta. Một ngày cứ hết 500 lễ đấy. Lễ xong thì chúng ta sám hối và chúng ta sám hối oan gia trái chủ và cầu nguyện hồng ân tam bảo chứng minh gia trì cho. Nói với các vị, thôi các vị, đúng là kiến đó là chúng sinh, nhưng chúng ta nương theo lời Phật là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Chúng sinh là Phật đã thành, hay là Đức Phật là Phật đã thành? Hả? Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên chúng ta kêu với các vị những con kiến kia là gì? Chúng ta không kêu là con kiến hay là kêu là chúng sinh kém phúc, mà chúng ta kêu là gì? Bồ Tát kiến ơi, đúng không? Xin các Bồ Tát hoan hỷ, nước đấy là tôi dâng cúng Phật đấy. Còn các Bồ Tát nếu muốn gì? Muốn uống nước thì tôi sẽ để một gì? Để một cái bát nước, một cái chậu nước, để ở bên dưới cho cái thấp cái khăn hay miếng hay mảnh vải hay là cái cành lá vào để cho kiến nó bò lên bò xuống. Nếu có khát nước thì các Bồ Tát hãy đến đó mà uống nước, nhưng cẩn thận khéo gì? Ngã xuống gì? Ngã xuống sông. Đối với gì? Bát nước thì đối với con kiến nó cũng như là xuống cái sông lớn này các quý vị. Cho nên chúng ta để cái mảnh vải, để cái vải cho nó gì? Bò xuống đấy. Nó khát quá nó bò xuống thì nó có thể uống xong nó lại bò lên theo cái miếng vải, cái khăn mặt đó gì? Dễ dàng. Hoặc là cành lá. Đấy, kêu là đấy các Bồ Tát kiến nếu có khát nước thì tôi để sẵn cái bát nước hoặc cái chậu nước ở dưới chân gần ban thờ đó rồi. Các vị hãy đến đó mà uống. Còn nước ở trên ban là tôi dành để cúng gì? Cúng Phật, cúng Bồ Tát, cúng chư vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần vân vân. Cho nên các vị xin hoan hỷ cho, xin nhớ biết cho đó. Xin đừng có lên đó để uống nước cúng Phật Bồ Tát đó nữa mà phải tội. Cho nên các vị hành sám mà phát nguyện như thế, đảm bảo rằng không có một Bồ Tát kiến nào dám lên đó để uống cái nước đó đâu. Cái này cũng có một vài người nói với tôi rồi. Cách đây mấy tuần có một vị nhắn tin cho thầy, bảo là bạch thầy, nhà con trước đây mối vào nhà rất là nhiều. Để cái gì liên quan đến gỗ ở đâu là mối vào gặm hết đến đó. Thậm chí là để cái đồ thờ ở trên ban thờ treo đấy, cái là ban thờ treo đấy, mà mối nó bò kiểu gì mà nó bò được lên đấy, nó gặm cái đồ thờ trên ban thờ. Mà trong khi đó nhà con đi công tác có một tuần thôi, vắng nhà có một tuần, đóng cửa một tuần thôi về, mà nó bò lên tường, nó lên thân ban thờ, nó gặm trên đó. Nhiều mối đến thế. Thế từ khi con nghe thầy giảng xong, con về con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, con phải kêu với các Bồ Tát mối là xin chuyển sang cái đất rừng sau nhà để ở. Còn đây là để cho gia đình vợ chồng chúng tôi xin cái chỗ này để làm nhà làm cửa để ở. Chúng tôi tu hành niệm Phật tụng kinh được bao nhiêu công đức sẽ hồi hướng cho các Bồ Tát. Xin các Bồ Tát hãy lên rừng sau nhà để ở. Khấn xong như thế là cho đến cả năm nay rồi không thấy con mối nào vào nhà nữa cả. Đấy, đây là mối. Còn kiến thì cũng nghe nhiều người nói với thầy. Năm ngoái có một người đến nói với thầy gia đình nhà đấy có cái đàn kiến đen gần như quanh năm ngày tháng, không biết nó làm tổ ở đâu ở trong nhà, nhưng mà quanh năm ngày tháng gần như lúc nào có đàn cái kiến đen đấy. Nhưng nghe thầy giảng kinh Địa Tạng cho nên về cũng thực hành xem, nhưng gọi là thử xem. Đấy, cũng tùng phát nguyện tùng kinh Địa Tạng 21 ngày để hồi hướng cho các Bồ Tát kiến trong nhà xin chuyển ra bên ngoài, và mới cho ngày thứ 7 thôi. Thế tự nhiên là hết ngày thứ 7, qua đêm sáng dậy không thấy con kiến nào trong nhà nữa. Và đến mấy tháng trời không thấy đàn kiến đó nữa, không biết đi đâu. Đấy, đây là những người họ thực hành tụng kinh và họ phát nguyện là hồi hướng công đức và xin với các Bồ Tát kiến, Bồ Tát mối ấy, mà họ thành tựu. Họ kể lại những câu chuyện đó với thầy. Còn đối với thầy thì ở trên chùa Tản Viên ấy, vắt rất là nhiều, rắn cũng rất là nhiều. Thầy lên đó thì thầy thấy sợ vắt mà, khổ người dân tộc nhưng mà lại sợ vắt, sợ đỉa. Đi rừng suốt ngày nhưng mà lại sợ vắt. Con vắt nó cắn thì sợ là gì? Không phải là mình sợ mất tí máu đâu, mà nhìn nó ghê. Nó ghê từ khi còn bé là nhìn thấy vắt, nó thấy đỉa nó đã ghê rồi. Nhìn thấy rắn cũng vậy, nó cứ ghê, nó tự nhiên nó thấy ghê ghê. Chứ không phải là mình sợ chết hay sợ mất tí máu đâu, nhưng mà nhìn nó ghê từ bé. Thế lên trên ngày xưa năm 2008 mà lên 09 lên nhận cái chùa Tản Viên. Lên đó thì đang ăn bát mì thì tự nhiên thấy con gì con vắt nó bò một cái là kêu rời kêu đất rồi chạy lên hòn đá là đứng. Thế các Phật tử thấy mình chạy lên hòn đá, các Phật tử cũng nghe, cũng ối giời ơi thầy ơi có vắt ra. Thế là các Phật tử cũng mỗi người tìm hòn đá để chạy lên. Thế lúc đó mình trấn tĩnh lại, mình nghĩ ơ, mình đi lên đây trụ trì trên rừng trên núi là mình sợ vắt thì Phật tử ai dám lên để chấp tác, ai dám lên với mình. Thế là lúc đó mà ôi giời, thôi thầy trêu thế thôi, vắt thì có cái gì đâu. Nói như thế nhưng mà cái này, tóc gáy nó cứ thế, nó cứ dựng đứng cả lên. Như là sợ ma ấy. Đấy, sợ vắt, ngày xưa nó sợ vắt như sợ ma. Sau rồi trấn tĩnh lại là mình làm trụ trì mà mình sợ vắt thì các Phật tử ai dám lên. Ngày đó mới lên đấy, dân ở dưới Minh Quang, Phật tử trên kia chưa có, dân nào không lên. Mà toàn là dân ở đây lên đấy chứ, dân Sơn Tây lên đấy. Sơn Tây lên, chùa Khai Nguyên này lên đấy. Cứ thuê cả xe cho lên chấp tác trên đó. Mà các cụ ở đây thì cũng đại đa số là cũng sợ gì? Sợ vắt nữa. Cho nên thì mình bảo giả vờ như không sợ như thế, xong dần dần trấn tĩnh mọi người không sợ. Nhưng mà quả thật trong lòng thì rất là sợ. Sau đó thì khi mà làm xong cái nhà tổ tạm mà cái mới lên chùa tụng kinh. Ngày đó tụng kinh Pháp Hoa và tụng kinh Phổ Môn. Thầy nhớ là tụng kinh Pháp Hoa xong bắt đầu thì khấn với các vị Bồ Tát vắt và Bồ Tát rắn là để xin là cứ bất cứ ở nơi đâu mà có làm sạch sẽ, mà có gạch, có bê tông, có xi măng, có các thứ rồi có cái nơi nào có nhà có cửa, xin các vị là tránh xa, là nơi này là xin cúng dường cho Phật, cho Pháp, cho Tăng. Các vị chuyển sang nơi vùng gì, vùng rừng, vùng suối hết để mà ở. Thế là tự nhiên đấy, dần dần là gần như bây giờ lên Tản Viên các vị thấy trừ các vị vào suối hoặc lên trên rừng sâu mới có vắt, còn đi quanh quanh là không có đâu, không có luôn. Rắn cũng nhiều lắm. Rắn thì nói là rồi, rắn lục, rắn trắng, rắn xanh, rắn đỏ, rắn gì cũng có. Hổ mang chúa cũng có vị. Có con nó phải, nó đứng cái dài mà cái đầu nó đi qua đường mà đuôi nó vẫn chưa hết đường. Lớn như thế cơ mà. Mà thợ cũng thấy, thầy cũng thấy rồi. Nó nhiều rắn, rắn to nhỏ nhiều lắm. Nhiều hôm rắn nó bò vào cả trong lán thợ, cả trong sân nhà tổ, rồi sân chùa, thì bò vào trong cả nhà luôn. Thợ sợ quá, thầy mình là lên tụng kinh mới lại nói với các Bồ Tát rắn, lại nói với các vị Bồ Tát hộ pháp thiện thần, đặc biệt khấn tam vị Tản Viên Sơn Thánh, các vị thần linh núi Tản, và đặc biệt là khấn với các vị gì thần Na Già La, tức là thần rắn. Nên các vị hãy cai quản gì, cai quản con cháu đệ tử các quý vị. Nơi đây là nơi đất đã cúng Phật để làm xây dựng chùa cảnh để cúng dường Tam Bảo, là nơi tu tập và hoằng pháp của chư Tăng. Nên các vị xin chuyển đi ra ngoài. Mà nếu các vị có đi vào nơi đây thì không được cắn người. Bảo như thế. Cho nên một thời gian sau thì không thấy rắn bò vào nữa. Mà cho đến tận năm 20, hình như năm 2015 hay 14 đến 15 rồi đấy. Cái năm đó là cả năm thầy không lên chùa Tản Viên, thầy bận ở đây này. Gần như cả năm không lên đó. Thế đến hôm 27 Tết thầy mới lên dâng lễ. Thầy thấy các Phật tử với mấy sư cô, sư bác trên kia, sư ông ở trên kia bảo: bạch thầy, năm nay có cái hiện tượng lạ lắm. Từ hôm 20 mấy Tết chặt cành đào vào để trên ban Phật, ban Tổ thì những năm trước là có rắn đâu. Năm nay tự nhiên rắn nó vào nhà nhiều lắm. Rắn xanh, rắn trắng, rắn đỏ, rắn lục nhiều lắm. Rắn ở chả cả trên nóc nhà nó thò đầu xuống. Rắn trắng, rắn đỏ trên nhìn trên nóc nhà Tổ. Ngày đó lợp cái máy bổ lô ấy, nó chạy, nó như là chuột chạy ở trên đấy. Nó đuổi nhau như chuột chạy trên đấy. Mà đặc biệt là rắn trắng, rắn đỏ, rắn xanh này, nó thòng cái cổ nó xuống khoảng 20-30 phân. Nó cứ ngóc đầu, hàng chục con ở trên nóc nhà nó thòng xuống như thế, mình thấy cũng ghê. Mà đặc biệt là cành đào ấy, cành đào nhà Tổ có 4 cành, ở dưới Tam Bảo có 4 cành, ở dưới Động Quan Lâm có 4 cành. Cành nào cũng có vài con rắn. Rắn xanh, rắn đỏ, rắn trắng, rắn đố các màu. Nó cứ quấn, đặc biệt là rắn xanh là nhiều nhất, cái rắn lục ấy. Mà rắn đấy mà cắn thì thôi, mà ở trên núi mà không kịp thuốc thì chắc là tiếng được 2 tiếng đồng hồ sau là đi về với các cụ luôn rồi. Đấy, thế là thầy lên đó thì các vị sợ quá, các vị mới nói là đấy không hiểu làm sao. Thế lúc đầu thầy bảo sao thì không bắt đi, bảo bắt qua rồi, hôm qua bắt mấy con đi rồi, xong rồi sáng lại thấy đến. Đấy là ở trong nhà nhá, còn ngoài cây, mấy cái cây trước cửa nhà Tổ ấy, với mấy cái cây bên cạnh cây nhội đấy thì nó cứ vắt vẻo ở trên cây ấy. Không hiểu các cụ biểu tình kiểu gì mà ghê thế. Thế là thầy bảo thôi được rồi. Thế thầy lên thầy tụng biến kinh Phổ Môn. Tụng biến kinh Phổ Môn xong là sám hối Tam Bảo, để sám hối các cụ rồi. Thì trong năm qua thì con nhiều việc quá, tuy là trụ trì nhưng mà nhiều của việc quá không lên đây được, để giao cho các Phật tử và các sư ông, sư cô, sư bác để trông nom. Hôm nay lên thì thôi thì tới đây thì thôi cố gắng, thì ra Tết thì có việc thì việc, cũng bận thì gì thì bận, cũng vài tháng lên một lần thắp hương các cụ. Thế thì đất này các cụ đã hiến cho thì chúng con làm nơi thờ Phật rồi, thì Hoàng Pháp rồi, thì có gì mà các sư, các Phật tử hay là bản thân chúng con mà có gì lỗi lầm thì các ngài hoan hỉ cho. Đấy, thì mấy hôm nữa là Tết rồi. Hôm nay là 27 Tết rồi. Mấy hôm nữa là Tết rồi. Các cụ, các Phật tử nhân dân đến lễ đông. Không may thì các cụ, các Phật tử mà nhìn mắt tối mà vào là khoảng thắp hương dâng lễ mà ấy, và các con cháu các cụ lại cắn Phật tử đi lễ thì phải tội ra. Cho nên thôi thì xin là các ngài là thôi qua đêm hôm nay đến sáng hôm sau thì ở đâu lại về ở đó. Nơi này để dành cho thờ Phật, thờ Tổ, và là dành cho nhân dân tín đồ Phật tử để lên chùa lễ Phật mấy hôm Tết cho nó an toàn. Khấn như thế xong đến sáng hôm sau đấy, ông Nhị ông gọi điện cho thầy, ông bảo ôi dồi ôi thầy ơi, thầy lễ thế nào mà sáng nay con lên không thấy cụ rắn nào ở trên ban thờ, ở trên cành đào nữa, thầy ạ, đi hết rồi, trong nhà cũng không còn nữa, đi sạch rồi. Đấy, cho nên có những cái chuyện mà chúng ta bảo giải thích khoa học, giải thích sao được, khoa học không thể giải thích được cái đó, không thể giải thích được các quý vị đó. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi rằng nước cúng từ khi phát nguyện lập đàn mà có kiến bỏ vào chén nước nhiều như thế, trước đây thì không có, từ khi phát nguyện như thế thì thầy hướng dẫn là thôi bây giờ tạm thời là nếu mà tụng chưa hết thì tụng cho hết, nếu mà không thì dừng lại để phát nguyện hành sám, lễ ngũ bái danh hay hành sám đó trong vòng 1 tuần hoặc là 3 tuần, sau đó mới phát nguyện tụng kinh Địa Tạng trở lại cũng được. Đấy là thì sẽ hết thôi. Ai gặp cái trường hợp tương tự như vậy cũng có thể làm như thế. Phật tử nữa hỏi con là Nguyễn Văn Tình, Con sinh năm 1977, con làm nhà ngày 2 tháng 2 năm 2021, khánh thành ngày 6 tháng 9 năm 2021. Ngày khánh thành con có mời thầy cúng về làm lễ lên nhà mới. Ăn cơm chưa xong thì vào 3 giờ chiều ông chú con bị cảm, chết luôn ở nhà con. 20 ngày sau con bị ốm và đi khám thì phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Bấy giờ gia đình con rất hoang mang. Bây giờ gia đình con rất hoang mang, không biết làm nhà có bị phạm vào điều gì không ạ? Kính mong thầy chỉ dạy cho gia đình con biết phải làm sao cho đúng ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Sinh năm 77, năm nay là 47 tuổi đúng không? Năm nay sang năm 23 này là 47 tuổi. Tuổi ta tính theo âm lịch đó, là 47 đúng không? Nếu làm từ năm 21, làm từ năm 21 thì lúc đó là 4 gì? 45. 45 tuổi là tính thử xem nhé. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 tuổi thì vào cung địa sát. 45 tuổi không phải là tốt đâu các vị nhé. Làm nhà 45 tuổi vào cung địa sát, mà cung địa sát thì kiêng kỵ động thổ. Có cái liên quan đến cái gì làm nhà làm cửa, đặc biệt là làm nhà làm cửa kiêng kỵ động thổ. Làm cái gì không liên quan đến động thổ đảo bới thì được, còn liên quan đến động thổ thì đảo bới thì không nên. Đấy, đấy là xét về gì, về phong thủy ấy. Thì tuổi 45 nhìn như là tưởng chừng như là đẹp đấy, nhưng mà tuổi đó thì lại phạm vào cái cung địa sát. Nó không xấu như tuổi Kim Lâu, nhưng mà nó lại phạm vào cung địa sát, cho nên làm nhà không tốt. Có 3 cái cung xấu không nên làm nhà, đó là cung địa sát, cung thọ tử và cung hoang ốc. Theo phong thủy ấy, cung địa sát thì là kiêng động thổ. Nếu mà sửa cái trên tầng thì được, sửa trên tầng và cất nóc, có nghĩa là không liên quan đến động thổ thì sửa trên tầng và cất nóc thì được. Đây ngày xưa thầy đi học thì theo cụ tổ chủ Hương thì giả các cụ thì nghe cụ giải thích cho dân, cho các Phật tử thì cũng vọc vạch được vài ba câu như thế. Có người ta nói là thầy Thịnh có thể giỏi Pháp nhưng không giỏi phong thủy. Đúng thế, thầy có phải là thầy phong thủy đâu mà thầy giỏi phong thủy. Gọi là học một chút thôi, biết vọc vạch một chút, gọi là tạm dùng, đủ dùng thôi. Chứ thầy có phải là thầy phong thủy đâu mà giỏi phong thủy. Thầy tu thì phải giỏi về Phật Pháp chứ. Thầy tu mà không hiểu về Phật Pháp mới sợ bị cười chứ. Thầy tu mà không hiểu về phong thủy, là hiểu một chút về phong thủy thôi không sao, biết một chút thôi để hướng dẫn cho bà con nhân dân Phật tử, gọi là họ tránh những cái xấu, cái hung mà thì hướng đến cái cát, cái tốt thì cũng được vậy. Thế còn mà đi sâu thì quả thật là tôi không đi sâu nữa. Còn ngày xưa khi mới học xong về cũng đi sâu lắm các vị. Về người ta đến xếp hàng để chờ đi xem đất cát, nhà cửa, phong thủy. Thậm chí là có thể cảm nhận được cả dưới lòng đất chỗ nào có long mạch, có nước để khoan giếng cơ mà. Thậm chí là còn biết là khoảng khoan bao nhiêu mét thì được nước cơ mà. Nhưng ngày đó thì lại không giảng Phật Pháp, mà chỉ có hướng về phong thủy, tâm hướng về phong thủy, cho nên nó có cảm về phong thủy. Nhưng từ năm mà lên Tản Viên đó thì nhất định không đi xem phong thủy mà không đi cúng đi bái nữa, chỉ tu tập và lo về Hoàng Pháp thì nó lại cảm về Hoàng Pháp. Các Phật tử đến với thầy phần lớn là muốn nghe Pháp, muốn tu. Chứ còn ngày xưa phần lớn người ta đến với thầy là ai đến cũng thầy đến xem đất cát, nhà cửa cho nhà con với, đến cắm hướng nhà, hướng cửa cho nhà con với, vân vân. Đó, mình làm về cái gì, chú tâm về cái gì thì nó sẽ gì, cảm về cái đó. Hơn chục năm nay, mười mấy năm nay rồi, không để ý gì đến phong thủy nữa thì đương nhiên mình không cảm được nó nữa, mà mình để ý tới Phật Pháp, để ý tới giáo lý của Đức Phật để hướng đạo cho các Phật tử, tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, vân vân, chỉ trai giữ giới, tu tập, tin sâu nhân quả và tụng kinh Địa Tạng phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng giảng, vân vân. Hướng đến cái đó thì đương nhiên là Phật tử họ theo thầy bây giờ thì phần lớn là gì? Những người đó. Còn những người về phong thủy, phong thiết thì ít lắm, vì thầy có đi làm đâu, không đi làm, trừ một vài cái trường hợp đặc biệt, gọi là cái chỗ gọi là quan hệ ngoại giao, gọi là bất khả kháng, không phải vì tiền mà là vì gì? Vì ngoại giao. Vì thầy đi làm là có lấy tiền đâu mà, đi làm không bao giờ nhận tiền, đi là vì ngoại giao thôi, vì quan hệ thôi, vì quan hệ ngoại giao thì có thể đi để làm, để giúp người ta thôi. Có người bảo là thầy Thịnh, thầy có biết gì về phong thủy đâu, nói không biết không đúng. Người ta bảo thầy Thịnh giỏi về Phật Pháp thôi, chứ còn về phong thủy thì không phải là xuất sắc. Họ nói cũng đúng. Mình bây giờ có phải là thầy phong thủy đâu, mình có hướng sâu về phong thủy đâu, nhưng mà thôi, đây các Phật tử hỏi thì cũng đem gì? Đem ra để nói một chút, gọi là cái phong thủy, gọi là cái phần sơ học, cái phần bình thường, bước đầu cho chúng ta gì? Biết được, để chúng ta cũng nên gì? Nên theo như các cụ nói, chúng ta chưa phải là thánh là hiền thì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành vậy. Cho nên cái trường hợp này mà làm nhà, nếu mà đúng Phật tử này đứng lên làm năm đó thì vào cung địa sát, cho nên không tốt là đúng rồi. Thế thôi, về bây giờ cứ phát nguyện lập đàn tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà mình là 21 ngày. Ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, lấy cái nước mà rảy xung quanh nhà cửa nhà mình, đất cát nhà cửa thì dần dần nó sẽ tốt thôi. Thế còn nếu mà đoán được các sư đến để làm cho cái lễ thì cầu siêu cho các vong linh đã mất ở trong khu đất đó, đặc biệt là cái người thân của mình trong cái ngày khánh thành đó, mất trong cái ngày khánh thành đó, vân vân, thì càng tốt nữa. Còn nếu không thì tự mình làm lễ được, đón đạo tràng gần đó đến để tụng kinh cho 21 ngày là cũng được rồi. Mà Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con là Nguyễn Thị Nga, pháp danh Liên Nga ở Cầu Giấy, Hà Nội. Con xin hỏi thầy một việc. Năm nay gia đình con muốn bốc mộ mẹ con từ Hà Nội về quê Nghệ An, nhưng về mộ của thím con, tức là vợ chú ruột, mất tháng 7 năm ngoái, đến nay được 1 năm. Mộ của thím đào sâu chôn chặt, không phải bốc nữa, thì gia đình con có phải kiêng đến hết 2 năm nữa mới bốc mộ mẹ không ạ? Năm nay anh trai con 71 tuổi, hơi yếu, hay lo lắng, mà chú họ của chúng con lại bị bệnh nặng, nên năm nay không bốc mộ mẹ con được thì chúng con phải chờ rất lâu mới bốc được. Con mong thầy bố thí hướng dẫn cho chúng con thực hiện mà tránh được rủi ro ạ. Con xin tri ân công đức của thầy nhiều ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày xưa thì các cụ nói này, các cụ nói là thường là ở trong cùng một dòng họ, tức là cùng trong bên nội của chúng ta đó, 3 đời trở lại, tức là tính gì? Tính trong 3 đời á, trong cùng một cái chi mà 3 đời với nhau, thì các cụ thường nói là ít nhất trong dòng họ muốn làm cái việc đó thì người ta phải kiêng là 3 năm. Tức là cái người mất sau cùng ở trong dòng họ đấy phải gì? Phải qua ngày cuối cùng của năm thứ 3. Ví dụ như mất vào ngày 15 tháng 10 âm lịch thì phải đến gì? Ngày 15 tháng 10 của 3 năm sau thì trở đi, hết cái ngày đó thì mới làm được cái việc đó. Tuy nhiên đấy là ngày xưa. Nhưng bây giờ thì ngày xưa là việc cưới, việc tang, đặc biệt là cho cái việc tang đó, tức là cái việc thay cát cho người đã mất trước, thì trong chi họ phải